chào tất cả các chị nhà mình đang vào livestream của nhà Mark vào tối ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì sẽ có em An Hoài này và bạn Như sẽ đồng hành cùng các chị nhà mình ở trong live ngày hôm nay. Thì sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot hit ở trong live đấy ạ. Đặc biệt là hôm nay voucher trên mình mua sản phẩm trên 300k thì mình sẽ được free ship nha các chị mình nhé. Hôm nay thì Như và Hoài đang rất là hào hứng tại vì sản phẩm mới rất là nhiều và mức giá thành thì cực kỳ mềm cho các chị mình đấy ạ. Thì không biết là các chị có mong chờ cái live stream này hay không. Tại vì nãy giờ em với chị Hoài là nôn tới cái giờ để mà vào live với các chị. Không những là hôm nay nha, em bật mí với mọi người là những mẫu sản phẩm mới của nhà Mark nằm trong cái bộ sưu tập mới mix gọi là hit hot nhất. Và ngày hôm nay là được lên live stream. Và đặc biệt là em thấy là những phần quà ngày hôm nay cũng không kém phần hấp dẫn hả chị ha. Rồi, với là điều đặc biệt nhất thì hôm nay Hoài sẽ nói luôn cho các chị mình đỡ phải tò mò. Thì tất cả các sản phẩm hôm nay đều dưới 300k các chị mình nhá. Nhưng mà tất cả giá gốc thì đều là rất là cao so với giá giảm các chị nhà mình ơi. Nên là hôm nay tất cả các sản phẩm này đều dưới 300k và mức giá giảm siêu mềm. Nhưng mà số lượng hàng thì lại cực kỳ ít nên là mình cố gắng mình săn trong live cùng em nhá. Bây giờ thì chắc là Hoài và Như sẽ để dành 1-2 phút để mình gọi là tương tác với các chị mình một xíu. Thì xíu nữa Hoài và Như sẽ đưa ra một cái chương trình mini game đầu live để các chị mình cùng tham gia nha. Không biết là các chị nào comment chưa nè, chị nào mình thấy được cái live rồi á, mình cho em xin một cái comment thử là âm thanh nè, ánh sáng là cũng như là đường truyền á, mọi người xem nó có ok chưa. Nếu mà còn có vấn đề gì thì mọi người có thể comment bên dưới cho em Như cũng như là chị Hoài biết nha. Em sẽ dành khoảng 1-2 phút để mình tương tác nè, cũng như là nhờ chị Hoài phổ biến cái chương trình game của ngày hôm nay để mà nhận được cái phần quà thì mình làm như thế nào chị ha. Ok, Hoài chào chị Út Hoa nhá, chào chị Nguyễn Thu Uyên này. Các chị mình đang xem livestream thì nhanh tay tag bạn bè vào xem livestream cùng em đi ạ. Đầu live thì bây giờ Hoài sẽ đưa ra trước cái món quà cho các chị nhà mình. Thì đầu live Hoài sẽ tặng cho các chị nhà mình một chiếc áo dây rất là xinh luôn các chị mình nha. Em áo dây phù hợp phải gọi là rất là summer cho các chị mình luôn. Thì mẫu này để Hoài xem nào. Em này đang có giá gốc chị em là 255.000 và em áo dây này thì mình có thể phù hồi với rất là nhiều sản phẩm đẹp đấy ạ. Và hiện tại thì Hoài sẽ mang cái mẫu áo dây này để tặng cho các chị nhà mình với mức giá 0 đồng. Thì chắc là cú pháp đầu tiên thì mình sẽ comment cho em Hoài đó là cuối tuần cùng Mark đi các chị ơi. Cuối tuần cùng Mark và tag 3 người bạn vào xem livestream của nhà em và nhớ là chia sẻ livestream ít nhất là 3 đến 5 lần ở chế độ công khai. Thì sau khi lượt chia sẻ tổng cộng của mình đạt ít nhất chị em Hoài là tầm 250 đến 300 lượt chia sẻ ở đầu live thì Hoài và Như sẽ bắt đầu lướt tặng các chị mình nhé. Ngày hôm nay chúng ta lướt tặng đúng không nè, thì các chị phải comment thật là nhiều để thứ nhất là nó không có bị ẩn comment. Cái thứ hai là ví dụ như các chị tương tác cao, các chị tương tác nhiều á thì cái gọi là cái độ trúng thưởng khi mà chúng em lướt á thì cái comment của mình nhiều quá thì đường nào mình cũng trúng mà nha mọi người nha. Cho nên mình cố gắng là mình chia sẻ livestream nè, rồi mình comment tương tác lên giúp em nha, để em xem thử là có chị yêu nào mình vào live chưa nè. Không biết là những chị mà bữa giờ á mình có nhận hàng được của nhà Mark chưa. Nếu mà mình được là nhận được hàng rồi mình có thể cho em Như xin một cái comment gọi là một cái feedback được không nè, xem thử là mình nhận và hàng về mình có ưng ý hay không, mình mặc lên nó nhìn có thích thú hay không mọi người ha. Em nói là cái chị lúc nào cũng phải đẹp, mình ở nhà mình cũng phải đẹp. Và ngày hôm nay cái mức giá của em lên rất là rẻ và có một cái giá gọi là cái giá siêu sốc mà livestream nào em cũng lên dành tặng cho các chị yêu nhà mình nha. Đó, ngày hôm nay hôm trước là hình như là 89k đúng không, thì ngày hôm nay em Như có một cái giá siêu sốc nữa là 7x thôi nha mọi người. Nhớ giúp em 7x, rất là siêu sốc luôn. Và em mong là chắc là một lát nữa khi mà chơi game rồi tặng quà xong rồi em sẽ lên tiếp cái sản phẩm đó cho các chị luôn. Đúng rồi, tại vì hôm nay sẽ có một cái mức giá deal cực kỳ hời cho các chị mình, chỉ từ 76k trên sản phẩm thôi các chị mình nhá. Và tất cả các mã sản phẩm đều dưới chị em Hoài đó là 300k đấy ạ. Rồi Hoài chào chị Phạm Quyên này, em chào chị Mèo Mập nha. Em chào chị Trang HT, đây một fan cứng của nhà Mark mẹ. Hoài tiếp tục này, bạn chị yêu ơi, chị Phương Anh ơi, không phải đâu ạ, tại vì là cái mic chắc là mới vào nên cảm giác là âm thanh nó chưa ok lắm. Các chị mình có thể là feedback lại cho em đúng không ạ, tại vì là các chị đang kêu là cái mic của bạn Như hơi ồn một xíu, nhưng mà chắc là mới vào nên nó sẽ hơi bị ồn một xíu. Các chị ơi chờ em một xíu nhá, em sẽ cố gắng là mình sẽ điều chỉnh lại các âm thanh một xíu. Các chị nhà mình cứ feedback lại cho em nếu như mà cảm giác là âm thanh ok hơn nha. Rồi Hoài chào tất cả các chị mình này, có quần Becky không? Có luôn nha chị Phương Thảo ơi. Cuối tuần cùng Mark là cái cấp dần hôm nay, nhưng mà phải tag 3 người bạn vào xem livestream cùng Hoài và Như nha. Và nhớ là chia sẻ livestream cho em ít nhất đó là 3 đến 5 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai. Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân rồi thì mình có thể hỗ trợ em Hoài và Như này chia sẻ lên hội nhóm nữa. Lượt chia sẻ càng nhiều khả năng trúng quà của mình càng cao ạ. Món quà vẫn đang tiếp tục chờ các chị mình đây.
Dạ rồi, này này, em thấy các chị comment rất là nhiều. Em chào chị Pina nha. Em chào chị Thảo Quý nè. Em chào chị Phương Thúy Nguyễn, chào chị Việt Trinh nè. Chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ. Và ngày hôm nay các chị phải ở đến cuối live với em. Tại vì cuối live em có một cái phần quà gọi là dành tặng cho các chị yêu nhà mình. Cho nên mình đừng rời khỏi màn hình nha. Ví dụ mình vào mình chơi game, mình trúng thưởng rồi mình có thể ở lại nè. Mình ủng hộ em, mình xem live, mình tương tác với em là được rồi. Tại vì ở trong live chỉ cần các chị tương tác thôi với em là cảm như là có một cái nguồn chia sẻ các chị. Em đứng đây nè, em live stream khi mà em chỉ tương tác qua cái màn hình thôi, nhưng mà khi các chị tương tác lại em cũng cảm thấy đó là một cái động lực để mà chúng em có thể đứng đây mà gọi là live, có mệt đến nhường nào vẫn có thể là đứng đây mà mặc lên những cái sản phẩm live cho các chị. Các chị mua được những cái sản phẩm nó ưng ý nhất nha mọi người nha. À, và Hoài đang vẫn còn thiếu rất là nhiều lượt chia sẻ các chị yêu ơi. Hoài vừa kiểm tra thì thấy lượt chia sẻ của mình mới được tầm 50 lượt chia sẻ. Trong cái đó là đang là 150 chị đang xem. Thì mình có thể là hỗ trợ Hoài thêm lượt chia sẻ để các chị yêu ơi. Ít nhất chị em là 300 hoặc là 250 lượt chia sẻ thì Hoài mới bắt đầu tặng quà nha. Bây giờ thì hiện tại mình đang ở phút thứ bao nhiêu nào, Hoài sẽ kiểm tra xem. Hiện tại là mình đang ở phút thứ 6 rồi. Thì chắc là tới phút thứ 10 hoặc 12 gì đấy. Nếu như lượt chia sẻ của mình chưa có đạt được tầm mà cái Hoài mong muốn, hoặc là Hoài đưa ra cái target đầu line này, thì chắc là Hoài và Như sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm trước, sau đó khi nào lượt chia sẻ mình ok thì Hoài sẽ tặng quà sau nhé. Vậy là bây giờ mình đang còn trên Hoài 5 phút cuối cùng để comment đấy ạ. Dạ rồi, hiện tại thì em thấy là hơn gần 200 triệu ở đúng trong live rồi. Thì em thấy là các chị có comment là thôi bán sản phẩm đi. Đó, có nhiều chị là gọi là đang muốn mua luôn rồi. Thì chắc là em Như sẽ trong cái lúc mà mọi người chờ, mọi người chia sẻ, thì cho em xin phép là giới thiệu sản phẩm mà đang mặc luôn, để cho những chị nào mà mình muốn mua thì mình có thể vừa mua được. Và những chị nào mình muốn chơi game thì các chị vẫn chơi. Đến khi mà đủ kiểm tra, đủ 200 lượt chia sẻ, 250 lượt chia sẻ thì em Như sẽ tặng quà. Em tạm dừng 1-2 phút mình tặng quà. Bây giờ thì chắc là em với chị sẽ like luôn ha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ để Như like luôn cái sản phẩm đầu like này. Nhưng mà trước khi like thì các chị mình nhớ là đúng cái cú pháp của em chơi game, đó là cuối tuần cùng Mark và chia sẻ live stream cho em, tag 3 người bạn và xem live stream các chị mình nhá. Rồi ok, bây giờ thì chắc là Hoài sẽ mở bán sản phẩm trước. Còn chị nào chơi với game mình vẫn cứ tiếp tục chơi, tại vì lượt chia sẻ mình đang hơi thấp đấy ạ. Bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ mua cái sản phẩm của Như trước các chị nhá. Dạ rồi, cho em Như xin phép lên cái sản phẩm đầu live trước nha. Trời, nhìn cái set em đang mặc là mọi người thấy mát mẻ không nè. Rất là gọi là mùa hè đúng không? Với những chiếc quần mà short lưng cao và cái ống của mình là ống bèo như thế này nè, nó sẽ tạo thêm cái điểm nhấn, cái chân của mình trông nó thon và nó gọn hơn. Còn với chiếc áo lụa của em cực kỳ xịn sò như thế này. Cái áo lụa này là áo lụa da, nhìn nó mỏng manh nhưng mà không có dễ vỡ nha. Rồi bây giờ này mọi người ơi, em báo giá là mọi người phải chốt liền. Ngày hôm nay đơn của các chị trên 300k thì nhà mát vẫn free ship bình thường nha mọi người nha. Rồi các chị chơi game, các chị tương tác, các chị được săn hàng sale này thì còn gì bằng nữa đúng không? Bây giờ nè, không biết là các chị đã vào đông đủ chưa, chia sẻ cho em Như chưa nào mọi người ơi. Rồi nè, em đọc được comment của các chị nha. Em chào chị Đỗ Thư, hello chị. Chào chị Phạm Quyên của em. Trời ơi chị ơi, ngày nào cũng thấy chị hết trơn, rất là cảm ơn chị Phạm Quyên. Có crop top, em ơi crop top hả, để em xem em ngắm nghía. Hình như là có nha, hình như có chị, để em xem một lát nữa em ra em kiểm tra chắc chắn, rồi một lát nữa em quay trở lại em báo. Em ngắm hình như là có áo crop top phải không ta, để em xem lại thử. Rồi bây giờ nè, lên luôn set đầu like giúp em Như nha cả nhà nha. Mã sản phẩm áo em đang mặc là mã AB1 giúp em Như, với giá gốc là bao nhiêu? 255.000. Với chiếc áo lụa này nha, ngày hôm nay sale cho các chị chỉ còn bao nhiêu đây? 169.000. Và em sẽ có 3 tông màu áo. Rồi đợi em xíu chỉnh cái mic lại nha mọi người nha. Rồi, ok chưa cả nhà ơi? Nghe nó bớt ồ chưa? Chứ không nói trời, như bữa nay cái giọng giống mấy chuyện giới về nữa. Rồi, được chưa cả nhà? Để em xem thử mọi người comment thế nào. Rồi áo này là 169k giúp em nha. Em cũng không crop top. Ủa vậy hả chị Quyên? Để em xíu nha. Nhưng mà cái áo của em nó cũng thuộc dạng crop top nè. Nhưng mà chị thích áo dây không? Áo dây này kiểu như là áo lụa, cả nhà có cái tăng đơ cho mình điều chỉnh luôn á. Có tăng đơ cho mình điều chỉnh cho nên rất là dễ mặc. Với mẫu này là có 169.000 là hàng này là hàng lụa mà kiểu như là lụa satin đó các chị. Nó có cái độ bóng cực kỳ sang nha. Riêng áo này về các chị mua là nói chung là đúng hàng hiệu của nhà mát luôn, 169.000. Cái này em còn đủ size S, M và L cho mẫu áo nha. Tông màu em mặc là tông màu đen, rất dễ mặc rồi. Tiếp theo là sẽ là tông màu cam sữa, rất là ngọt ngào nha mọi người. Rồi cho em là tông màu cam, màu kiểu như là cam này là nó rất là kiểu là đúng màu cam mà không cam trung tính đó các chị. Không phải cam tươi mà cũng không phải là cam đất nha, cam trung tính dùm cho em. Rồi tiếp theo sẽ là màu xanh mà kiểu là như màu xanh min đó các chị. 169.000 giúp em Như, SML 3 size nha. Rồi mọi người ơi,
Cái này là em sẽ lên đầu line. Những cái sản phẩm đầu line đa số là sẽ gọi là còn đủ size nhưng mà số lượng nó rất là ít. Thành ra chị yêu nào mà thích cái mẫu này thì nhanh tay để lại cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại liền. Nếu như mình chưa biết mình mặc mã gọi là chưa biết mặc size gì, có thể cho em xin là cái chiều cao cân nặng em như tư vấn size ngay trong live stream cho các chị yêu nhà mình luôn ha. Rồi, hết tiền rồi hả? Ui ôi, các chị em nói này, ngày hôm nay khi các chị đến live stream của nhà Mát, các chị sẽ mua với một cái giá cực kỳ ưu đãi. Tại vì đến cửa hàng của nhà Mát cũng không bao giờ có giá này. Tại vì các chị ơi, trong cái thời điểm này mới có giá này. Thành ra mình tranh thủ mình săn. Bữa nào hết thời điểm này các chị đi tìm, các chị đi mua không có nha. Hàng này hàng lụa satin của nhà Mát, trời ơi xinh lắm cả nhà. Em thích lắm luôn á ba, mấy những cái tông màu này nó không có bị kén da. Màu cam sữa, màu cam trung tính, màu xanh minh và màu đen cho em. Rồi tiếp theo là mã quần giúp em nha. Đó các chị, em thấy mọi người vào đông rồi nè. Mọi người chơi game á, chỉ cần comment cho em là tương cuối tuần cùng Mát, tan cho em 3 người bạn vào chia sẻ cho em ít nhất là 3 đến 5 lần ở chế độ công khai giúp em như nha. Rồi tiếp theo sẽ là mã quần giúp em. Mã quần em mặc là mã AB2 giùm em. Một chiếc quần short lưng cao như thế này nha cả nhà nha. Dây kéo khóa đằng sau giùm em. Cái này là chân nó sẽ là viền bèo. Và em như sẽ có là 3 tông màu cho mã quần này. Với tông màu em mặc là tông màu kem nè, tông màu đen cũng như là tông màu hồng rất là xinh. Đây, tông màu hồng này mọi người, hồng này hồng phấn nha. Dây kéo khóa đằng sau dội lên cái form rất là đẹp. Cái này cái chất của nó cực kỳ mềm luôn mọi người. Cái chất này kiểu như là cô tông mềm á các chị. Rất là xinh luôn mà mặc lên siêu hết dáng nha. Kiểu như là 1m55, 1m52 mặc là thoải mái cho em luôn hả. Cái này là form lưng quần siêu cao. Lên trên rốn là khoảng tầm bao nhiêu để em đo thử nha. Rốn em lợi này lên khoảng tầm là 3-2-3 form á các chị. Kênh cái lưng quần hơi 3 phân lượng, thành ra mình mặc lên lưng quần siêu cao luôn. Nếu mà chị nào thích mặc cho nó gọn dáng, nó che được khuyết điểm tốt nhất, an toàn nhất thì mình lấy cho em tông màu đen. Còn với cái tông màu hồng và tông màu kem này rất là trẻ trung nha cả nhà nha. Cực kỳ trẻ trung và cá tính luôn, chị yêu nào lại lấy lẹ cho em nè. Bây giờ em bắt đầu em nhận đơn rồi, thành ra chị yêu nào mình chưa lấy á, mình chưa có lên đơn thành công thì tranh thủ giùm em. Rồi nè, em thấy đơn của các chị á, cái chỉ cho em là mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn. Rồi xinh quá mọi người ha. Cái set này mà kiểu như là đi chơi đi dạo rồi mình mua cả set, mình về mà tách lẻ ra mình mặc cũng xinh nữa. Đúng không cả nhà? Mình tách lẻ một chiếc áo lụa này là mình phố được cả bao nhiêu quần, cả bao nhiêu váy luôn. Còn với chiếc quần này em nói thật sự, ngày hôm nay mình không biết mặc gì, cứ lấy quần này ra mình phối đồ mình mặc thôi cả nhà. Xinh ha. Rồi bây giờ em xem thử cái lượt chia sẻ của mình bao nhiêu. Gần 700 chị đang xem live á cả nhà ơi. Hiện tại là mới có 77 lượt chia sẻ ha cả nhà. Mới có 77 lượt là phải được gọi là tầm 250 đến 300 lượt chia sẻ. Thì em như mới có thể tặng cho mọi người chiếc áo này. Và cái chiếc áo này này cả nhà, cái với chất liệu là nó sẽ có những cái bottom á. Nó sẽ có độ co giãn cho các chị mặc siêu dễ chịu luôn. Rất là thoải mái. Kiểu như ai mình mặc cũng được. Mà những cái áo ổng này là siêu crop. Đây là đúng chất crop top luôn các chị. Nếu các chị nào muốn mua sản phẩm này thì mình cũng có thể mua nha. Cái này cũng là một cái phần quà tặng cho các chị nhà mình luôn. Em có như có hai màu á. Một tông màu xanh đen và một tông màu trắng. Cưng lắm cả nhà ơi. Rồi em tặng cái mẫu này luôn á. Dễ thương lắm, không biết bữa nay hôm nay chị nào săn được cái này. Rồi, áo này em đang mặc là 169.000 nha mọi người nha. Bây giờ các chị yêu nào mình chưa lên đơn, mình tranh thủ mình lên giùm em. Cái này em còn đủ size, quần em cũng còn đủ size luôn á cả nhà. Tại vì nhiều khi Facebook nó bớt tương tác nó ẩn comment, không có thấy được comment của chị em mình. Không có thấy được, mọi người thông cảm giùm em như nha. Phải lướt lên lướt xuống vừa like nè, rồi vừa cầm cái điện thoại. Mời ơi, thiệt sự mọi người, nhưng mà cũng không thấy được nhiều. Không thấy được nhiều á. Nói mà hụt hơi luôn. Rồi em thấy đơn em thấy comment của mọi người á. Còn những cái đơn hàng của các chị á, chỉ cần là có mã có số điện thoại, sau like là sẽ có các bạn để mà nhắn tin gọi là xin gọi là tư vấn đơn của các chị. Cho nên các chị yên tâm giùm em nha. Không cần em phải đọc tên đâu mọi người. Em chào chị Linh Nguyễn nè, thấy chị Linh Nguyễn tương tác chấm bài quá trời luôn. Rồi mọi người ơi, tại vì trong máy của em á, nó chỉ thấy được vài cái comment nào, mọi người thông cảm giùm em như nha. Rồi bây giờ các chị yêu nào mình chốt nữa, khoảng tầm là 1 phút 30 giây nữa là em như qua mẫu luôn. Tại vì ngày hôm nay rất là nhiều sản phẩm đẹp. Đầu line thì những cái số gọi là những cái mẫu đầu line là mẫu cực kỳ hot hit luôn. Bình thường em vẫn đang bán cái mẫu này với giá bình thường luôn các chị. Thành ra cái giá sale á, nó vẫn là áp dụng trên toàn hệ thống, nhưng mà nó sẽ có những cái giá ưu đãi, những cái phần quà chỉ có trong livestream. Thì bây giờ chị yêu nào mình muốn săn sale, muốn săn ưu đãi thì mình phải săn liền giúp em nha. Rồi 30 giây cuối cùng cho những chị yêu nào mình chưa chốt cái mẫu này. Dạ đúng rồi, quần là mã AB2, còn áo là AB1 giúp em như nha.
Quần và áo này là hai mẫu này đang cực kỳ hot hit đó các chị. Cái này các chị cao một xíu là mình gọi là nắm lùn nhỏ coi nhưng mà mặc cũng được hết đó. Chiếc quần siêu thần thánh nè. Cái quần này mặc lên dễ thương lắm cả nhà ơi. Tại vì ở đây em nói mọi người là em like gọi là rất là chân thật đó mọi người. Đi nét nào ra nét đó, từng đường kim mũi chỉ cực kỳ xinh. Cái gọi là cái lưng quần của mình á, của mình nó sẽ có một cái khoảng tầm 2 phân như thế này để nó định hình được cái form lưng á cả nhà. Rất là đẹp ha, chứ không phải là may suông lên luôn. Nhiều khi may suông lên luôn á, cảm giác cái eo của mình là không có. Còn đây là nhà mát sẽ may cho mình khoảng là tầm 2 đến 3 phân, sẽ có túi cho các chị nhà mình luôn. Chị nào mình làm văn phòng công sở cả nhà thì mình có thể lấy cho em cái quần này, mình phối cho em những chiếc áo sơ mi mình mang về mình đi làm vẫn đẹp vẫn sang nha. Còn các chị có thể lái cho em cái áo này về nè, mình phối cho em những chiếc quần tây nè, những chiếc quần như em ra mặc cũng được, hay là những cái quần jean. Xong rồi mình nếu mà mình đi chơi thì mình không mặc bình thường thế này thôi, còn mình muốn mà đi tiệc hay là đi làm về đó mình có thể khoác cho em một cái blazer nè, hay là một cái áo khoác ở ngoài cũng được nha. Rồi bây giờ nè, chị yêu nào lấy thì lên đơn cho em ba quần size S. Dạ rồi ok nè, em thấy đơn của mình nè. Sao em không thấy được comment ta, thiệt tức cái mình ghê luôn á, không thấy được cái gì luôn. Chị Hồ Thị Thúy Hiền ơi, em thấy đơn của mình á, nhưng mà em chưa thấy số điện thoại của chị, bổ sung giùm em số điện thoại luôn nha các người đẹp ơi. Cho em xin mã vàng phẩm này kèm cho em số điện thoại mới có đơn nha. Rồi bây giờ này các chị ơi, 30 giây nữa thôi em chuẩn bị em chuyển mẫu, tại vì số lượng không có nhiều. Quần là em có 3 tông màu nha các chị yêu, nhà mình lấy màu nào thì cho em xin cái màu đó luôn. Đây màu đen, màu hồng với lại tông màu kem đang nhiêu đang mặc. Còn chiếc áo là sẽ có 4 màu, màu cam sữa, màu cam trung tính, màu xanh miên với lại một cái tông màu đen em mặc nha. Chỉ có 169.000 rồi cả nhà. Còn quần của em thì 249.000 nha. Xuất sắc. Cái áo này cả nhà ơi, hàng lụa satin nha, rất là đẹp. Cái màu này màu cam sữa đi ngọt quá các chị. Thiệt sự cái màu cam sữa này tự nhiên em muốn uống ly cam sữa liền. Nhìn nó mê gì đâu á cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn. Em nói cái này mà các chị mặc ở nhà thôi cũng dễ chịu, cũng mát mẻ, cũng xinh nữa ha. Rất là sang, có tăng đơ điều chỉnh luôn. Rồi bây giờ nha, áo là AB1 169k, còn quần là AB2 249k. Chị yêu nào mà đặt hàng mình cho em như xin mã, kèm màu, kèm số điện thoại là sẽ có đơn. Còn bây giờ em kiểm tra lại lượt chia sẻ. 102 lượt. 102 lượt rồi kẻ nha. Cố gắng lên cho em là 250 lượt nha. Em sẽ tặng quà luôn cho cả chị. Còn bây giờ thì chắc là em sẽ nhường lại cho chị Hoài, sẽ tiếp tục lên một cái set tiếp theo. Cái set lúc đầu lên đó các chị. Có nhiều chị vẫn đang hỏi cái set đó đúng không, thì lên luôn cho chị để mình chốt nhanh nha. Rồi em như qua mẫu nha. Còn chị nào đặt cái set của em thì cứ lên đơn nha mọi người nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu khác cho chị mình nhớ. Một cái mẫu set rất là dễ thương các chị ơi. Nhưng mà cái set của Hoài hôm nay thì Hoài báo trước là một cái mức giá rất là mềm, và chắc chắn là các chị mình phải thật nhanh tay thì mới có thể săn được cái set của Hoài đang mặc nha. Trước khi Hoài giới thiệu cái set của em đang mặc thì Hoài sẽ trả lời một vài cái comment của các chị mình ở bên sàn ạ. Các chị mình hỏi là túi mang có bán không, thì Hoài sẽ báo luôn là hiện tại là nhà mát không có bán túi sách các chị mình nhá. Tất cả những sản phẩm túi này hay là mũ nhà em phối ở trong cái livestream này thì chỉ là sản phẩm phối của nhà em thôi, mà mình không có bán kèm với sản phẩm ạ. Nhà em chỉ có bán quần và áo thôi các chị mình nhá, và váy đầm ạ. Có đầm tay phồng ren lưới ánh kim không? À chị yêu ơi, chị Bích Ngọc 11234 này. Trời ơi, 56789 luôn các chị mình ạ. À, hiện tại thì nhà em hôm nay sẽ không có lên đầm tay phồng ren các chị mình nhá. Hôm nay đa phần là em sẽ lên set hoàn toàn cho các chị luôn. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu luôn cái set của em Hoài đang mặc nhá. Một mức giá siêu ưu đãi và các chị mình phải thật là nhanh tay ạ. Set của Hoài đang mặc mã áo cho em Hoài sẽ là AB3 các chị mình nhá. AB3 với mức giá gốc cho em Hoài là 425.000. Và trong livestream ngày hôm nay Hoài giảm trực tiếp cho mình chỉ còn cho em Hoài đó là 129.000 mẫu áo Hoài đang mặc thôi. Một cái mức giá phải gọi là siêu ưu đãi luôn đấy ạ. 129.000 mẫu áo của Hoài đang mặc nha. Quần của Hoài đang mặc lên mã cho mình đó là AB4 ạ. Mẫu này cho em Hoài sẽ có hai màu giúp em, đó là màu hồng và màu da các chị mình nhớ. Hiện tại thì màu hồng Hoài đang hết size M, nhưng mà em này đặc điểm hơn đó là sẽ có cho mình đó là size XL luôn nhá. S, M, L và size XL là 4 size cho mẫu này. Nhưng mà mẫu này màu da thì Hoài chỉ còn duy nhất cho mình đó là size XL thôi. Còn cái màu hồng Hoài đang mặc thì hết size M các chị nha. Mẫu quần này mức giá gốc cho em là 325 và hiện tại đang giảm trực tiếp chỉ còn 149.000. Các chị mình thấy mức giá như thế nào ạ? Hoài thì quá là bất ngờ luôn, tại vì các chị mình thấy không ạ? Nguyên cành như thế này bình thường là mua là 750 các chị mình. Nguyên cành Hoài đang mặc bình thường mua sẽ mức giá là 750, nhưng hiện tại mình mua với mức giá cho em áo 129, quần 149.000 thì tính ra chỉ cho em Hoài là chưa đến 300.000 một set luôn các chị mình nhá. Thì hôm nay mình phải thật là nhanh tay nha.
Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tư vấn size và sẽ đọc comment của các chị nhà mình ạ. Nên là chị nào mà đang thích set của Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay. Áo của em Hoài đang mặc sẽ lên chất liệu cho mình đó là kiểu dạng vonter các chị mình. Em này thì có phối dạng gân ở trên cái vòng áo rất là đẹp luôn. Và chỉ có duy nhất chị em là một màu duy nhất cho mình là màu trắng này. Form cho Hoài sẽ là form áo cổ đổ nha. Nếu như chị nào sợ cái mẫu này mà kiểu như cổ đổ quá mà nó hở thì em nghĩ là cũng không có hở nhiều đâu. Đây Hoài sẽ kéo cái này ra phía sau một xíu này. Cổ sẽ là form cổ đổ vừa phải các chị mình ha. Phần cho em Hoài phía dưới thì là sẽ là form dáng bình thường luôn. Tay cho em sẽ là tay dáng dài siêu dễ mặc đấy ạ. Còn quần Hoài đang mặc cho mình thì sẽ là form quần, gọi là form quần đùi các chị mình ha. Em này thì sẽ thiết kế cho mình đó là form quần dáng A nhẹ này. Và thiết kế này thì đặc biệt là mình sẽ có hai túi thật hai bên luôn. Dây kéo khóa sẽ nằm ở phía sau các chị ha. Em này sẽ có dây kéo khóa giọt nước phía sau rất là dễ thương đấy ạ. Phần hai bên sẽ chiết ben hoàn toàn cho em Hoài để tạo điểm nhấn cho quần. Thì mẫu này mình cho em Hoài quần sẽ là áo cho em sẽ là từ 38 cho tới 63 cân mặc đẹp nhá. Còn quần cho em Hoài thì sẽ tầm cho mình đối với size XL của mẫu quần màu be thì Hoài áp dụng chị nào từ 58 cho tới 63 cân. Còn mẫu quần màu hồng Hoài đang mặc thì có đầy đủ size, chỉ hết mỗi size M thôi. Size M thì tầm 50 tới 55 cân là mình sẽ mặc đẹp nha. Rồi các chị yêu nào mà thích mẫu này thì nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment ạ. À, mẫu này các chị mình hỏi là mẫu áo sẽ là bao nhiêu? Áo cho em sẽ là mẫu sản phẩm áo cho em Hoài sẽ là AB3 các chị nhắc 129.000 thôi ạ. Quần sẽ là AB4 với mức giá là 149.000. Hôm nay chị nào mà không sở hữu set này thì Hoài thấy sẽ rất là phí luôn, tại vì mức giá giảm đang rất là mềm. Các chị nhà mình đừng quên là chương trình mini game của em vẫn đang diễn ra, mà mình cố gắng là tương tác của em thật nhiều nhá. Nếu như lượt chia sẻ của mình đạt cho em Hoài đó là 300 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ bắt đầu tặng luôn cái món quà đầu like này. Bây giờ để Hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị nhà mình thêm một lần để xem là lượt chia sẻ hiện tại của các chị nhà mình là bao nhiêu. À, nếu như mình đang vừa mua sản phẩm vừa chơi video thì mình comment cho em Hoài cú pháp đó là cuối tuần cùng Mark và tag 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ livestream này ít nhất cho em 3 đến 5 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai nhá. Còn hiện tại là lượt chia sẻ của mình mới là 120 lượt chia sẻ rồi các chị yêu ơi. Như đã nói đầu live thì lượt chia sẻ của mình ít nhất phải đạt cho em Hoài đó là 250 đến 300 lượt chia sẻ thì Hoài mới có thể tặng quà cho mình được. Là hôm nay mình cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều nhá. Bật mí với các chị mình là hôm nay thì Hoài sẽ không có lên đầm đâu ạ. Đa phần hôm nay có đầm nhưng mà rất là ít luôn. Đa phần thì Hoài sẽ lên các set cho các chị mình bao gồm là áo thun này, chân váy này, áo sơ mi và quần các chị rất là nhiều. Là mình cố gắng là ở trong livestream và tương tác cùng em thật nhiều nhá. Hiện tại mẫu đơn hàng của em số lượng còn ít lắm nên là các chị nhà mình thích mẫu này là mặc ngay nhá. Eo 70 mặc size gì? Eo 70 thì Hoài nghĩ là mình mặc cho em Hoài tầm size L chị yêu ơi, tại vì là nó đang xen kẽ giữa size M và size L thì tùy vào cái cân nặng chiều cao của mình nữa. Nên các chị yêu nếu như mình muốn được chốt đơn hàng nhanh chóng, mình lên cú pháp cho em mặc áo này AB3 dấu cách số điện thoại để được các bạn nhà mình tư vấn. AB4 là quần kèm số điện thoại cho em Hoài để được chốt đơn hàng thành công nha. Tại vì những hai mẫu này thì số lượng của em còn rất là ít luôn. Các chị nghĩ sao khi một set cho em Hoài đó là 700.000 nó giảm trực tiếp cho mình hơn 50% và chỉ còn cho em Hoài đó là tầm là 300 không đến 300.000 chỗ, vậy là giảm tới 70% đấy chị ơi, không đến 300.000 một set như Hoài đang mặc nha. Nên là mình tranh thủ mình chốt đơn luôn các chị ha. Áo 129, quần trên 149.000 thôi ạ. Nhanh tay lên mã trên là AB3 kèm cho em AB4 kèm ngoại. Giá form phía sau đây chị yêu nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ đọc mã size chị mình này. Đối với size S á, thì eo cho em Hoài tầm 65 đổ lại. Size M cho em Hoài eo tầm 70 đổ lại. Size L eo cho em Hoài tầm 75 đổ lại. Và size XL cho em thì eo tầm 80-81 tùy vào cái chiều cao. Và nói chung là Hoài nghĩ là 80-81 đổ lại thì mình vẫn vừa size XL đối với form dáng quần nha. Quần cho em Hoài đang mặc lên cái chất liệu cho em đó là, em này thì lên chất liệu là cô tông các chị nhá, cô tông. Còn áo cho em Hoài sẽ là vonter ạ. Áo này thì Hoài nói thật là nó sẽ hơi mỏng nhẹ nhưng không phải mỏng tới mức xuyên thấu được. Nhưng các chị nhà mình sẽ hạn chế mang đồ màu giúp Hoài nhá. Mình sẽ mặc cho em Hoài đó là những cái sản phẩm áo bên trong cùng màu này. Và đối với cái kích mắt mít mát sản phẩm đó thì Hoài có gợi ý cho mình đó là áo này mình có thể phối hợp cho em Hoài với một vài mã chân váy bút chì này, hoặc là quần tây, quần jean đều rất là ok. Hoặc là hơn nữa thì mình có thể phối với chân váy chữ A màu đen các chị mình nhá, để mình có thể mặc đi chơi đi làm hàng ngày này. Còn mẫu quần này thì Hoài nghĩ là mình có thể mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được và mặc đi làm cũng được. Tại vì cái form quần này nó không phải quá ngắn đâu. Mình có thể phối với áo sơ mi hoặc là với áo thun, Hoài nghĩ là cái concept vẫn rất là hợp lý đấy ạ. Với mức giá thành hôm nay, bình thường các chị nhà mình mua cho em Hoài giá gốc của mã áo thôi đã hơn cái tổng giá set của hôm nay rồi. Nên đây là cơ hội vàng để các chị mình chốt nguyên set nha. Là mình thích set này là mình chốt luôn nguyên set cho em Hoài này. Không biết là hiện tại mình có bị ẩn comment không, nhưng mà Hoài thấy là comment của mình hơi bị ẩn một xíu. Nếu như các chị nhà mình cần tư vấn thì mình cứ chốt đơn nhá. Ok chị Gia Uông Ngọc Thắm này, Hoài đang thấy đơn hàng vẫn đang lên nhưng mà tại vì các chị nhà mình vẫn đang có nhu cầu chơi mini game ấy, là mình vẫn tiếp tục comment giúp em Hoài nha. Em chào chị Vân Nguyễn nhá, em chào chị yêu ạ. Ok chị Nguyễn Xuyến này, đơn
đơn hàng thì vẫn là tiếp tục lên rất là nhiều, nhưng mà thực ra do là cái máy của Hoài đang bị ẩn nên các chị nhà mình lưu ý giúp em là mình vẫn comment đúng cú pháp giúp em, đó là mã sản phẩm kèm thoại thì chắc chắn mình sẽ có đơn. Tất cả các đơn hàng sẽ được vào hệ thống đấy ạ, nếu như trên máy chủ của Hoài không thấy, nhưng mà chắc chắn thì các chị nhà mình vẫn có đơn nên mình yên tâm giúp Hoài nhé. Rồi cuối tuần cùng mát này các chị yêu ơi, cái chương trình mini game nhà em vẫn chưa kết thúc đâu ạ, nên là mình vẫn tiếp tục comment là cuối tuần cùng mát nha. Kèm cho em đó là chia sẻ livestream ít nhất cho em đó là 3 đến 5 lần lên trang cá nhân chị Đô Phương Khai ạ. Nếu chị muốn xem lại form áo thì em sẽ đứng gần hơn một xíu để các chị xem form áo này. Cái set này mình có thể mặc đi dạo phố, mặc đi cho em Hòa đi làm này, mình phối với chân váy bút chì là lên ngay một cái set công sở rất là xinh nhá. Mẫu áo cho em Hoài số lượng siêu ít luôn các chị mình ơi, áo em Hoài chỉ còn cho các chị mình là tầm mỗi size còn 2 cái cuối cùng thôi ạ. Nên là chị nào đang thích mặc áo lên nhanh tay chốt nha. Hoài chỉ chốt mã này cho mình thêm tầm 2 phút nữa thôi các chị yêu ơi. 2 phút để mình chốt set này nhá. Hiện tại Hoài đang ở phút thứ 25 rồi và đúng phút thứ 27 thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu đi ạ. Nên là mình thích cái mã áo của Hoài đang mặc là nhanh tay chốt đơn, tại vì các bạn kho đang báo với Hoài là hiện tại là đơn qua inbox vẫn đổ rất là nhiều và Hoài đang like tới cả bên sàn và bên cả bên IG nữa, là chắc chắn là đơn hàng sẽ hết rất là nhanh. Quần thì lưu ý giúp em Hoài là màu hồng thì mình hết size M, còn lại thì vẫn còn từ size S đến size XL, duy nhất hết size M thôi nhá. Quần màu B thì Hoài chỉ còn duy nhất là size XL thôi. Size đặc biệt là cái mẫu này thì Hoài có size lớn các chị ạ. Bình thường nhà em chỉ có size SML thôi, nhưng mà riêng mẫu này Hoài có tới size XL nhá. XL cho em Hoài thì tầm 65 cân đổ lại mình vẫn mặc vừa. Là mình thích mẫu này mình cứ chốt mã sản phẩm kèm loại cho em Hoài này. Rồi các chị mình ơi, tác bạn bè vào xem livestream ạ. Áo trắng mua ruồi cổ đồ đẹp lắm, em cảm ơn chị Tiên Tơ rất nhiều này. Nhưng mà Hoài nghĩ là chắc chắn là các chị mình mua kèm bộ áo trắng cổ đồ này chưa có bao giờ mua được với mức giá 129.000 đúng chị yêu ơi. Chị yêu vừa feedback cho em Hoài là áo trắng mặc rất là đẹp, nhưng mà các chị nhà mình Hoài nói là cái giá này gọi là cái giá lịch sử duy nhất ngay tại trong livestream và em không chốt sau livestream các chị nha. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay chỉ chốt duy nhất trong livestream và sau khi tắt livestream thì Hoài sẽ không chốt sản phẩm với mức giá sale nữa. Và tí nữa khi mà gần cuối live thì Hoài và Như sẽ review lại tất cả các sản phẩm có trong live cho các chị mình. Hôm nay thứ nhất mình mua hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship này các chị mình nhá. Mua hóa đơn trên 300k được free ship và mua tất cả các mã sản phẩm ở trong live sẽ có mức giá giảm hết chị em Hoài này, duy nhất ở trong livestream thôi ạ. Tắt livestream thì tất cả mã sản phẩm đều về giá gốc nên các chị mình cố gắng là chốt trong live giúp em. Tại vì khi mà quá 12 giờ đêm nay thì Hoài sẽ không còn chốt những cái mã này với mức giá giảm nữa các chị mình ha. Rồi chị nào áo mặc sang lắm, em cảm ơn chị Phạm Thu rất là nhiều. Đấy, chị nào mà đang còn suy nghĩ là có nên chốt cái mẫu áo của Hoài đang mặc không thì phải thật là nhanh tay nha. Tại vì số lượng hàng là siêu ít đấy ạ. Quần giá bao nhiêu? Quần giá chỉ có 149.000 thôi chị Lê Nguyệt ơi. Có phải là một cái mức giá rất là hấp dẫn không ạ? Nhưng mà Hoài báo trước nha, mẫu này Hoài chỉ chốt 1 phút 30 giây cuối thôi ạ. Và lưu ý giúp em là khi mà Hoài qua mẫu rồi thì em sẽ không mặc lại nữa. Và hôm nay em chỉ chốt ở trong live thôi. Tắt livestream không chốt hàng với mức giá giảm các chị nhé. Tại vì với mức giá giảm mà giảm tới 70% như thế này là một mức giá rất là mềm cho các chị nhà mình. Đây em sẽ báo lại giá gốc cho các chị mình này. Áo cho em giá gốc là 425.000, giảm trực tiếp còn 129.000, số lượng siêu ít nha. Quần là AB4 với mức giá gốc là 325 và giảm trực tiếp còn 149.000. Màu hồng còn size SML, màu hồng còn size SL và size XL. Màu da thì còn duy nhất cho Hoài là size XL thôi ạ. Nên là các chị nhà mình phải thật là nhanh tay. Cái set này mình mua cho em Hoài này các chị yêu ơi, phối chị em Hoài với tất cả các set khác đều rất là xinh, có nghĩa là mua một mà được hai nhá. Nên là mình mua luôn nguyên cảnh cho em Hoài đi ạ, đảm bảo là sẽ không bao giờ làm các chị thất vọng đâu. Chỉ cần phối cho em Hoài với một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh này, kèm cho em Hoài một đôi giày ở phía dưới thôi là mình đã có thể tung tăng dạo phố đi chơi rồi. Ở thời điểm hiện tại có thể là mình chưa có cần size đến, nhưng mà Hoài nghĩ là với mức giá mà không đến 300.000 một set thì tại sao mình không thử trải nghiệm thương hiệu của nhà mát thử xem. Tại vì khách quen thì đã rất là nhiều rồi, và khách quen thì bây giờ Hoài thấy nãy giờ Hoài like sản phẩm này thì khách quen feedback rất là nhiều là em ơi chị đã có set này rồi và rất là xinh, nhưng mà kiểu như cũng hơi giận nhà mát tại vì là hôm bữa mua mức giá cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với sản phẩm này mà Hoài nghĩ là 400-500 ngàn một set thì đã rất là bình thường rồi, nhưng hôm nay chỉ không đến cho em Hoài đó là 300 ngàn thôi. Chào Hoài, quần này xinh nè, em cảm ơn chị Huỳnh Phương Di nha, fan cứng của nhà mát đây rồi. Rồi chị mua rồi, quần này rất là dễ phối. Để các chị thấy không ạ, sản phẩm này hồi nãy giờ Hoài nhận feedback rất là nhiều và các chị mình nhanh tay chốt đơn nha. Rồi 1 phút cuối cùng các chị yêu ơi, 1 phút cuối cùng và sau đó Hoài sẽ chuẩn bị sẽ để Như chuyển mã nhá. Và trước khi Hoài chuyển mã này thì Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ của chị mình thêm một lần ạ. Dạ áo sẽ là AB4 với mức giá là 129.000, quần sẽ là áo là AB3 với mức giá là 149.000, quần
Em lại lộn nữa đâu các chị mình ơi. Để em đọc lại nha. Áo là AB3 với mức giá là 129.000. Quần sẽ là AB4 với mức giá là 149.000. Đấy, giá mềm quá mà kiểu như đọc là sai tùm lum hết các chị mình. Nên là mình thông cảm giúp Hoài nha. Rồi ok, Hoài sẽ xem lại nào. Lượt chia sẻ của mình chưa được 200 nữa các chị. Mình đừng quên là mình vẫn comment cho game. Nhưng mình đừng quên cái điều quan trọng nhất là mình phải chia sẻ các chị nha. Lượt chia sẻ của mình phải đạt trên 250 thì Hoài mới có thể tặng quà được. Bây giờ mình chỉ thiếu 60 lượt chia sẻ cuối rồi các chị, là mình có thể hỗ trợ Hoài và bạn Như đúng không ạ? Tại vì lượt xem Hoài thấy đang rất là cao, lượt xem từ 300 mấy các chị mình đang xem livestream mà. Nên là mình tương tác cùng em thật nhiều ha. Rồi ok, bây giờ thì 30 giây để ngược cuối cùng và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhá. Đây em sẽ để gần các chị nhà mình xem cái mã sản phẩm này và mình đang còn suy nghĩ là có nên chốt hay không thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đây là form phía sau giúp em, mặc lên rất là xinh, cực kỳ năng động và cá tính giúp em Hoài, cũng không kém phần kiểu như là dễ thương hoặc là nếu như mình muốn mặc theo phong cách đứng mình vẫn mặc được nhá. Rồi ok, bây giờ các chị mình đã sẵn sàng qua mẫu mới chưa ạ? Chắc là Hoài sẽ mời Như qua mẫu tiếp theo để các chị mình sẽ có nhiều sản phẩm để săn hơn ở trong line nhá. Rồi, bây giờ em Như sẽ chuẩn bị nào qua cho các chị một cái set mà em nói thật sự là một cái gọi là best seller của nhà MAC luôn. Các chị ơi, các chị không biết là nếu mà chị nào đã là fan cứng của nhà MAC thì chắc là sẽ nhớ cái chiếc áo mà em Như đang mặc này đúng không mọi người? Chiếc áo siêu thần thánh em bán hình như là hôm bữa em nhớ là em có like một lần. Các chị nổ đơn rất là nhiều và kể cả trong inbox luôn, và ngày hôm nay thì lên là báo cho em Như là em ơi, cái áo này em like nhanh thôi nha chứ số lượng không có. Đó, nó còn sẽ là đủ size cho chị là S, M và L, nhưng mà hình như là mỗi size em còn khoảng tầm là 10 chiếc đổ về thôi nha. Thành ra là hiện tại này em cũng đang like cho nhiều trang nữa. Các chị phải cố gắng mình đặt liền cho em báo giá là phải chốt liền. Rồi bây giờ lên cho em là mã AB5 với các chị. Mà AB5 với cái chất vải của em y chang như là cái vải mà kiểu như là vải lụa các chị, vải lụa mà nó mềm mà nó mặc rất là mát nha. Hơi tiểu thư một xíu, nhìn nó rất là điệu đà nha cả nhà nha. Ôi cái áo này em nói thật sự với các chị là cực kỳ cưng, cực kỳ xinh luôn. Phối luôn cho mình một chiếc quần ống như thế này mọi người ơi, kiểu như là một cái quần mà chất liệu mà là như là cái vải mà tata mọi người, tata mà tata lụa nha, nó mềm nha, rất là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ em Như báo mã cho cả nhà mình luôn. Rồi, sản phẩm áo này sẽ là mã AB5 giúp em Như. Rồi, em chào tất cả các chị yêu nhà mình nha. AB5 giá bao nhiêu các chị? 199.000. Còn chiếc quần là AB6 với giá là 139. Ôi ôi mọi người ơi, chiếc quần 139.000, em nói với mọi người là phải lấy cho em Như nha. Mọi người nhìn cho em nè, với cái chất liệu, với cái form dáng sẽ may những cái đường chiếc ly như thế này cho mọi người, để nó tạo được cái độ phồng á. Thì những chị nào mà mình ví dụ cái bắp chân mình nó hơi to hơi thô một xíu, mình nên lấy cho em Như mặc lên cảm giác nó rất là thon gọn luôn, mà kiểu như nó không có bị mất đi cái form dáng của mình á, thấp thấp người mà mặc cũng được. Với cái quần này em Như có hai màu AB6, hai tông màu quần và áo, em cũng như cũng sẽ có hai tông màu. Áo là tông màu hồng đất nha mọi người nha, màu hồng phấn với là tông màu kem em đang Như đang mặc. Còn với chiếc quần em Như sẽ có một cái tông màu xanh dương với một cái tông màu cũng là tông màu kiểu như này là hồng đất giúp em nha, một hồng đất và một hồng phấn giúp em nha cả nhà nha. Quá xuất sắc. 139.000 là mã quần của em. Ôi mọi người ơi, cái quần này mọi người đẹp ha, rất là đẹp luôn, nhìn lên rất là sang á các chị. Mình phục kiểu như là các chị phối cho em áo sơ mi mình đi làm cũng được nè, mình phối cho em một cái áo kiểu cách tiểu thư điệu đà như thế này cũng xinh, hay là các chị phối cho em những cái áo thun á, áo thun trắng trơn thôi nè, áo thun đen trơn thôi là đủ đẹp rồi. Áo là 199.000 là mã AB5. À các chị, quần này là hình em chị báo size luôn nè, quần này em có 4 size S, M, L với L nha. Thành ra chị nào mà mặc size lớn XL á thì tranh thủ chốt cho em. Size XL là khoảng tầm là từ 58 cho đến 62 cân là mình tranh thủ mình lên đơn sớm cho em liền. Ôi đẹp lắm mọi người ơi. Áo AB5, quần AB6 rồi, nhanh tay chốt đơn giùm em liền cả nhà. Quần này đẹp lắm các chị. Quần này không lấy là tiếc, em nói thật. Tại vì riêng về cái mẫu này thì em nói với các chị là em phải nói là các chị nên lấy, rất là dễ phối đồ mà ai mặc cũng được, ai mặc cũng xinh á. Kiểu nó không có bị kén dáng và đặc biệt không có bị kén tụ luôn. Và riêng cái này thì form dáng của mình mặc như thế nào cũng được, nó không có bị gọi là cái da của mình nó ngâm ngâm một xíu thì mình mặc cũng xinh ha. Bây giờ em thấy có nhiều chị đang lên đơn nè. Đó, em chúc mừng em chào mừng các chị đang đến với livestream nhà mình nha. Rồi, AB6 này em thấy các chị đang lên đơn chiếc quần này rất là nhiều. Chiếc quần 139.000 cả nhà. Bình thường á, nếu mà cả set này á là ví dụ nào em xem thử. Bình thường cái áo này là 450 nè, cái quần này để em xem giá gốc bao nhiêu. Tính ra là cả cái set này bình thường các chị mua là cả một gần 1 triệu đúng không? Và bây giờ là lên cho các chị là chỉ dưới 500.000 thôi. Đúng không mọi người ơi? Bình thường cái này là quần là 300 nữa, gần hơi gọi là gần 800.000 rồi.
8, bình thường các chị thay vì mình mua cả một cái set đồ như này là 800 ngàn, ngày hôm nay mình mua chưa tới 500 ngàn nữa cả nhà, quá ưu đãi luôn. Và nếu các chị mua cả set là còn được free ship nữa. Hiện tại em còn đủ size nhưng mà một số lượng size á của mình nó rất là còn lẻ á, nó còn lẻ size, mỗi size nó còn ít, thành ra chị nào mình đang có cái size số của mình thì mình nhanh tay mình đặt hàng giúp em Như nha. Rồi nè, em thấy đơn của các chị nè, AB5 giúp em. AB5 này em Như có hai màu nha. Cái phần cổ của bè của cổ nó bèo như thế này nè các chị. Thì những chị nào mà khi mình mặc áo mình thích cái sự điệu đà, nó cách điệu hơn một xíu, cũng như là khi mình mặc á mình muốn cho nhìn nó, những chị nào mà ngực mình hơi nhỏ nhỏ, mình mặc những cái yêu kiểu mà cổ mà có bèo bèo như thế này nè, nhìn nó sẽ tôn được cái vòng một của mình á, nó không cảm giác của mình nó bị nhỏ mọi người, rất là tự tin luôn. Và em thấy cái tay của mình nó sẽ là kiểu như là tay loe nhẹ, nó sẽ bao trùm vào tay loe nhẹ thế này. Thế chị mặc lên này, tay bóp tay to bóp tay thu mình mặc nó cũng xinh nữa, nó không có bị lộ khuyết điểm nha. Rồi bây giờ này em tranh thủ nè, em thấy đồ của chị quá trời luôn. Rồi số lượng không còn nhiều nha mọi người ơi, số lượng không còn nhiều, Như xin phút 2 phút cuối cùng thôi, 2 phút cuối cùng cho mã AB5. Em thấy mọi người đang lên đơn, cứ lâu lâu em thấy nó nhảy lên một lần á các chị, đơn đang lên rất là nhiều, thành ra chị nào chưa lên được á thì mình tranh thủ mình giúp em nha, để em xem kiểm tra cái lượt chia sẻ của các chị đang như thế nào rồi. Hiện tại thì nó chưa lên, đợi em xíu. 212 lượt chia sẻ rồi các chị ơi, 212, vậy là chỉ còn bao nhiêu ta, 38 lượt chia sẻ nữa thôi. Chỉ còn cho em Như xin 38 lượt chia sẻ nữa thôi các chị ơi là sẽ được tặng quà nha. Là mình sẽ bắt đầu lướt chị nào may mắn hôm nay để tặng quà luôn. 38 lượt, bây giờ là hơn 300 chị đang xem live, thì mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ nữa thôi. Dạ đúng rồi, cái quần này của em có 139.000 nè mọi người. Không tin luôn đúng không, nhà mát ngày hôm nay lên cái quần quá xuất sắc. Cái chiếc quần này em nói thật mọi người, bây giờ em không còn biết thị trường đang lên với giá bao nhiêu. Nếu mà mọi người có thể sợ thì mọi người vẫn biết là chiếc quần này đang là siêu siêu hot luôn. Mặc lên rất là hot dáng và phối được với tất cả những chiếc áo mà có trong tủ đồ luôn. Và ngày hôm nay nhà mát đang đưa lên với các chị với giá 139.000 là thua với một chiếc áo phông bình thường. Bình thường các chị mua một cái áo phông đi, trơn thôi nhá, là còn khoảng tầm là 160-170. Còn đây là hàng của nhà mát mọi người. Hàng của nhà mát, một thương hiệu đang đi đứng trên thị trường hết bao nhiêu năm, hơn 15 năm mà ngày hôm nay lên sale với cái giá này. Thật sự có nhiều chị là trời ơi em ơi, hôm bữa chị mua cái này gần 300 ngàn mà sao hôm nay sale rẻ vậy, chị buồn ghê luôn á. Đó, thông cảm giùm em. Đó, gọi là nhà mát lên livestream á mọi người sẽ có cái ưu đãi hơn cho mọi người. Thành ra nếu mà bữa giờ mình chưa săn được sale thì ngày hôm nay mình cố gắng mình lên thôi, mình xem mình săn sale với em. Em nói chứ bữa nào mọi người cũng phải đi làm lại, mọi người cũng phải ra đường đúng không? Chứ đâu có thể nào mà mình ở nhà hoài được. Mình cố gắng mình tranh thủ mình săn liền. Chứ em này là một lát nữa là em Như cũng sẽ lái một cái quần màu xanh rồi đó. Em thấy cái màu xanh này cưng lắm các chị. Màu xanh này nhìn vào như nó không phải là màu xanh mà kiểu như là xanh xanh dương, mà kiểu như hơi nhẹ nhẹ một xíu, chứ nó không quá sáng đâu. Nếu mà quá sáng á thì nó sẽ bị kén da, các chị nhà mình yên tâm nha. Tại vì những cái chất liệu, những cái màu sắc này đều được nhà mát là qua xử lý màu hết rồi. Mọi người yên tâm, trời ơi, em thích ghê mọi người. Có này là cà nút và dây kéo khóa giúp em Như nha. Những cái bên hông của mình sẽ có những cái đường ly này đã tạo độ phồng rất là xinh. Rồi em Như xin phúc xin phép là chốt cái quần này thêm khoảng là 20 triệu cuối cùng cho 4 size nha. 4 size cho 20 triệu cuối cùng, có nghĩa là em chốt thêm mỗi size 5 chiếc thôi. S, M, L và XL, chiếc quần này em có đủ 4 size. Hình như mọi người, những sản phẩm mà size XL với cái giá này mọi người không mua được ở đâu đâu. Em nói thật sự luôn. Rồi, AB6 giùm em Như 139.000 nha. Đúng rồi, size XL làm sao mà mua được với giá 139.000 với chiếc quần này cả nhà ơi. Size XL có nghĩa là nó may tốn vải gấp đôi của em đang mặc luôn. Nhưng mà nhà mát vẫn sale luôn, vẫn sale với cái giá 139.000 luôn cả nhà. Cái này là sale 50% hơn rồi chứ, hơn 50% luôn á cả nhà. Thành ra mọi người nên săn nha. Rồi bây giờ này em xin phép kiểm tra lượt chia sẻ, em thấy đơn của chị đang vẫn lên rất là nhiều. Ôi thiệt sự không biết còn đủ hàng không đây, để em coi thử. 269 lượt rồi. Rồi tặng quà cả nhà ơi, khúc này là tặng quà nè. Ủa ngày hôm nay mình có quay số hay là em đếm ngược thời gian ta? Quay số hay đếm ngược đây cả nhà ơi, trúng thưởng á. Rồi vậy thì em sẽ bắt đầu đếm ngược 5 giây như bình thường với các chị nha. Comment nào của chị yêu nào rơi đúng vào cái giây cuối cùng của em hiện lên thì chị đó sẽ là người trúng thưởng cái phần quà này. Em cho chị nào mà trúng thưởng, em cho mọi người nhận, gọi là chọn cái màu mà mọi người thích luôn. Em có hai màu, tông màu xanh đen với tông màu trắng nha.
em để các chị chọn luôn nha. Còn bây giờ chị nào chưa chia sẻ, chị nào chưa tăng bạn bè, chị nào chưa comment là cuối tuần cùng mát thì mình comment nhanh giúp em. Rồi, cho em Như xin một phút để em Như tặng quà rồi em Như chốt tiếp cái set em đang mặc nha. Còn chị nào chưa lên đơn cái set đang mặc thì cứ lên giùm em, chứ không một lát nữa nó hết hàng, em nói thật sự. Rồi mọi người ơi, chia sẻ, cái khúc này là phải tập trung giúp em nè. Cái khúc này là phải ở là like, chứ không nãy giờ tương tác rồi tới lúc tặng quà lại đi ra hết trơn á nha. Rồi mọi người, ok, em xin đọc nha, đọc na tặng quà nhanh gọn lẹ cho chị. Để em thoát ra cái đã chứ không, một lát nữa em không thấy được cái comment. Rồi em thoát ra cái nha. Em xin đếm ngược 5 giây nha cả nhà nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Nhấn vào xem thử comment nào nhảy lên. Comment của chị bé ngốc. Nhưng mà chị bé ngốc ơi, chị bé ngốc sao em thấy là chị có comment cuối tuần cùng mát, nhưng mà em không có biết là chị có tan bạn bè vào hôm nay để em kiểm tra. Hình như không tan đúng không chị? Chị bé ngốc, nếu mà chị không đúng hợp lệ á thì em sẽ đọc lại 5 giây lại để mà em tặng người khác á. Quần em có hai màu của chị bé ngốc ơi. Chị bé ngốc, em thấy chị có chia sẻ chị có tan bạn bè vào không vậy? Để em, chị có tan ba người bạn vào chưa? Đúng thể là em mới tặng quà được. Em mà tặng sai là một lát nữa em phải đền tất cả nhà ơi. Hai quần hai màu nha. Có chia sẻ đúng không mọi người? Rồi, ok. Rồi chị bé ngốc, chị là người đã có được tuần tương tác này, có chia sẻ nên em thấy chị có hiển thị là người chia sẻ. Có comment là cuối tuần cùng mát nè. Và chị là người cuối cùng mà nhảy lên, gọi là tương tác của chị nó nhảy lên lúc mà em đếm ngược, chị là người phải nhận được cái chiếc áo của em nha. Rồi, chúc mừng chị bé ngốc nha. Chị bé ngốc còn trong like thì mình comment lên giúp em là mình đã nhận được cái phần quà này. Inbox giúp em Như nha. Chị inbox giúp em Như nha mọi người nha, chị bé ngốc nha. Rồi, được chưa mọi người? Xong rồi. Em vẫn còn quà nha cả nhà. Một lát nữa là đủ 500 lượt chia sẻ thì tiếp tục tặng tiếp một phần quà. Đây, em Như sẽ còn cái phần quà này nữa nè. Đó là chiếc áo. Để em xem. Em mọi người ơi, chiếc áo này nha. Em một lát nữa em tiếp tục tặng cái này. Một em áo thun knit ten top nha. Một em áo thun knit ten top nha cả nhà nha. Rồi, đây là một phần quà tiếp theo cho các chị nhà mình chơi game nha. 500 lượt chia sẻ thì em tiếp tục tặng quà. Còn bây giờ thì em Như xin phép là chốt thêm cái mẫu này. Em đang like khoảng tầm là 2 phút nữa thôi. Ok chị bé ngốc vậy chị. Rồi em thấy được comment của mình rồi nè. Chị Lê Lan Phạm ơi, chị có chưa số điện thoại rồi mọi người ơi. Cái quần này mọi người chốt nhiều quá. Cái set em đang mặc mọi người chốt nhiều quá. Áo đó cầm bao nhiêu vậy em? Chị Vân Nguyễn. Chị Vân Nguyễn, chị yêu của em. 199.000 chị. 199.000 nha. Áo này em có hai màu á, màu em đang mặc là tông màu kem với một màu tông mỏi đang mặc là tông màu, và tông màu cầm này là tông màu hồng phấn á các chị. Tông màu này các chị mặc lên nó rất là tôn da của mình á. 199.000. Cái này là hàng này là đã sale, gọi là sale 50% rồi á các chị, mà số lượng thì em không còn nhiều nhá. Để em coi thử AB5 rồi, số lượng em còn rất ít. Chị yêu nào chốt lẹ thì lên đơn cho em. Em còn đủ size là SML nhưng mà số lượng hình như là em chỉ chốt thêm được 10 chị cuối cùng cho chiếc áo này thôi nha. Mỗi màu 5 chiếc cuối cùng nha cả nhà ơi, chậm tay là hết mã sản phẩm cho em. AB5 là áo, còn quần của em là AB6 cho em cái form quần. Quần em có 4 size S, M, L, V, XL giúp em. Ui cái quần này cưng lắm các chị. Quần này siêu xịn xò luôn. Rồi một lát nữa mình chơi game tiếp ha. Đủ 500 lượt chia sẻ mình tiếp tục chơi game các chị yên tâm. Rồi, ok. Nhớ em bố giúp em nha. Mua hai cái gì? Chị Kuchi Bitcoin ơi. Mình mà cái đơn của mình mà trên 300.000 là đã được free ship rồi chị. Mình chỉ cần đúng là mình nãy giờ nếu mà chị mua hai sản phẩm là em nghĩ đã hơn 300 rồi, mà chỉ cần đơn của mình mà cái đơn của mình mà trên 300.000 là đã được free ship nè. Đơn của mình mà 495.000 là được tặng thêm một cái voucher trị giá là 50k. Đơn của mình là 695.000 là được tặng thêm một cái voucher trị giá 100k. Và đơn của mình là 995.000 được tặng thêm một cái voucher 200k giúp em nhé. Và những cái voucher này mọi người sẽ được áp dụng giảm giá trực tiếp trên tổng bill luôn nha mọi người nha. Rồi, được chưa nè, quá trời luôn, bữa sao mà không mua cho được. Có nghĩa là thế này nè, em nói là em sẽ đếm ngược 5 giây cái gọi là
đúng cái 55421, cái dây thứ nhất, dây cuối cùng của em mà em nhảy, em nhấn vô màn hình mà cái dây đó chị yêu nào hiện lên cuối cùng là chị đó trúng thưởng. Chỉ là một chị nào mà chỉ cần comment nhiều nhiều là muốn trúng á, thật sự muốn trúng là chỉ cần comment nhiều là cái comment của chị nhảy lên liên tục, mình tương tác từ đầu lại giờ là cái chị nhảy lên nhanh lắm. Còn những chị mà ít tương tác hơn thì nó sẽ chạy chậm hơn. Thì có những chị nào mà may mắn đúng cái giây đó cái tự nhiên cái mình comment cái nó nhảy lên thì đó là may mắn của ngày hôm nay. Thành ra là em vẫn còn một phần quà á chị. À, chị ơi em vẫn còn phần quà nha, cho nên yên tâm giúp em. Rồi. Áo em mới tặng bé ngốc giá bao nhiêu? Dạ áo em tặng của cho chị bé ngốc hả, để em xem cái giá nha. Đợi em một xíu. Tại vì em vẫn giảm giá trên cái sản phẩm mà. Cái giá này là giá gốc của em là 225.000 á chị Vân ơi. Chị Vân Nguyễn. Ủa chị Vân Nguyễn hình như là em nhớ tên chị nè. Bữa chị cũng vào live với em Như đúng không? 255.000 mà bây giờ là em sale cho các chị luôn nha. Để em xem thử là sale sẽ tính ra là sale bao nhiêu. Đây là còn rồi 169.000 nha cả nhà nha. Giá gốc là 255. Em cái chị nào đặt hàng trong live thì em sale cho chị chỉ còn là 169.000, còn chị nào mà đặt hàng ở ngoài livestream là giá 255.000 nha. Cái này em sẽ có hai màu với chị, màu trắng với lại tông màu xanh giúp em. Họa tiết hoa nhiên rất là xinh nha. Cái này nó sẽ có những cái đường bao thun, nó sẽ có độ co giãn cho mình form của chị tới đâu nó đi tới đó luôn, rất là dễ chịu. Áo này là kiểu như là mọi người lên cho em cái mã là áo dây 169 cho em được là có đơn nha. Áo dây 169 kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Ok chưa nè, rồi sale luôn các chị ha. Rồi mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu được chưa? Em thấy mọi người vẫn đang lên đơn cái áo với lại cái quần em đang mặc rất là nhiều luôn. Mẫu này chỗ thực sự, mỗi lần em lên em like mẫu này là không sản xuất kịp mọi người. Tại vì nhìn nó rất là sang, nhìn mình về mình mặc kiểu gì cũng đẹp. Và cái mẫu này đang cực kỳ hot hit. Và cái giá phải nói là quan trọng là cái giá ngày hôm nay hết sức là yêu thương cho mọi người luôn. Được không nè, mã sản phẩm AB5 với chiếc áo của em đang mặc với giá 199.000. Chiếc quần em đang mặc mã AB6 với giá 139.000 thôi cả nhà ơi. Rồi nè, em sẽ vào thêm đọc comment. Dạ đúng rồi mọi người, lấy cái áo mà phần quà tặng comment cho em là áo dây 169 kèm màu kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn nha. Rồi, các chị phải comment đúng cú pháp giúp em nha. Em cảm ơn chị Phương Thảo, đồ mát đẹp, cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng rồi mọi người ơi, phải mình chơi game comment cho em này để em nói những chị nào mình mới vào mình chưa biết á, mà mọi người comment giúp em là cuối tuần cùng mát, sau đó mình tan cho em 3 người bạn vào, chia sẻ cho em ở chế độ công khai ít nhất là từ 3 đến 5 lần nha mọi người nha. Nhớ lên đúng đầy đủ cái thông tin giúp em để khi mà em lúc em chọn ở phần mềm hệ thống bên trong á các bạn kiểm tra, để mà khi mình trúng rồi thì mình đầy đủ thì mình sẽ được nhận quà, chứ không thì là sẽ bị nhường cho người khác á các chị, thì rất là tiếc luôn. Rồi bây giờ này mọi người ơi, em chuẩn bị qua mẫu nha. Đứng cái mẫu này hơi lâu, em thấy mọi người chốt nhiều quá cho nên em ráng nán lại. Rồi như xin phép là qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình ha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một mẫu đầm tiếp theo rất là xinh cho chị mình nhá. Với một mức giá siêu ưu đãi luôn các chị mình ơi. Cái mẫu đầm của Hoài đang mặc lên mã sản phẩm cho mình sẽ là B7 các chị ha. Nếu như mà mình đang cần một mẫu đầm có thể mặc đi chơi này, đi tiệc này, đi làm cho em Hoài, thì hôm nay mình phải sử dụng ngay chiếc đầm lụa của em Hoài đang mặc nha. Nhìn rất là summer luôn và cực kỳ phù hợp cho thời điểm hiện tại cho các chị mình này. Vừa thời tiết ví dụ như mùa hè mình mặc cũng được, mùa xuân mình mặc cũng được, và kể cả là mình mặc cho em Hoài các mùa còn lại trong năm vẫn rất là ok nha. Và mẫu này hiện tại giá gốc của em Hoài đang có sẽ là 625.000, và trong live duy nhất tại livestream ngày hôm nay em Hoài giảm trực tiếp cho mình còn cho em đó là 249.000 ạ. 625 giảm trực tiếp còn 249.000, và đầm chỉ có duy nhất cho em Hoài là một màu thôi các chị yêu ha. Đầm mới thiết kế cho em Hoài thì đó là form gọi là cổ Đức các chị nhá, form kiểu dạng như cổ áo sơ mi, gọi là đầm sơ mi, nhưng mà tay của nó sẽ là tay dài và có độ bồng nhẹ này. Em này thiết kế cho mình đó là kèm cho em một cái đai đi kèm may liền cùng với váy luôn. Cái dây đai thì nhà em sẽ đi liền với váy, và cúc này sẽ là cúc mở hoàn toàn giúp em Hoài nha. Cái mẫu này sẽ là mặc như một chiếc áo sơ mi bình thường, nhưng nó là gọi là sơ mi form dài và form dạng váy các chị ạ. Và phần nơ này thì bao eo của mình bao nhiêu mình sẽ thắt vào bấy nhiêu giúp em nhá. Nhìn rất là dễ thương và cực kỳ dễ mặc đấy ạ. Và đối với chiếc dây nơ này thì mình có thể phá cách rất là nhiều kiểu dáng luôn, chứ cũng không cần là phải mang như Hoài. Ví dụ mình có thể là cột theo kiểu nơ ở bên trên hông này luôn, hoặc có thể là mình sẽ đan xéo qua bên này cũng được các chị mình nhá. Sẽ có rất là nhiều kiểu cột dây nơ của em Hoài. Và mẫu này thì mình đang lên cho các chị mình đó là màu tím xanh các chị, họa tiết da beo rất là sang nha.
Mẫu này các chị nhà mình không kén độ tuổi này và không kén da, không kén dáng trên ngoài. Nhưng điều đặc biệt là hôm nay thì mức giá giảm này chỉ còn cho mình hai size, đó là size M và size L các chị ơi. Để Hoài kiểm tra lại nào. Mẫu này thì hình như đúng là mình chỉ có mỗi size A, mẫu đầm này thì mình còn size S và size M các chị nhá. Có nghĩa là tầm 55 56 cân đổ lại thì mình mới vừa được cái đầm của Hoài đang mặc thôi. Còn lại những cái size khác thì Hoài đã hết hoàn toàn rồi và các chị mình nhanh tay chốt mã B7 nhá. Hiện tại thì Hoài đang thấy có nhiều chị comment và em sẽ trả lời một vài comment của các chị mình nha. À, hiện tại này em đang thấy chị yêu làm W2F Easy ở bên Shopee đang comment đó là tư vấn size là 1m53, 60 cân và mông 100 thì mặc size nào. Chị yêu ơi, tầm đó thì chắc là phải mặc cho mình đó là size L nhá. Mặc cho em Hoài size L của nhà Mark thì mình sẽ mặc vừa đấy ạ. Có chị comment là hàng nhà Mark rất đẹp, cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Vừa có giá thành rất là ok, trong thời điểm hiện tại thì Hoài nghĩ là đây là cơ hội vàng đấy ạ. Tại vì sản phẩm của nhà Mark trước giờ các chị mình theo dõi đúng không ạ, Mark toàn có giá thành cho các chị mình đa phần là trên 400k hoặc là mềm nhất cũng phải là 300.000. Nhưng hôm nay mức giá thành Hoài mang đến đa phần đều với mức giá giảm đều là dưới 200k hết. Và sẽ có những cái sản phẩm gọi là nhỉnh hơn một xíu, gọi là 200 mấy thôi, còn lại đa phần là một ít rất là nhiều. Cái cơ hội này thì nhà em chỉ áp dụng duy nhất trong tuần lễ sale của nhà em thôi đấy ạ. Nên là mình thích mẫu nào là mình tranh thủ mình chốt luôn mã sản phẩm đó các chị yêu ha. Còn giao hàng khu vực Bình Dương không ạ? À, chị Nguyễn Thảo ơi, hiện tại là nhà em vẫn còn giao hàng ở khu vực Bình Dương, tùy vào địa điểm của mình nha. Nói chung là các chị yêu nếu như mình thích sản phẩm thì mình cứ lên cho em cú pháp đó là mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc sẽ là AB7 dấu cách, số điện thoại để được chốt đơn hàng thành công. Còn về vấn đề đơn hàng thì chắc chắn là nhà em sẽ hỗ trợ mình hết, nếu như mà vẫn còn ship hàng được ở khu vực mình thì em sẽ báo mình luôn nhá. Còn nếu như không có ship được thì nhà em cũng sẽ báo mình luôn ạ, để mình có thể là cập nhật được cái thông tin đơn hàng của nhà mình, chứ không phải là nhà em không ship được thì vẫn không có nói gì với các chị mình đâu. Nên là mình cứ yên tâm, cứ lên mã đơn hàng, còn ship thì nhà em sẽ báo cho mình luôn và nhà em sẽ đi hàng cho mình trong ngày mai luôn ha. À, mẫu đầm này thì nhà em thiết kế cho mình hai lớp các chị yêu, bên trong sẽ kèm một cái lớp lót giống như là một chiếc áo dây nhưng mà may liền với váy nhá. Nên là không có sợ ví dụ như nào mình quên mất cái áo dây thì mình mất kiểu như là mình giặt xong mình cứ bỏ quên đâu này, không sợ giúp em. Đây là form phía sau ạ. Đầm này thì mình thiết kế cho em Hoài đó là form gắn trên gối các chị ha. Em này không là phải là form dài, tại vì đối với mẫu đầm sơ mi mà lên form quá dài thì Hoài nghĩ nó sẽ kiểu như là sợ bị đứng ấy. Thì em này nhà thiết kế bên em sẽ làm cho các chị mình đó là form dáng ngắn thôi nhá. Mặc rất là dễ thương, chỉ cần mix match cho em Hoài với một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh hoặc là với một đôi giày trắng giống em đang mặc thôi là Hoài nghĩ là mặc đi chơi hoặc là đi làm rất là ok rồi đấy ạ. Tại vì cái form cổ Đức là một cái form rất là dễ mặc cho các chị mình. Dạng size S cho em Hoài thì eo cho mình sẽ là tầm dưới 65 chị yêu nhá. Size S eo dưới 65, size M cho em Hoài eo dưới 70 và cân nặng của mình dưới 55 cân là vừa. Cái phần eo này thì em chưa có siết chặt đâu các chị mình, nếu như mà mình muốn siết vào cái phần eo của mình hơn đó, thì mình có thể siết chặt hơn giúp em nhá. Đây ví dụ như mình siết chặt hơn thì nó sẽ ôm eo hơn và sẽ đẹp hơn. Nhưng mà Hoài thì siết vừa phải thôi, tại vì form đầm này thì gọi là hơi xuông nhẹ, là Hoài không có siết quá chặt vào đầm, tại vì em sợ là cái form đầm nó sẽ bị kiểu như là không có đẹp ấy. Các chị nhà mình nếu như mình muốn siết chặt hơn mình vẫn có thể siết được các chị yêu ha. Rồi cho mã sản phẩm chị yêu ơi, áo dây trắng ok. À đúng rồi, cái mã áo dây lúc nãy 169.000 là mã này chị yêu ơi. Mình chỉ cần comment cho em Hoài là mã áo dây kèm thoại thôi, không cần mã sản phẩm nha các chị mình nhá. Cái này các chị mình sẽ comment cho em Hoài là áo dây kèm thoại 169.000, giá gốc là 255.000 và áo này mình đang có hai màu ạ. Một mẫu áo mít mắt rất là đẹp luôn, và mẫu này thì thường là hôm trước là Hoài đã lên livestream một lần rồi và bán rất là hot. Thì hiện tại số lượng cho mình rất là ít nhá. Với chất liệu cho Hoài là cotton thì mình sẽ có hai họa tiết đó là màu xanh đen này. Mẫu này sẽ màu xanh đen và màu trắng phối hoa vàng giúp em ha. Mẫu này mình comment cho em là áo dây thôi, tại vì sản phẩm này là một trong những sản phẩm gọi là nhà em lên kèm cho các chị mình để tặng trong mini game. Nhưng chị nào có nhu cầu mua hàng thì mình vẫn có thể comment cho em mã áo dây kèm thoại ha. Rồi đầm của em đang mặc 249.000 nha chị yêu ơi. Chuyển khoản chồng mình hay mua đồ của Mark cho mình, trời ơi quá xuất sắc luôn, cái nào cũng đẹp này. Em cảm ơn chị Thanh Nhàn rất nhiều, trời ơi chồng chị Thanh Nhàn quá tâm lý luôn các chị mình ạ. Đây bình thường mà nhiều anh là rất là thương vợ nha, nhưng mà không có tâm lý tới mức mà mua đồ cho vợ hoặc là đến shop để lựa đồ cho vợ đâu các chị yêu. Là thật sự là nếu như mà chồng của chị Thanh Nhàn rất là dễ thương luôn ha, chồng mình chuyên mua đồ cho mình này mà toàn mua đồ của Mark, cái nào cũng đẹp. Quần màu hồng AB màu hồng XL chị ơi, quần màu hồng mình lên cho em Hoài là AB3 kèm AB4 kèm số lại nha. Quần màu hồng mình comment cho em Hoài là AB4 kèm thoại nha chị Ngọc Linh Lam ơi, mình lên đúng cú pháp giúp em Hoài đúng không ạ? Tại vì là xíu nữa có thể là Hoài còn lên quần màu hồng nữa đấy ạ. Nên là em sợ nó sẽ trùng mã, nên là mình cố gắng mình comment đúng cú pháp giúp em Hoài nhá. Quần màu hồng sẽ là AB4 kèm thoại với mức giá là 149.000 nha chị yêu ha. Em đang có size đầy đủ trừ size M đấy ạ. Rồi ok chị Thùy
Trần Thùy Anh Hoài chốt cho mình mã áo dây 169.000 trắng này. Cái mẫu này rất là đẹp, thật sự là 169.000 là một cái mức giá thành gọi là rất là mềm của mã ở thời điểm hiện tại. Và trước giờ thì mẫu sản phẩm nhà em không có giảm giá đâu các chị yêu ơi, chỉ có trong tuần lễ sale này của nhà em thôi. Nên là trong cái thời điểm hiện tại nhà em cũng trợ giá cho các chị rất là nhiều này. Thứ nhất là sản phẩm giảm trực tiếp rất là nhiều, và thứ hai nữa là hôm nay mua hóa đơn từ 300k thì nhà em sẽ hỗ trợ phí ship cho các chị mình hoàn toàn luôn nha. Mua hóa đơn trên 495.000 mình sẽ được tặng voucher 50.000 này kèm free ship này. Voucher 50.000 có nghĩa là được giảm trực tiếp 50.000 trên tổng hóa đơn. Từ hóa đơn từ 495.000 chị yêu nhá. Hóa đơn từ 695.000 mình sẽ được giảm trực tiếp 100.000 và kèm luôn chương trình free ship ạ. Hóa đơn từ 995.000 mình sẽ được giảm trực tiếp thêm 200.000. Tính ra là hôm nay giá giảm rất là nhiều mà Hoài còn giảm trực tiếp ở trên cái sản phẩm của mình, ở trên cái tổng hóa đơn của mình nữa, thì tại sao mà mình không chốt đơn và nhanh tay tác bạn bè vào xem livestream của em nha. Hiện tại thì Hoài sẽ chốt cho mình mẫu này thêm tầm 3 phút nữa thôi các chị yêu ơi, nên là mình nhanh tay chốt đơn và đừng quên là chia sẻ livestream cùng Mark thật nhiều nào để Hoài kiểm tra lượt chia sẻ của các chị mình là bao nhiêu nhá. Tại vì thực ra phần quà trong live còn nhiều lắm. Các chị nhà mình có đang tò mò về món quà tiếp theo ạ? Để Hoài dơ luôn cái món quà phía tiếp theo để tặng các chị mình nhá. Món quà tiếp theo Hoài sẽ tặng cho các chị nhà mình đó là một chiếc áo dây rất là sang của nhà em. Nhưng mà hiện tại em này thì Hoài chưa có tặng được, tại vì hiện tại là lượt chia sẻ mình chưa có nhiều ấy ạ. Áo này sẽ có mức giá trên Hoài là 199.000 thì Hoài sẽ tặng các chị mình ở trong cái live này luôn. Nên là nếu như chị nào đang muốn sở hữu em áo này thì mình cố gắng là chia sẻ livestream cùng Mark thật nhiều nhá. Nếu như cuối live lượt chia sẻ mình nhiều thì Hoài có thể là tung ra voucher đấy ạ. Tung ra voucher để tặng các chị mình ở trong cuối live, nên là mình cố gắng mình tương tác cùng em nhé. 327 lượt chia sẻ là hiện tại là lượt chia sẻ của nhà Mark đang có, và Hoài cần cho mình đó là tầm 550 lượt chia sẻ các chị yêu ơi. Mình có thể cố gắng là chia sẻ lên trên Hoài 550 lượt chia sẻ đúng không ạ, là cần trên Hoài tầm 200 lượt chia sẻ nữa thôi. Hoài thấy lượt xem của mình đang rất là cao mà, chỉ cần mỗi chị hỗ trợ Hoài một lượt chia sẻ thôi thì em nghĩ là cái tầm là 500 lượt chia sẻ sẽ dễ dàng đạt được nha. Rồi đây này, chị NH Vân trả lời cái comment của chị yêu đó, thích vậy bạn. Các chị thấy không ạ, rất là nhiều chị kiểu như là ngưỡng mộ chồng của chị Thanh Nhàn đấy ạ. Rồi hôm nay sale 69.000 à em, chị yêu ơi, sản phẩm thấp nhất của ngày hôm nay sẽ là 76k nhá. Sản phẩm thấp nhất của hôm nay sẽ là 76k và những cái deal mức giá hời nhất thì sẽ nằm ở giữa live này các chị nhà mình. Và hiện tại Hoài mới lên cái sản phẩm này là sản phẩm thứ tư cho mình thôi, nên các chị mình cứ ở trong livestream của em nhá. Đảm bảo là xíu nữa sẽ có sản phẩm hot rất là nhiều. Dạ đây là form phía sau nha chị yêu ơi, Hoài quay phía sau mình xem form này. Chị thích mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em Hoài này. đây chị Di này, chồng mình cứ mắc ra mẫu mới làm mua cho mình ngạt riết tủ đồ toàn đồ của nhà Mark thôi. Trời ơi, chị nào mà chưa có full đồ thì nếu như mà các chị mình kêu là tủ đồ đã 50% đồ của Mark rồi, đã lỡ là cho 50 rồi thì bây giờ cho full 100% đồ của Mark luôn đấy các chị mình. Ấy đồ nhà em rất là dễ mít đồ nhá. Ví dụ như chị yêu nào mà thích cái áo của Hoài đang mặc này, gọi là cái váy, gọi là váy sơ mi này, mình cũng có thể phối bét hoặc là phối cho em Hoài thêm vòng cổ, hay là thêm cho em Hoài phụ kiện đó là bông tai, hoặc là mình phối cho em túi xách khác hoặc giày khác, sản phẩm nó sẽ theo cái phong cách khác nhau nhay nhá. Tại vì một sản phẩm thì là nhà Mark đưa ra, nhưng mà cách mix match sản phẩm các chị mình có thể tự động phối được, và Hoài nghĩ là sẽ có rất là nhiều cách phối đấy ạ. Nên là mình cố gắng là mình ví dụ như mình thích sản phẩm này thì mình phải chốt nhanh, tại vì số lượng hàng rất là ít các chị yêu ơi. Hiện tại là mức giá của Hoài đang mặc chỉ có cho em Hoài đó là 249.000 thôi nhá. 249.000 mã sản phẩm cho em là AB7 ạ. Rồi hiện tại Hoài đang ở phút thứ 57 rồi, và bây giờ chuẩn bị đang phút 58 thì tầm phút 59 thì Hoài sẽ qua mẫu các chị mình nhá. Bây giờ phút 59 là Hoài sẽ qua mẫu này, và chị yêu nào đang quan tâm mẫu này là lên ngay. Dạ chị ơi, vải này rất là mát luôn. Có chị hỏi Hoài là vải này mặc có mát không em, thì Hoài đảm bảo với các chị mình luôn, lụa là gấm vóc mà các chị mình là những cái sản phẩm gọi là siêu cao cấp, và từ xưa giờ vua chúa này, kể cả những nhà gọi là cao cấp luôn ấy, những nhà tài phiệt đồ là toàn sử dụng lụa gà gấm vóc không. Nên là khi mà các chị mình nghe Hoài giới thiệu tới chất liệu lụa thì đảm bảo với các chị là thứ nhất là không nhăn này, không nhàu này, mặc rất là mát, và lụa thì sẽ có hơi độ bóng nhẹ các chị nhá. Nhưng mà bên trong nhà em vẫn có lớp lót cô tông cho mình rồi, nên là thứ nhất là không sờ mỏng này, thấm hút mồ hôi tốt, và không có ngại cái việc mà ví dụ như là đầm gọi là bị nhăn các chị mình nhá. Mặc thoải mái trên Hoài không bao giờ nhăn đâu ạ. Em này thì mặc lên rất là mềm và cực kỳ mịn luôn. Áo dây 53 cân mặc size gì? Chị Bo Nguyễn ơi, áo dây 53 cân, đây là mã áo dây mình hỏi cái mã áo dây này đúng không chị yêu ơi? Áo dây 53 cân mặc trên Hoài size M nhá. Mình lên mã áo dây kèm thoại trên Hoài được ạ. Áo dây này sẽ có mức giá giảm từ 255.000 giảm tiếp còn 169.000 chị yêu nhá. 169.000 mã áo dây của Hoài đang cầm đấy ạ. Rồi AB5 cho chị Ngọc Linh Lam này, ok chị yêu luôn. Quần hồng nãy Hoài lên. Chị yêu muốn
xem quần hồng nãy Hoài lên ok luôn. Hoài dơ lại mình xem này. Em đang thấy cái quần hồng sát đây luôn, thì bây giờ Hoài sẽ chiều lòng chị yêu luôn nhá. Đây là cái mã quần hồng lúc nãy Hoài mặc đẹp. Đây là mã quần hồng lúc nãy Hoài mặc. Có chị nào ưng mã quần này là chốt nhanh cho em. Lưu ý giúp Hoài là cái quần hồng này thì em đã hết size M rồi chị yêu nhá. Quần hồng này lên mã cho em là AB4 kèm thoại nhá chị yêu nhá, chị Thu Nguyễn ạ. AB4 kèm thoại cho em với mức giá sẽ là 149.000 quần này. Chất liệu cho em là cotton này. Chị nào thích quần hồng này chốt mã cho em là AB4 kèm thoại cho em Hoài. Quần này xinh lắm, lúc nãy em mặc lên form rất là đẹp luôn và các chị mình chốt đơn rất là nhiều. Nên chị nào quan tâm AB4 chốt ngay AB4 kèm thoại cho em Hoài ạ. Và các chị mình tranh thủ lên đơn nha, tại vì là mẫu này hiện tại là Hoài còn số lượng rất là ít nên là Hoài chuẩn bị qua mẫu đấy ạ. Là mình thích mẫu nào là mình nhớ chốt luôn chị em Hoài bằng cách đó là lên mã sản phẩm giống cách số điện thoại chị em Hoài. Rồi ok chị Âu ơi, hiện tại là Hoài vẫn còn rất là nhiều mã sản phẩm ở trong live. Nên là mình nhớ trong livestream và cái mẫu sản phẩm deal hơi nhất ở trong livestream 76k em vẫn còn chưa lên đâu đấy ạ. Nên là mình nhớ đồng hành cùng em Hoài tới cuối live nhá. Rồi lượt view của mình đang rất là cao và các chị mình ơi, em vẫn còn chương trình mini game cuối live ở trong live nên là mình vẫn tiếp tục là chia sẻ cho em Hoài và comment cho em Hoài thật nhiều nha. Tại vì là lượt chia sẻ mình chỉ cần đạt cho em là 550 lượt chia sẻ thì Hoài đã bắt đầu là tiếp tục là chơi mini game với các chị mình rồi. Và món quà trong mini game không đâu xa là cái chiếc áo dây rất là dễ thương cho các chị mình này. Đầu live Hoài đã tặng mình một mã rồi thì bây giờ giữa live Hoài sẽ tặng tiếp một mã nhá. Nên là mình cố gắng mình tương tác cùng nhiều. Rồi cùng mát thật nhiều này. Rồi ok bây giờ Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm đầm em đang mặc ạ. Mã sản phẩm đầm Hoài đang mặc lên mã cho em Hoài này. Em này lên mã giúp em sẽ là AB7 kèm thoại nhá. Với mức giá cho em là 625.000 và giảm trực tiếp cho mình chỉ còn cho em là 249.000. Và em này đang có size số đầy đủ cho các chị ở mình, đó là S và M thôi các chị nhá. Em này hết size L cho em ạ. Tại vì là hiện tại là bán hàng rất là chạy luôn và mình chỉ còn size S và size M thôi các chị ở mình nhá. 55 cân đổ lại mình mặc đẹp. Mẫu quần Hoài đang cầm là AB4 với chất liệu cho em là cotton. Quần sẽ có thêm màu be nữa, nhưng mà màu be thì Hoài chỉ còn duy nhất size XL thôi. Còn màu hồng thì em đang còn size S, size L và size XL. Hôm nay đa phần hàng lẻ size rất là nhiều và quần này chỉ giảm trực tiếp chị em Hoài còn là 149.000 duy nhất ở trong live và không chốt sau live các chị mình nha. Chốt duy nhất ở trong live đấy ạ. Hôm nay mình mua voucher từ 300.000 thì mình sẽ được free ship hoàn toàn luôn. Là cố gắng mình chốt đơn cùng em Hoài trong live luôn nha các chị yêu ha. Và sản phẩm hôm nay thì mình đa phần lẻ size nên Hoài mong muốn là các chị mình khi chốt đơn này mình để ý size số giúp em và cần tư vấn size là mình comment luôn, Hoài sẽ tư vấn cho mình nha. Rồi ok chị PS Linh, Hoài chốt AB4, AB4 cho chị Thu Nguyễn này. Các chị mình đang lên cái đơn mẫu quần này rất là nhiều tại vì mức giá rất là mềm, chỉ có 149.000 thôi mà cách mít mắt của sản phẩm quần này rất là dễ thương và rất là dễ mặc các chị ơi. Đúng rồi nhá chị Vân Trang Nguyễn ơi, tại vì là hiện tại là Hoài vẫn live ra bên rất là nhiều trang đấy chị Vân Trang Nguyễn ạ. Ở đâu thì các chị mình vẫn hỗ trợ sẽ ủng hộ nhà mát nha. Rồi ok các chị yêu là lên mẫu này cho em Hoài nhá, nhanh tay lên AB4 này. Trời ơi AB4 lên đơn quá trời quá đất luôn các chị ạ. Ok chị Nguyễn Xuyến luôn, chị nào mà thích mẫu quần này là nhanh tay chốt đơn, tại vì thật sự cái em quần này là một cái mã quần Hoài nghĩ là mình nên có ở trong tủ, vừa có thể mặc đi chơi, vừa có thể mặc đi làm, vừa có thể mặc hàng ngày cho em Hoài luôn. Mà mức giá giảm của em này là từ 325.000 giảm trực tiếp chị em còn 149.000. Thấy các chị nhà mình thấy cái giá giảm quá hấp dẫn luôn đúng không ạ? Và Hoài thì thật sự nếu như mà cái quần này mà còn màu be của em Hoài mà cái size S là em cũng mua luôn ấy. Nhưng mà Hoài thì Hoài sẽ chắc chắn là Hoài sẽ chốt một cái quần màu hồng này rồi. Tại vì mức giá giảm quá là mềm đi và hiện tại là em màu hồng này hết size M nha. Còn màu be thì còn size XL. Nên chị nào mà thích quần này là phải thật là nhanh tay đấy ạ. Đơn hàng hiện tại là số lượng của nhà em đang quá tải nên là có thể là chưa có check ngay cho các chị nhà mình được. Nên là các chị nhà mình yên tâm là ngày mai nhà em sẽ có các bạn nhà mình tư vấn cho mình nha. Size số sẽ có các bạn nhà mình tư vấn kỹ đấy ạ. Nên là mình thích mẫu nào thì mình cứ lên cho em Hoài. 50m53 cân mặc cho em Hoài size M đi chị yêu ơi. Quần cho em Hoài có thêm màu be nữa nhá. Quần có thêm màu be để Hoài xem cái quần màu be. Đây là cái mẫu quần màu be nhưng mà hiện tại màu be của em đang cầm á. Phải quần này không ta? Đúng rồi. Cái quần này thì Hoài sẽ có cho mình thêm màu be các chị yêu ơi, nhưng mà cái quần màu be này thì em đang hết cho mình đó là size rồi, chỉ còn duy nhất size XL à. Quần màu be chỉ còn duy nhất size XL, còn quần màu hồng Hoài còn size S, size L và size XL, có nghĩa là quần hồng thì hết size M, còn quần be cho em chỉ còn size XL thôi nhá. Là mình thích quần màu hồng này thì mình chốt luôn cho em Hoài đó là AB4 kèm loại 325 giảm tiếp còn 149.000 thôi chị yêu ơi. 57 cân mặc quần size nào? 57 cân mặc cho em Hoài quần size L đi chị Trần Thi ơi, mặc cho em Hoài size L là vừa đẹp nhá. Nhanh tay lên mã cho em AB4 kèm thoại tại vì Hoài chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. XL thì bao nhiêu cân? XL cho em Hoài sẽ là tầm cho mình đó là tầm 63-65 cân đổ lại vẫn vừa chị yêu nha. 65 cân đổ lại mình vẫn vừa size XL cho em Hoài. Nên là chị yêu nào mà tầm size XL thì mặc cho em Hoài tầm 65 cân đổ lại là mình sẽ vừa chị yêu ha. Rồi quần cho em Hoài một hai màu thôi chị yêu ơi, không có màu đen nhá. Quần Hoài chỉ có hai màu thôi đấy ạ. Là mình thích mẫu này mình nhanh
nhanh tay chốt đơn cho em bằng cách đó là lên mã sản phẩm dấu cách, số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment này. Sau đó em sẽ chuẩn bị qua mẫu nhá. Rồi ok, chắc là bây giờ Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu tất các chị yêu ơi. Tại vì là cái mẫu này em đứng cũng khá là lâu rồi. Hồi nãy kêu là phút 59 qua mã mà giờ tới phút thứ 4 nữa các chị em mình lố quá trời lố. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mẫu nha. Và chị nào đang quan tâm mẫu này em quay phía sau một lần nữa để mình xem form này. Và mình chốt ngay cho em là AB4 kèm thương hại nhá. À quên, AB7 kèm thương hại giúp em. 52 cân mặc cho Hoài size M nha chị Kiều Thủy Nguyễn Thị ơi, mặc cho Hoài size M là vừa đẹp. Nói chung là những cái mẫu này em vẫn đang đa phần là vẫn còn cái size ok cho các chị mình, nhưng mà cái quần em đang cầm thì hết size M được các chị nhá. Lưu ý giúp Hoài cái đầm của em đang mặc có size M, nhưng mà quần Hoài đang mặc là hết size M hoàn toàn rồi. Ok, bây giờ các chị mình đã sẵn sàng lên set mới chưa? Em đang thấy Như mặc một set rất là xinh và chắc là mình sẽ chuẩn bị qua luôn set tiếp theo các chị ha. Dạ rồi ạ, em Như xin phép mà qua tiếp cho các chị một cái set nữa nha. Hôm nay là em thấy các chị rất là thích quần short. Tại vì cái like trước lúc mà em like đầm á, thì mọi người bảo là thích quần short. Thì ngày hôm nay là một cái like rất là nhiều quần short cho các chị em nhà mình luôn. Thì không biết là nãy giờ các chị yêu nào mình chốt được chưa mọi người. Bây giờ thì nếu mà các chị nào mình chưa lên đơn được thì bây giờ mình tiếp tục lên đơn giúp em nha. Em sẽ lên cho mình một cái set gồm một cái chiếc áo mà kiểu như là nó sẽ có những cái độ nhúng mà tạo được cái sự xếp ly cho mình á. Và mặc rất là dễ chịu và thoải mái luôn. Và cái áo này em phải nói là các chị phải tranh thủ chốt liền nha. Về là cái chất này, cái chất cô tông của mình nó mặc rất là thơ, gọi là thoáng mát luôn. Và kiểu dáng của mình là kiểu như là cao cổ này, mình có thể mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc tùng gì cũng được ha. Đi dạo phố cũng xinh nè. Và chiếc quần của em vẫn là một cái chiếc quần giống như là cái chất vải của nó mềm á các chị. Nó giống như là vải cô tông mềm á, rất là mềm luôn, có túi luôn. Và cái trên này nó sẽ có những cái đường chích ly để tạo cái độ phồng cho mình á. Khi các chị mặc á, trong cái chân của mình nó rất là thon và cực kỳ gọn nha. Để em xem thử các chị nào comment hay không cái gì này để em đọc, chứ không là bỏ lỡ được cái những cái comment của các chị nhà mình. Rồi, hiện tại là em thấy các chị đang đặt hàng rất là nhiều. Nếu mà chị yêu nào mình chưa có thông tin nè, gọi là số điện thoại á, hay là mã sản phẩm mình nhớ lên giùm em nha. Quần lúc nãy của em mà sẽ là mã AB5 giúp em với giá 139.000 nha. AB5 với giá là 139.000, nhưng mà em đưa lại cho mọi người xem. AB6 à. Quần là AB6, còn áo là AB5, nhưng mà em đưa lại cho mọi người xem thôi nha. Rồi cái để em like xong cái set em đang mặc rồi cái gì em giới thiệu lại cái quần này sau. Cái này là 139.000 mã AB6 giúp em nha. Chiếc quần lúc nãy em Như có mặc hai màu á các chị. Hai màu giúp em nha. Chị yêu nào mình ưng cái mẫu này thì mình có thể lên cho em một cái tông màu xanh với một cái tông màu hồng phấn giúp em nha. Màu hồng này hồng kiểu hồng đất đất á các chị. Rất là cưng ha, 139.000. Và quần này em vẫn còn size XL luôn, SML với XL với giá 139.000. Chị yêu nào chưa chốt được mình nhanh tay giúp em nha. Cái vải mình rất là đẹp luôn nha. AB6 với em 139.000, màu hồng đất với lại màu xanh giùm em. Còn bây giờ em lên mã sản phẩm này xíu nhé cả nhà nha. Em thấy các chị vẫn đang lên đơn mà AB5 với lại AB6 luôn á. Không biết là do bị chậm hay là đơn các chị đang vẫn lên. Rồi em qua tiếp cho mình là mã AB8 là mã áo bao nhiêu đang mặc, là với giá bao nhiêu đây các chị ơi. AB8 với giá là 149.000 với chiếc áo em đang mặc nha. 139.000, còn quần của em là AB9 giúp em. AB9 này là 100 bao nhiêu mọi người ơi. Chiếc quần một áo 149, còn quần có 139, không biết là có nhầm không. Đúng rồi mọi người ơi. Thì cái giá nó thấp quá mà em sợ là em nhầm luôn á mọi người. 139.000 chiếc quần em Như đang mặc nha cả nhà nha. Cái này em có tông màu đen nè. Tại vì lúc nãy em chỉ có hai tông màu là tông màu xanh với là tông màu hồng đất thôi. Các chị hỏi em có màu khác, màu đen hay màu gì nào nữa không? Thì đây, nếu mà chị nào ưng màu đen kiểu như là mình muốn cái sự an toàn hơn và cái tông màu đen mình cũng dễ phối đồ hơn á, thì có thể lấy cho em cái mã AB9 này giúp em nha. AB9 139 và có đủ 4 size các chị như mình luôn. SML và XL giúp em. Cái nghĩa là cái quần này nó cũng y chang như cái quần lúc nãy luôn á các chị ha. Nó cũng cùng chung một quần luôn hả ta? Nó khác nha mọi người nha. Cái này là mã khác giúp em Như nha. AB9 này là mã quần khác nha. Và chỉ có đúng một tông màu đen duy nhất này thôi nha cả nhà nha. 139.000, còn áo này em Như sẽ có 3 màu cho mình nha. Màu trắng, màu đen với lại tông màu kem em Như đang mặc. 149.000 là mã áo giúp em Như. Rồi bây giờ chị yêu nào mình đặt hàng mình có thể cho em xin mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Quần này thì em Như sẽ có đủ 4 size, nhưng mà các chị ơi, chắc là cái size của em nó còn đủ, nhưng mà mỗi size em còn rất là ít đó, khoảng tầm là em chốt ít thôi, mà gọi là mỗi size tầm 10 chị thôi nha, chứ không có được nhiều quá mọi người. AB9 nè. Rồi em thấy đơn của chị rồi nè. Các chị ơi mình đặt hàng nhanh tay giúp em nha, quần xinh quá. Cảm ơn chị My Hanley nha. Áo kem còn size S không shop. Áo em đang mặc đúng không chị H này, H Vân ơi. Áo em đang mặc em vẫn còn size S đó chị. Áo em đang mặc vẫn còn là đủ 3 size là S, M và L giúp em nha. 3 tông màu giúp em Như nha các chị nha.
tông màu đen nè, tông màu trắng với là một cái tông màu kem như đang mặc. Cái này nó sẽ có cái phần, nếu mà các chị này nhìn cho em nhé, nếu mình xỏa cái form ra thì nó y chang như là một cái áo bedlam á các chị. Cái form nó y chang như bedlam này, thì khi mà các chị mặc lên nó không có bị lộ bụng, rất là che khuyết điểm luôn. Và cái vải này mình mặc rất là mát, nó sẽ có được những cái đường thun nó nhún như thế này nè, cảm giác cái eo của chị rất là thon và rất là nhỏ luôn, và nó hơi xòe dưới này nè, nó cảm giác là chân người mình rất là thon và sẽ che được khuyết điểm rất là tốt, kể cả là đóng thùng hay là xỏ form ra luôn nha. Đằng sau thì có dây mình cài nút lại giúp em nha. Ôi cưng quá mọi người, 149.000 mã AB máy đấy mọi người ơi. AB bám giúp em. AB 960 cân mặc size gì nhỉ? AB 960 cân mình mặc size XL, nhưng mà mẫu này em có size XL em có size XL cho mã AB 9 này nha, tại vì nhiều khi em không thấy được cái comment của các chị nè. Rồi chị nào mình 60 cân mình có thể mặc giúp em là size XL. Hiện tại size XL em chỉ chốt được khoảng tầm là 8 chị cuối cùng thôi nha mọi người. Để em ra em đọc được cái comment của mọi người. Không lẽ tan chồng vào tặng mình set đồ không ta xin. Ủa chị Huỳnh Phương Duy có chồng rồi hả? Đã có bến đổ rồi sao? Bây giờ mới biết. Úi ơi, cái fan cứng của nhà má mà hôm nay mới biết là đã có bến đổ. Tan vào giúp em liền. Tan vào. Bình thường á, ví dụ mình gọi là chị em nhà mình là được chồng mua là mua nhiều lắm. Ví dụ mình tự mình đi mua là mua ít, chứ mà chồng dẫn đi mua sắm, chồng dẫn đi shopping là mua từ A tới Z, gọi là lượn qua hàng này xong rồi ghé qua hàng nọ liền, đúng không cả nhà? Rồi bây giờ nè. Áo này là đúng là áo là mã là AB8 giúp em nha, 149.000, còn quần là AB9 giùm em, 4 size S, M, L với em. Ủa cái quần này em coi đúng một tông màu đen rồi các chị, một tông màu đen duy nhất thôi, đừng bỏ lỡ 139.000 nha. Cái chiếc cô tông mềm có túi nữa, cái phần chiếc ly của mình nè, và cái lưng quần của mình cũng rất là cao, nó sẽ trên rốn mình khoảng tầm 2-3 phân, để cho các chị mặc lên nó siêu hắt dáng luôn nha các chị yêu nhà mình. 139.000 rồi, ôi rẻ ha, cái giá này phải gọi là em nói là quá ưu đãi của nhà mát luôn. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em, áo là mình nhớ cho em xin cái màu luôn nha. Hiện tại em đang có 3 màu trắng, đen và kem luôn nha mọi người nha. Màu này mọi người mặc không bị kén da đâu. quần bao nhiêu? Chị Hanna ơi, chị Hanna hỏi mã nào ta? Quần em đang mặc hay là cái nào chị? Quần em đang mặc là mã là AB9 giúp em với giá là 139.000 giúp em nha. Quần L60 hả chị Bảo Trân? L60 hả? Nếu mà L60 có thể là sẽ hơi rộng. Có thể hơi rộng thì mình về mình bớt cái eo lại giúp em Như nha. Tại vì size S của mình là chuẩn của nó chắc khoảng tầm 64-66 là mình chuẩn của size S. Bình thường em Như là nếu mà ăn nó thì mới vừa, chứ không em Như mua size S về em cũng bớt đó chị. Em nghĩ là L60 có thể nó sẽ hơi rộng một xíu, mình bớt cho em khoảng tầm 2-3 phân thôi là mình mặc vừa đẹp luôn nha. Chỉ cần bớt cho em cái này thôi, đừng có bớt luôn cả cái quần là mất cái form, nó không có được đẹp với các chị. Tại vì cái này nếu mà các chị có rộng eo á thì gọi là L60 sao đẹp dữ vậy không biết nữa. Thiệt luôn á, em sợ tăng lên em không thể nào xuống được L60 luôn. Cái gì mình bớt là phần eo giúp em một xíu nha. Rồi mình lên đơn cho em là AB8, màu áo của em đang mặc màu kem hoặc là màu da cũng được, mọi người comment sao cũng được nha. Rồi áo mã gì, áo mã là AB8 giúp em nha chị Bình Nguyễn ơi. Ok chị Trần Thương, chị đợi một lát nữa để em cởi cái form ra. Một lát nữa lúc mà em gần chuyển màu em cởi form ra, còn bây giờ để em đóng cái form lại cho các chị thấy được cái form quần luôn nha. Rồi đây mọi người, em lại gần cho mọi người xem cho em nè. Đó, cái phần áo của mình nó sẽ có được những cái đường nhún nhún nhún, từng đường kim của mũi chỉ của nhà mát rất là đẹp nha. Và cực ngờ là nó xếp đi theo từng vào nếp luôn á mọi người ha, rất là cưng luôn. Và cái chiếc vải cô tông này mình mặc siêu mát luôn nha cả nhà nha. 100 bao nhiêu đây, 149.000 là mã áo này. Em Như sẽ có 3 tông màu cho mọi người ha. Đây mọi người ơi, trắng, đen và kem giúp em. 139.000 ngày hôm nay sale quá rẻ. Đơn của các chị mà trên 300.000 là sẽ được free ship. Và em đã hết chương trình là giảm rồi nha mọi người nha. Hết chương trình gọi là tặng voucher rồi. Em đã hết chương trình tặng voucher rồi, cho nên các chị nào mình mua hàng á, thì mình nhanh tay để mình gọi là mình mua cái số lượng mà trên 300.000 là được free ship. Còn chương trình ưu đãi mà tặng voucher là em Như xin phép là dừng lại nha. Hết chương trình đó em mới được nhận thông báo, với mọi người thông cảm giúp em. Ngày hôm nay tại vì quần áo là lên cái giá quá gọi là đã áp dụng cái giá giảm sâu rồi mọi người. Bình thường giảm 23% thôi, còn ngày hôm nay là giảm tới 50-70% lận các chị ha. Rồi chốt đơn cho em nè. 2 phút nữa em Như qua nha mọi người nha. Để em đọc comment. Ok nè, AB8 em thấy đơn của mọi người. Mặc màu trắng lên cho chị xem.
Chị Vân Nguyễn, thôi đợi một lát nữa nha, một lát nữa nếu mà em còn thời gian thì em mặc. Cái màu trắng nó cũng y chang như cái màu kem của em mặc luôn. Thiệt tình là cái này mà em có 10 màu chắc chị bắt em mặc 10 màu luôn á. Giận dễ sợ. Y chang như cái màu kem mặc, không có khác cái gì nó, chị khác cái màu. Chỉ là các chị thích cái màu nào, cái gu của các chị ưng cái màu nào thôi. Chứ bây giờ em mặc 10 cái màu nó y chang cũng là cái phone đó rồi mọi người. Thông cảm giùm em nha. Trong like số lượng thời gian like có hạn. Chứ mà em nói thật, bây giờ các chị cho em like một mẫu thôi, 10 màu em mặc đúng hết một cái like như vậy mà mọi người chốt đơn cho em, em hy sinh luôn mọi người, em mặc hết luôn. Còn đây là em like rất là nhiều mẫu cho nên mọi người thông cảm với em. Nó y chang như cái phone em đang mặc, nó chỉ khác cái màu thôi chứ không có gì. Chỉ là ví dụ sao mọi người, màu trắng với màu đen là hai cái tông màu nó cơ bản, hai cái tông màu nó basic, nó quá quen thuộc với mọi người. Và cái màu trắng màu đen là mọi người có quá nhiều rồi thì các chị có thể đổ cho em tông màu kem. Còn nếu cái tông màu kem ở nhà mình đã có tông màu này nhiều rồi thì mình lấy cho em tông màu trắng với tông màu đen. Các chị biết sao, ba cái tông màu này là ba cái tông màu rất dễ phối đồ và được bình chọn là ba tông màu yêu thích nhất rồi các chị. Màu đen mà các chị mặc lên gọn dáng, màu trắng tinh khôi sang, màu kem trẻ trung đó. Mình ưng cái phong cách nào thì mình chốt cho em cái màu đó liền. 149.000 đừng suy nghĩ nha. Rồi 149 mà AB8 giúp em. AB ok nè. Ủa AB... Ồ, rồi ok chị bé ngốc nha. Rồi quần của em là mã AB9, em có đến size L lận nha cả nhà nha. Chị Lan Trần ơi, chị Lan Trần cho em xin số điện thoại luôn nha chị ơi. Rồi bây giờ này em sẽ từ từ em sẽ xỏa cái form áo ra cho các chị xem luôn. Rồi em tiếp tục là qua mẫu nha mọi người nha. Áo em đang mặc là mã gì? Áo em đang mặc là mã AB8 nha chị Bình ơi. 140 Hồi không giận nữa, em dễ giận dễ quên lắm chị Vân Nguyễn. Dễ thương dễ sợ, nhưng mà đừng giận lắm, tặng hoa hồng cho người ta nữa dễ sợ. Rồi ok chị tin tôi nha. Em sẽ chuẩn bị qua mẫu luôn này, giá bao nhiêu và bạn rồi em báo giá lại lần nữa rồi các chị chốt và em qua mẫu luôn nha. Tại vì bây giờ em đứng lâu quá thì không có hàng để mà chốt nữa. Rồi, áo là AB8 với giá là 149.000, ba tông màu. Tông màu kem đang mặc, tông màu trắng và tông màu đen giúp em Như. Còn quần của em với một tông màu đen duy nhất thôi như cả nhà nha. Mã AB9 139.000 một chiếc quần thần thánh này của em Như ha. AB9 mã AB9 một tông màu đen. Rồi em Như xin phép qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Sẽ tiếp tục qua mẫu mới cho các chị mình nhé. Em sẽ tiếp tục lên một cái mẫu đầm màu cam rất là xinh cho chị mình đây ạ. Có chị nào mà đang cần một mẫu đầm để đi chơi, đi tiệc này hoặc là đi dạo phố hàng ngày thôi thì mình phải sắm ngay chiếc đầm của Hoài đang mặc. Tại vì hôm nay có mức giá giảm của đầm em đang mặc với cái mức giá siêu mềm luôn các chị ha. Đầm em Hoài đang mặc với mức giá cho em Hoài này, mã sản phẩm cho em sẽ là AC1 các chị nhá. Nhưng mà đầm này một điều rất là buồn là nó đang lẻ size các chị ơi, chỉ còn size L và size XL thôi ạ. Tại vì size L và XL thì Hoài sẽ áp dụng cho chị nào từ 50 cho tới 55 cho tới 65 cân nhá. 55 tới 65 cân là sẽ mặc được đầm của Hoài đang mặc. Và em đầm này thì mình hiện tại đang chỉ có một cái màu cho em, đó là cái màu cam thôi các chị mình ơi. AC1 kèm thoại 525.000 và giảm trực tiếp cho em Hoài chỉ còn đó là 199.000 ạ. Các chị thấy mức giá đầm của cái mã AC1 này quá mềm luôn các chị ơi. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu sâu về sản phẩm của em đang mặc nhá. Chắc là đầm này thì sẽ phải quá nhanh hoặc là Hoài sẽ giới thiệu một vài sản phẩm xen kẽ. Tại vì thực ra là có đầm lẻ size rồi thì rất là khó để các chị mình chốt đơn. Nhưng mà chị nào đang trong tầm ký mà em Hoài đưa ra thì mình cố gắng là mình chốt luôn. Tại vì 525 mà giảm trực tiếp của chỉ còn 199.000 là một cái mức giá gọi là siêu ưu đãi luôn. Và hôm nay khi mua hóa đơn từ 300k thì mình sẽ được free ship nha chị yêu nhá. Đầm cam của em Hoài đang mặc này sẽ thiết kế cho mình đó là cái phần cổ. Thì em này sẽ là phần kiểu mang dạng ngang cổ ngang các chị nhá. Hai dây bản nhỏ cho em Hoài cùng màu luôn. Phía trước sẽ phối hợp cho em Hoài đó là phần dùng ngực để tạo điểm nhấn cho đầm. Thì tính ra mà nếu như cái phần rúng ngực này may vừa tốn vải và thiết kế rất là cầu kỳ, nhưng bù lại thì cực kỳ ăn gian vòng bồ cho mình luôn. Cảm giác vòng bồ của mình sẽ tròn đầy hơn rất là nhiều rồi các chị yêu. Phần chiết ben của em làm ở phía phần bên hông rất là đẹp luôn các chị yêu mình. Cái này là chiết ben chéo giữa em Hoài này và kèm cho mình đó là phần vạt tà chéo cho em Hoài phía dưới để tạo điểm nhấn cho form đầm. Và cảm giác thì chân của mình nó sẽ dài hơn và cách điệu hơn khi mà nếu như vào cái form đầm này mà lên cái form ngang luôn thì sợ nó sẽ không có xinh bằng nếu như mà em lên cái form vạt chéo như thế này đâu các chị yêu ơi. Cái đầm này mặc đi chơi sẽ rất là đẹp này, mặc đi làm đi tiệc cho em Hoài cũng rất là sang. Tại vì là đầm này á, Hoài đang mặc hơi rộng một xíu nên form phía sau này sẽ giống form phía trước, nhưng mà Hoài xin phép kẹp eo lại một xíu các chị nhá. Tại vì cái em này nó hết size của Hoài rồi, chỉ còn size L và size XL thôi nên bắt buộc là Hoài phải mặc cái size rộng hơn em. Nhưng mà chị nào đang trong tầm ký của em Hoài đưa ra đó là 55 cho tới 63, 65 cân này thì mình có thể chốt ngay cái mã sản phẩm của Hoài đang mặc sẽ là AC1 các chị nhá. AC1 kèm loại cho em Hoài, rồi mẫu A
A39 nha các chị mình. A39 là mẫu nào vậy ta? Ok chị yêu hàng Nga này, nếu như mình thích những cái mẫu sản phẩm nào thì mình cũng có thể lên đơn luôn nhá. Các chị AB9 nha chị yêu ơi, chị Hằng Nga ơi, AB9 mới là mã sản phẩm nha. A39 là mình đã comment sai cú pháp rồi đấy ạ. Mình comment lại giúp em Hoài đi chị yêu. Nếu như mà mình comment sai là sợ là nhà em sẽ đi sai hàng hoặc là cái đơn nó sẽ bị mít luôn. Nên các chị mình cố gắng là mình comment đúng cú pháp giúp em nhá. À, mẫu này vẫn còn cái màu be hả chị? Màu be còn đầy đủ sai không chị? Cái em này, màu be vẫn chỉ có L và XL thôi. À vậy là mẫu đầm này thì mình sẽ có hai màu chị yêu nhá. Đó là màu cam và màu be, nhưng mà em này thì kể cả là hai màu đều là hết size rồi các chị ơi. Hai màu đều chỉ có trên ngoài hai size, đó là size L và size XL thôi các chị mình nha. Là chị yêu nào mà thích cái tông màu be mình cũng có thể lựa chọn ngay. Chất liệu trên ngoài sẽ là dạng cô tông xước các chị mình nhá. Trên sớ vải là sẽ có đường xước xước vân kiểu dạng vân gỗ rất là sang luôn. Thì bên trong đầm này sẽ kèm lớp lót cho em và không có sợ mỏng nha. Đây là form phía sau, đặc biệt là phần dây nhà em có làm tăng đơ sẵn cho các chị mình đấy ạ. Nên là mình có thể dễ dàng điều chỉnh tăng đơ cho em Hoài theo kiểu như là theo form dáng mà mình mong muốn đối với cái cầu vai của mình thiết kế, kiểu như là vừa như thế nào thì mình điều chỉnh cho em Hoài như thế các chị ha. Cái đầm này thì rất là đẹp luôn, Hoài nghĩ là mặc đi tiệc cũng được, đi chơi cũng được, đi làm cũng được, nhưng mà buồn sao là nó lẻ size mất size nhỏ rồi. Bây giờ như Hoài muốn mua cũng không có, nhưng mà các chị nhà mình và chị nào đang vừa cái size của Hoài đưa ra đó là size L và size XL tầm 55 cho tới 65 cân là mình nhanh tay chốt ngay đầm này, tại vì cái đầm này gọi là siêu phẩm của nhà em đấy ạ. Các chị mình thấy này, em treo lên là thấy cái đường chiết ben ở phía phần eo rất là đẹp rồi. Phải nói là ít cái mẫu đầm mà thiết kế có cái phần chiết ben như thế này, tại vì là thứ nhất là vừa tạo hốc eo cho mình này, tạo điểm nhấn cho đầm và đặc biệt là che khuyết điểm mỡ bụng cho mình rất là tốt nha chị yêu ha. Rồi AB6 chị Phi Nguyễn, ok AB9 chị Hằng Nga, em đã thấy mình lên lại đơn rồi này. Ok chị Tú Uyên, em lên đơn cho mình, chị Phi Nguyễn Hoài lên đơn nhá. Tại vì là trong cái livestream này sẽ có nhiều chị, ví dụ như là nếu như mà mình có đầy đủ cho em Hoài á, các chị nhà mình chị có thể là hỗ trợ chụp qua cho em được không? Tại vì nhìn xa không thấy. Rồi ok, đâu chị không có bị cận. Chị không có bị cận, nhưng mà tại vì các chị nhà mình ơi, mình thích mẫu này thì mình chốt ngay cho em mã sản phẩm luôn nha. Tại vì cái mẫu này chị yêu ơi, mẫu này cho em Hoài này, các chị nhà mình nếu như mà mình đang vừa thì mình chốt luôn cho em Hoài nha. Còn nếu như mình thích mẫu này thì mình chốt luôn. À cái AC1 này còn màu đỏ nữa chị. AC1 là còn cái màu em đang mặc là màu đỏ hả? À cái màu này là màu đỏ các chị, nhưng mà thực ra nó là cái màu đỏ cam các chị nha, không phải là màu đỏ thuần đâu các chị yêu ơi. Tại vì nãy giờ Hoài đang đọc là cái màu cam, thì các chị lưu ý giúp em Hoài này, em đầm này là cái tông màu ở trên like thì Hoài thấy nó khá là cam đấy, nhưng mà cái màu này thì gọi là màu đỏ cam các chị nha. Em này mình đang có hai màu là màu be và màu đỏ cam này, và màu da và màu đỏ cam. Thì cái em màu đỏ cam mình còn size L còn 4 cái và size XL còn 3 cái. Trời ơi, nghe cái size gì đâu mà kiểu như gọi là không có đủ chốt luôn các chị ơi, nên là mình tranh thủ mình chốt nha. Màu da size L còn 1 cái và size XL còn 3 cái ạ. Nên là các chị ơi mình nhanh tay chốt này. Bây giờ Hoài đọc lại size nhá. Màu đỏ em còn size L còn 4 cái, size XL còn 3 cái. Màu da size L còn 1 và size XL còn 3 cái các chị yêu nha. Là mình tranh thủ mình chốt luôn cho em bằng cách đó là lên ngay cú pháp cho em là AC1 kèm ngoại. AC1 kèm ngoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Size số mình sẽ được chốt đơn ngay cho em Hoài nhá, tại vì là số lượng còn rất là ít này. Ok chị Hằng Nga, các chị mình thích mẫu này là nhanh tay mình chốt đơn, tại vì bây giờ là Hoài sẽ qua mẫu này nhanh đấy ạ. Và chị nào mà muốn chơi tiếp tục chương trình mini game này, tại vì là như đã nói á, thì cái voucher hiện tại của nhà em thì mình sẽ không có tung ra voucher, nhưng mà nhà em vẫn tặng tiếp tục sản phẩm cho các chị ở trong live nha. Sản phẩm lúc nãy Hoài giới thiệu cho mình là tặng cái mẫu áo thun này, nhưng mà không biết là lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là bao nhiêu, thì Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mình một lần nữa. Còn hiện tại là đầm của Hoài đang mặc thì số lượng đã rất là ít rồi, và chị nào đang quan tâm của Hoài đang mặc là phải nhanh tay chốt thật là nhanh chóng thì mình mới có thể là chắc chắn là có đơn hàng được này. Cái mẫu đầm này mình mặc đi tiệc rất là đẹp luôn, và mặc đi chơi trên hoặc cũng được, form dáng rất là thoải mái, đặc biệt vải thì không nhăn không nhàu nha, và không xù lông đâu các chị yêu ơi. Mình giặt tay giặt máy thoải mái giúp em luôn. Rồi ok, lượt chia sẻ của mình hiện tại đang là 400 lượt chia sẻ rồi, cũng rất là ok đấy các chị yêu. Nhưng mà Hoài vẫn đang cần tới 550 lượt chia sẻ cơ, nên là mình vẫn thiếu 150 lượt chia sẻ cuối nha. Là mình cố gắng tương tác của em thật nhiều ạ. 150 lượt chia sẻ cuối cùng, mình cố gắng comment và chia sẻ giúp em thật nhiều này. Tí nữa mà ví dụ như giữa like hoặc là cuối like thì Hoài và Như sẽ tặng quà cho mình sau nha. Hiện tại thì mẫu này rồi ok chị yêu, tại vì là mẫu này các chị nhà mình kêu là không có size để chốt ấy, nên là chắc là Hoài sẽ qua mẫu luôn. Tại vì là các chị nhà mình nãy giờ là các chị mình khen đầm này rất là nhiều, nhưng mà mình không có hàng để chốt các chị ạ. Là các chị mình bảo là em ơi lên mẫu khác cho chị có đủ size để chị chốt đi. Thì bây giờ Hoài đang thấy Như mặc một mẫu đầm rất là xinh, thì chắc là Hoài sẽ qua mẫu luôn. Tại vì đầm này đang lẻ size rất là nhiều rồi, đến bây giờ còn số lượng siêu ít nha. Nên chị nào mà thích mẫu này là nhanh tay chốt luôn cho em Hoài này. Ok, bây giờ thì sẽ để Như qua tiếp mẫu tiếp theo, mong là cái mẫu của Như sẽ là đầy đủ size nha. Chứ Hoài lỡ hứa là lên mấy đủ size rồi mà ít size thì cũng hơi buồn đấy các chị. Nhưng mà hôm nay đồ rất là lẻ luôn, nên là mình cố gắng thích mẫu nào mình chốt luôn. Và ok, bây giờ Hoài sẽ để Như qua mẫu nhé.
Trời đã nói rồi, ưng Hồng Phúc đã có câu hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, hứa làm gì để bây giờ em như vô like cũng lại lẽ sai. Đó, hay chưa mọi người? Rồi, thôi rồi em dở cho mọi người vui một xíu, mình đợi không khí nha. Tiếp tục lên tiếp cho em. Ui, cái mặt cái này nó lên cái vòng một quá cưng luôn mọi người. Một cái người mà không bao giờ biết cái màn hình, là em sống chung với màn hình TV, màn hình LED cả một năm. Nhưng mà khi mà cái đầm này lên vòng một của em rất là đại đặn, em thấy rất là đẹp, xuất sắc, siêu hấp dáng. Rồi em Như sẽ có hai tông màu nha, và vẫn lẽ sai. Nhưng mà với cái tông màu xám thì em sẽ còn... Ui, nó cũng lẽ sai hả? Là cái màu xám này là có nghĩa là em chỉ còn là size S thôi đúng không chị? Hết sai, chỉ còn đúng size S thôi đúng không? Không còn size gì khác. Cái màu xám á, là chỉ còn size S thôi đúng không? Ok, mọi người còn đúng size S thôi nha cả nhà nha. Rồi, lên cho em là mã AC2 giúp em Như. Ui, cái giá quá rất là ưu đãi. Cái chất này của mình là như là cái chất von đó mọi người. Chất von đó cả nhà nha. Này là von hàng nó rất là đẹp luôn á mọi người nha. Thì nếu mà cái chất von này phải may cho mình thêm một cái lớp lót nữa, chứ không là nó sẽ bị mỏng, cho nên mọi người yên tâm. Với màu đầm này này, các chị có thể mặc cho em là trễ vai cũng được, kiểu như là rớt vai như thế này nè. Nhưng mà em thấy là em thích mặc lên vai. Còn nếu mà chị nào mình mặc rớt vai thì cũng được ha. Mặc trễ vai thì nhiều khi mình hơi quyến rũ quá. Nhưng mà mình muốn là cái đầm này theo cái phong cách là gọi là tiểu thư một xíu, mình có thể mặc lên vai giúp em. Còn nếu chị nào mình thích mặc trễ vai cũng được. Rồi, AC2 của em với giá gốc là bao nhiêu mọi người ơi? 685.000 là giá gốc. Và ngày hôm nay sale sập sàn, chỉ còn 219.000. Rồi, lên đơn giúp em Như. 219.000 mã AC2, hai tông màu nha cả nhà nha. Màu em đang mặc màu xám, em chỉ còn đúng size S thôi. Còn size màu nâu này nè thì em còn hai màu, là hai size, là size S và size M. Nhưng mà size S còn 4 chiếc, size M còn 4 chiếc. Thành ra chị nào lấy thì nhanh tay giùm em, 219.000 thôi. Mọi người nhìn cho em nè, tại vì cái mẫu đầm này nó thiết kế kiểu như nó sẽ có một cái xoắn, gọi là cách thiết kế cái bầu ngực á. Thành ra khi mà các chị mặc có cảm giác cái ngực của mình nó rất là đầy đặn luôn, cho nên mình yên tâm. Chị nào mà ngực bé bé, ngực nhỏ nhỏ, ngực xinh xinh thì ngày hôm nay mặc cái đầm này lên là em nói thật sự y chang như là mới đi làm ngực vậy đó. Đẹp lắm mọi người, nhìn nó rất là đẹp. Mà nó không có quá sexy đâu mọi người, yên tâm với em Như nha. Đầm này các chị mặc đi tiệc tùng rất là đẹp nè. Rồi mọi người ơi, cái này là AC2 giúp em nha, hai màu xám với là tông màu da. Chiều nào mình lấy cái màu này mình cho em xin cái mã luôn, mã kèm màu luôn nha mọi người. Rồi, cái này hả, cái này thì em có cái chất này là mình mặc rất là mát, cho nên mọi người yên tâm giùm em là không có bị nóng đâu. Em thấy mọi người đang vào rất là nhiều nè. Ấy, chị La Lan Phạm này, không biết là chị có số điện thoại chưa, nếu mà chị chưa lên số điện thoại bổ sung giùm em Như nha. Rồi, cái chị Hà Vũ AB9, mọi người vẫn đang lên AB9 hả? AB9 để em giới thiệu lại cho mọi người nè. AB9 là chiếc quần màu đen, đúng rồi. Chiếc quần đen này nè cả nhà, em thấy mọi người đang vẫn lên đơn. Chiếc quần này em mới mặc này, với giá 139.000. Mặc lên kiểu như là cái form của mình á, ống rộng á các chị, siêu hấp dáng luôn. Còn đủ size S, M, L, XL 4 size này nha mọi người nha. Tầm 63, 64 con đủ về, mình mặc vừa size L luôn ha. Rồi chị nào lấy màu này lên cho em là AB9 kèm màu, kèm số điện thoại, chỉ có một màu đen duy nhất thôi giúp em nha. Rồi, em sẽ giới thiệu tiếp cái đầm của em mà. Tại vì cái đầm này thì chắc là em sẽ like nhanh thôi, tại vì nó còn lẻ size ấy cả nhà. Đầm này các chị mặc đi tiệc tùng nè, hay là mình gọi là những cái buổi như công ty mình có party gì á, các chị mình mặc đi rất là đẹp. Hay là cái chị nào mà kiểu như mình có gặp gỡ đối tác hay là khách hàng gì đó, mình thích những cái phong cách nó sang sang, nó tiểu thư, nó nhẹ nhàng thế này, thì mình cũng có thể mặc luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ nè, em sẽ chốt đơn cho mẫu này là AC2. Số lượng cái này nó còn lẻ size cho nên mọi người thông cảm giúp em nha. Mấy cái mẫu lẻ size thì cũng khó lên thiệt. Tại vì nó có chị ưng ấy nhưng mà không có size. Hu, bữa giờ chị không được tan, hôm nay chị có được tan không em? À, được tặng. Chị em tưởng là chị không có được em tan vào livestream. Em định nói là ủa, bình thường em có tan hay vào livestream đó chứ. Chị Vân Nguyễn chỉ cần cái này là gọi là mình chơi game á mọi người. Chị Vân Nguyễn chỉ cần ví dụ như một lát lúc mà em chơi game á, chị tương tác nhiều lên thì cái cơ hội mà mình trúng rất là to, gọi là nó sẽ cao hơn. Khi mà em đếm ngược 5 giây mà chị nói chị yêu nào mà gọi là comment nhiều là nó nhảy liên tục quá, thì chắc chắn là các chị cái tỷ lệ mà trúng game thì rất là cao. Chứ em mà được mà gọi là, nếu mà em được quyết định là tặng quà cho ai thì em muốn tặng hết cho tất cả các chị.
em muốn tặng hết cho các chị, những chị nào mà thường hay tương tác với em và cái livestream nào các chị em vẫn thấy các chị vào ủng hộ thì em muốn tặng hết. Nhưng mà mỗi cái livestream thì cái số lượng quà tặng của em có giới hạn. Nó là một cái chơi game mọi người ơi. Chơi này mọi người chơi nhá. Mình may mắn thì là trời cho, nếu mà mình không may mắn là một trò chơi. Ngày hôm sau mình sẽ được may mắn, cho nên mình yên tâm giúp em Như nha. Rồi bây giờ là em sẽ tiếp tục lên cho các chị để em kiểm tra cái lượt chia sẻ thế nào rồi em tặng tiếp cho mọi người. Em thấy mọi người hóng nãy giờ rất lâu rồi mà không biết lượt chia sẻ được chưa. Cái 403 lượt chia sẻ. Nó không nhích không nhẹ gì hết trơn á. Lên cho em Như được là 550 lượt chia sẻ. Là khoảng tầm là 147 lượt chia sẻ nữa, 147 lượt chia sẻ nữa. Hiện tại là hơn 300 chị ở trong live, thì có nghĩa là mỗi chị chỉ cần chia sẻ cho em một thêm một lần hai lần nữa thôi là được nha. Rồi bây giờ chắc là em Như sẽ chuẩn bị qua mẫu nữa nha các chị nha. Rồi đầm này là mã AC2 giúp em. Cái này các chị mặc đi á, nhìn nó kiểu như là đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ tinh tế nha. Rất là sang trọng, những cái đường vân 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 như thế này nè mọi người. Nó cũng tạo thêm một cái điểm nhấn cho cái đầm này. Tại vì mọi người thấy không, với cái chất liệu mà vôn mà kiểu như là vôn hàng như thế này nè, mình mặc rất là nhẹ nhàng, cực kỳ bay bổng luôn. Nếu mà cái gu của chị nào mà thích một cái em đầm á tiểu thư một xíu, nó không quá bánh bèo, thì mình có thể cân nhắc lấy cho em cái này. Tại vì em nghĩ là từ 600 gần 700 ngàn một cái đầm như thế này, mà ngày hôm nay chỉ còn có 219 nghìn ở cả nhà. 219.000 một em như thế này thôi nhá. Và em còn hai size thôi, là size S, size M với tông màu da. Còn với tông màu sáng thì em còn đúng size S thôi nha. Chắc là em sẽ giới thiệu lại những cái sản phẩm em để em xen kẽ vào cho những chị nào. Em thấy các chị vẫn đang lên đơn những cái sản phẩm trước á. Hôm nay em có chị Vân Nguyễn, em thấy chị comment họ là sale 69. Không, bữa nay em có 76 chứ không phải 69. Có 69 không? Ui có luôn mọi người. Có luôn á chị. Thông tin quá dữ luôn. Rồi ok chị Vân Nguyễn, hôm nay em vừa có 76 vừa có 69 luôn mọi người. Mọi người ơi, hôm nay bù lại cho các chị là rất rất là nhiều ưu đãi. Bình thường trong một cái livestream em chỉ có đúng một cái phần quà, gọi là một cái giá tặng là dưới một, gọi là dưới 99k thôi, mà ngày hôm nay em có tới hai cái lần. Thành ra các những chị nào mình chơi game mà mình chưa trúng thưởng á, mình có thể ở lại mình xem để mà mình có thể săn được. Tại vì những cái sản phẩm mà 76 hay là 69k, cái số lượng nó rất là ít. Một lát nữa là chuẩn bị là sau cái này là em lên cho mọi người luôn á. Sau cái mẫu này em sẽ lên cho các chị luôn, cho nên mình đừng rời khỏi màn hình nha. Chắc bây giờ em Như sẽ qua mẫu luôn nha mọi người nha. Còn chị yêu nào mà đặt cái này thì để lại cho em là AC2 nha, 219.000. Bữa nào mà có tiệc tùng mà quay lại hỏi em là không có cái đầm này với giá 219.000 đâu. Rồi em Như qua mẫu nha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái mã tiếp theo. Rồi cái mẫu này cho em Hoài này. Mẫu áo cho em Hoài sẽ là AC3 các chị mình nhá. AC3 với mức giá là 76k, chỉ còn duy nhất cho mình đó là size L và size XL thôi. Chân váy cho em sẽ là AC4, thì mẫu này mức giá cho em chỉ có 129.000 các chị yêu. Tính ra nguyên cành của em Hoài đang mặc hôm nay chỉ có tổng nguyên set cho mình đó là 205.000 thôi. Chị nào thích chân váy chốt ngay nhá. Chân váy Hoài đang có đầy đủ size đấy ạ. SML và size XL luôn các chị mình ơi. Quên SML các chị mình nhá. Chân váy Hoài đang có đầy đủ các size đó là size S, size M và size L, nên là chị yêu nào mà đang thích chân váy của em đang mặc thì nhanh tay lên ngay mã AC4 kèm thoại này. Màu áo cho em Hoài một màu duy nhất cho mình là màu be, và em này lên chất liệu cho mình là thun gân nhá. Em này lên chất liệu cho Hoài là thun gân, và cái chất thun gân này thì nó sẽ có đường phối sọc cho em rất là dễ thương này. Chân váy thì mình sẽ lên cho kiểu các chị mình đó là dạng đắp kéo, và em này thì có lớp lót bên trong các chị yêu ha. Chân váy có lớp lót bên trong, và em này thì mình sẽ thiết kế cho các chị mình đó là có một cái dây kéo khóa bên hông để tạo kiểu này. Form cho mình sẽ là mẫu caro, màu cho em sẽ là tông màu xám phối vàng rất là sang nha. Chị nào mà thích mẫu này thì nhanh tay chốt cho em Hoài này. Chị nghe rồi em à, ok rồi em Hoài ơi. Dạ ok chị Vân Nguyễn, cảm ơn chị yêu rất là nhiều ạ. Chị nào mà đang thích cái set của Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay. Đây Hoài sẽ gợi ý cho mình mít mắt một cái sản phẩm mới, tại vì là cái áo của Hoài đang mặc thì đang lẻ size rất là nhiều. Áo của Hoài đang mặc chỉ còn size L và size XL thôi. Nên là nếu như chị yêu nào mà thích chân váy của Hoài đang mặc á, mình có thể phối với cái mã áo dây này các chị nhá. Đây cái mã áo dây Hoài gợi ý cách mít mắt cho các chị mình đây ạ. Một chiếc áo dây với mức giá cho em Hoài 169.000. Mình có thể lên mã cho em Hoài đó là áo dây kèm xuống Hoài nhá. Áo dây 169.000 là mức giá giảm đấy chị yêu ơi. Mình có thể dùng chân váy của Hoài đang mặc để phối với cái mã áo dây này cho em rất là sang này. Cực kỳ dễ mặc và lên form rất là chuẩn cho các chị luôn. Chị nào mà thích mẫu nào thì mình nhanh tay lên ngay cho em đó là mã
sản phẩm dấu cách kèm số hại cho em để được chốt đơn hàng thành công. Size số các bạn nhân viên nhà mình sẽ tư vấn cho các chị nha. Để mất tiếng một xíu mà các chị mình đi đâu hết ta, bỏ rơi em hoài các chị nhà mình. Ok các chị ơi, tiếp tục chia sẻ giúp Hoài đi ạ. Hiện tại là mình đang có 418 lượt chia sẻ. Hoài chỉ cần tầm 100 lượt chia sẻ thôi các chị yêu ơi. 100 lượt chia sẻ cuối cùng là Hoài bắt đầu sẽ tặng mini game cho các chị mình đấy ạ. Nên là mình cố gắng chia sẻ thật nhiều giúp em nha. Đầu like thì Hoài đã tặng mẫu áo dây rồi. Nhưng nếu chị nào thích nữa thì Hoài cũng có thể tặng lại mẫu này luôn, hoặc là mình sẽ tặng mẫu áo dây khác nhá. Là mình cố gắng là mình tương tác ở trong like cùng em thật nhiều. Cái mã sản phẩm Hoài đang mặc này các chị nhà mình, sếp chị Trần Thi ơi, nếu như mà mình lên cho em Hoài mã thì mình lên cho em Hoài cái mẫu của em Hoài đang mặc sẽ là AC3 cộng AC4 kèm số hại để chốt nguyên set là 205.000 nguyên set Hoài đang mặc. Áo chỉ còn size L và XL, còn chân váy còn đầy đủ size nha chị yêu nhá. Ok chị Liễu Bích Hoài chốt AC3 cho mình này, quá đẹp luôn các chị mình ơi. Set của Hoài đang mặc các chị nhà mình nghĩ sao khi mà một mức giá cho em này, áo tới là 255 và chân váy cho em tới 300-400 ngàn, mà giảm 455 ngàn là mã chân váy của Hoài đang mặc nha, giảm trực tiếp cho mình chỉ có 129 ngàn mã chân váy thôi mà đang có đầy đủ size nữa. Mà cái mẫu của áo của Hoài đang mặc thì mức giá gốc đã là 255 ngàn rồi. Tính năng nguyên cảnh của Hoài đang mặc bình thường là có mức giá tới 700 ngàn nha. Bình thường nguyên set của Hoài đang mặc có mức giá tới 700 ngàn, nhưng hôm nay em Hoài giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn cho em là bao nhiêu ạ, tầm cho em đó là 205 ngàn thôi nguyên cảnh em đang mặc. Đây là một cái cơ hội vàng để các chị nhà mình săn hàng với mức giá siêu ưu đãi. Là mình đang ở trong livestream mà thích mẫu của Hoài đang mặc là phải thật sự nhanh tay thì mới có thể có đơn nha. Ok chị Tuyến Nguyễn, em Hoài chốt cho mình AC4 này. Cái mẫu AC4 của em Hoài đang mặc rất là đẹp luôn, và các chị mình phải là thật là nhanh tay. Các chị xem giúp em để em đứng gần các chị xem này, quá đẹp luôn các chị ơi. Cái mẫu chân váy này chị em Hoài cả thiết kế với chất liệu là cô tông rất là mềm mịn mát. Đặc biệt là Hoài hỗ trợ mình này, thứ nhất là mua hóa đơn trên 300k sẽ được free ship, và khi mà mình mua chân váy này nhá, đảm bảo các chị giặt tay giặt máy thoải mái giúp em luôn, không sợ bị hư phong đồ. Đối với thương hiệu của nhà Mắc, các chị nhà mình xem ạ, mức giá gốc của em này là 455 ngàn và số lượng siêu ít nha, thì mới có cái mức giá giảm siêu ưu đãi như thế này cho các chị mình. Là chị nào mà thích chân váy của Hoài đang mặc thì phải thật là nhanh tay ạ. Em đang thấy mã chân váy lên đơn rất là nhiều luôn. À, lát tặng áo em cầm đi em Hoài ơi. Ok chị Vân Nguyễn luôn, nếu như lượt chia sẻ đạt 550 lượt chia sẻ thì Hoài tặng luôn áo đang cầm nhá. Tùy vào các chị mình thích tặng mẫu nào Hoài tặng luôn mẫu đó. Nên các chị mình cố gắng là mình tương tác của em thật nhiều, chia sẻ livestream thật nhiều ạ. Lượt chia sẻ càng cao thì em sẽ tặng quà cho các chị mình càng nhiều nha. Nên là mình cố gắng mình tương tác của em thật nhiều đấy các chị yêu ơi. Cái mẫu chân váy của em Hoài cái phần này các chị mình nó không phải là lỗi nha, mà nó may cho em Hoài kiểu dạng là vạt tà, kiểu dạng kiểu cách điệu các chị mình, nên là sẽ là cao hơn bên này một xíu, nhìn rất là sang luôn và không có kiểu bị sợ lỗi mốt đâu các chị yêu ơi. Là mình thích mẫu Hoài đang mặc là nhanh tay chốt đơn này, chốt chân váy với áo nhé. Chị Mèo Mập ơi, nếu như mình chốt chân váy và áo thì mình comment cho em này AC3 cộng AC4 kèm ngoại để chốt nguyên cảnh của Hoài đang mặc nha. Hỗ trợ free ship hôm nay thì Hoài sẽ hỗ trợ mình free ship cho đơn hàng trên 300k nha chị Nhật Hồng ơi. Tất cả các hóa đơn trên 300k thì hôm nay Hoài sẽ hỗ trợ mình free ship đấy ạ. Nên là hôm nay mình muốn free ship thì mình cứ chốt đơn cho em Hoài trên 300k thôi. Các chị ạ, mình hôm nay mình vào cái livestream của Mark thì em Hoài nói thật phải gọi là đi chợ không cần nhìn giá đấy các chị yêu ơi. Tại vì sao, bình thường một cành như thế này 700 ngàn, nhưng hôm nay Hoài bán mức giá chỉ có 205 ngàn nguyên cành của Hoài đang mặc thôi, mức giá rất là ưu đãi luôn. Nên là chị nào mà quan tâm cái set của em đang mặc là nhanh tay chốt luôn mã sản phẩm kèm ngoại cho em Hoài trên cùng một sóng comment nhá. Ok chị Bích Phương này, Hoài chốt cho mình AC3 này, AC3 cho chị bé ngốc này. Các chị lưu ý giúp Hoài là AC3 76 ngàn là mẫu áo của Hoài đang mặc, nhưng mà áo em đang mặc là lẻ size rồi nha, chỉ còn size L và XL thôi. Mẫu áo của Hoài đang cầm thì sẽ là mã áo dây các chị mình nhá, comment cho em là áo dây kèm ngoại mức giá giảm 255, giảm trực tiếp còn 169 ngàn. Em áo dây thì đang có đầy đủ size đấy ạ. Chân váy Hoài đang mặc là AC4 với mức giá gốc là 455 ngàn và giảm trực tiếp cho em Hoài chỉ còn là 129 ngàn cái áo, cái chân váy của Hoài đang mặc thôi. Và chân váy của em đang mặc đang có đầy đủ size. Hiện tại là các chị nhà mình vẫn chốt đơn rất là nhiều, và các chị nhà mình phải thật là nhanh tay đi ạ. Các chị nhà mình nhiều lúc là Hoài thấy nhá, ở trên livestream em thấy nhiều lúc sản phẩm của Mark chỉ còn có 1-2 chiếc thôi mà vẫn rất là cố gắng để lên livestream cho các chị mình. Tại vì Hoài biết là thời điểm hiện tại của mình là không có thể ra cửa hàng mua được, là Hoài muốn bao nhiêu sản phẩm là em cũng lên livestream cho mình hết này. Chứ thường mà ví dụ dưới 30 sản phẩm là em đã không chốt trên live được các chị nhà mình ơi. Rồi còn size L, cái mẫu của Hoài đang mặc á thì mình vẫn còn size L, chỉ còn size L. Nhưng mà Hoài nghĩ là tầm size S các chị nhà mình vẫn mặc được, tại vì là tầm, tại vì cái em này là áo co giãn đấy các chị mình, nên là nó kiểu như nó sẽ có độ bo ấy. Nên là em này thì ví dụ như các chị mình tầm cho em Hoài này 50 tới 65 cân là mình sẽ mặc được bộ áo Hoài đang mặc nha.
50-65 cân mình sẽ mặc được bộ áo AC3 này. Nên trong tầm ký 50-65 ký mình cứ chốt cho em Hoài mã AC3 kèm loại để được chốt đơn hàng thành công. Với mức giá áo sẽ là 69.000. Áo chất liệu cho em là cotton gần nha chị yêu nhá. Chân váy Hoài đang mặc thì từ 38-65 cân chốt thoải mái luôn. Em chân váy này đang có full size đấy ạ. Và chất liệu cho Hoài sẽ là cotton, bên trong có kèm lớp lót các chị mình nhá. Bên trong có kèm lớp lót dạng kiểu như là phối bên trong cho các chị, là không có sợ ngắn giúp em. Form dáng quá là dễ thương và rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa chốt mẫu này thì nhanh tay chốt đơn ngay cho em Hoài này. Ui, đơn hàng đang lên rất là nhiều và các chị nhà mình phải thật là nhanh tay nhá. Áo dây bán bao nhiêu chị Thu Hiền ơi? Mã áo dây mình cầm bên cho Hoài là áo dây kèm số Hoài nhá. Áo dây Hoài đang cầm mình cầm bên cho em mã này. Áo dây kèm số Hoài với mức giá giảm của em áo dây này sẽ là 169.000 chị yêu nhá. Áo dây sẽ là 169.000 và Hoài chỉ chốt duy nhất ở trong live thôi. Các chị lưu ý giúp Hoài là chương trình trong livestream ngày hôm nay em không chốt sau live nhá. Duy nhất ở trong livestream và không chốt sau live ạ. Nên là mình cố gắng mình chốt, tại vì các chị thấy sao, số lượng ít lắm. Bây giờ mà chốt sau live nữa thì chắc chắn là sẽ không có đầy đủ hàng. Nên các chị đang ở trong livestream mà thích mẫu nào là mình chốt luôn. Ok chị Hoa, tiếp Hoài chốt AC4 này. Chị nào mà quan tâm cái mặc áo dây này thì mình comment cho em là áo dây kèm thoại nhá. Chị Thu Hiền, ok Hoài đã trả lời comment của chị Thu Hiền rồi nhá. Chị Rick Bin Hoài chốt cho mình AC4 size S này. AC3 và AC4 chị Ngô Thanh Mai luôn. Tính năng nguyên cảnh của Hoài đang mặc cứ tầm 50 cân cho tới 65 cân chốt được nguyên cảnh của Hoài đang mặc. Còn chân váy thì có size nhỏ hơn nữa thì tầm cho em Hoài đó là 38 cân cho tới tầm là 65 cân mình vẫn chốt được chân váy luôn, tại vì chân váy Hoài đang có đầy đủ size cho mình. Cái form dáng này dễ mặc lắm, mình mua nguyên cảnh cho Hoài đi, về mình dùng cái sản phẩm áo này mình phối với sản phẩm khác, hoặc là mình dùng cái chân váy mình phối với sản phẩm khác cũng rất là xinh. Hoài nghĩ là không cần phải mít mát giống như em đang mặc, nhưng mà cái này gọi là rất là hời khi mà mình mua một mà được hai các chị nhá. 205.000 cho em Hoài nguyên cảnh như em đang mặc, và bình thường giá áo không đã 255.000 rồi, nhưng bây giờ nguyên cảnh cho em chỉ có 205.000 thôi. Nên là chị yêu nào mà thích nguyên cảnh là chốt ngay cho em Hoài này. Và em tiếp tục chốt đơn cho các chị mình nha. Các chị đang ở trong livestream này có thể hỗ trợ Hoài là chia sẻ livestream giúp em thật nhiều đúng không ạ? Tag bạn bè vào xem livestream thật nhiều nha. Rồi ok, AC2 cho chị Ngô Thanh Mai luôn. Ok chị Redpin em đã lên đơn cho mình rồi đấy ạ. Các chị mình nhanh tay tag bạn bè vào xem livestream cùng em đi, tại vì là bây giờ mà không có tag bạn bè vào xem livestream, xíu nữa tắt live về giá gốc sẽ rất là phí và sản phẩm hiện tại Hoài còn rất là ít nhá. Mẫu này thì tại vì em chốt rất là nhiều rồi nên bây giờ Hoài chỉ chốt 3 phút cuối thôi ạ. 3 phút cuối nữa, đúng phút thứ 45 là Hoài sẽ qua mẫu nha. Đúng phút thứ 45 là Hoài sẽ qua mẫu. Và chị ông nào đang ở trong livestream mà thích mẫu của em đang mặc này, phải thật là nhanh tay và cần tư vấn thì comment cho em, Hoài sẽ tư vấn cho mình nha. Chị áo, chị Nga Bùi ơi, áo dây đen lên cho em áo dây kèm số thoại đi chị ơi. Có số thoại em mới chốt đơn cho mình được nhá. Các chị lên cho em này, áo dây kèm số thoại để chốt đơn hàng. Áo này sẽ là màu xanh đen, không phải màu đen đâu chị ơi. Hoài để gần mình xem này. Màu này cho em Hoài sẽ là màu xanh đen chị yêu nhá, không phải màu đen đâu ạ. Và màu tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu trắng nhá, màu trắng phối vàng này, rất là đẹp luôn. Mà áo dây này em Hoài chốt mức giá cho các chị mình sẽ là 169.000 và đang có đầy đủ size đấy ạ. Các chị nào mình thích mã áo dây chốt mã áo dây kèm thoại, để số điện thoại là để nhà em tư vấn cho mình chứ không phải như thế nào hết các chị ơi. Nên là mình không có phải là để số điện thoại là bắt buộc các chị mình phải chốt đơn nha. Nên là mình cứ để lại cho em mã sản phẩm này, số điện thoại để được các bạn nhà mình tư vấn, size số nhà em tư vấn cho các chị kỹ. Sau khi tư vấn kỹ mình ưng ý mình để địa chỉ nhà em ship hàng cho mình. Các chị ơi không ưng ý mình xả đơn ra không sao hết các chị nhá. Tại vì là phải được tư vấn thì mình mới biết là mình mặc size nào. Tại vì trong livestream này nhiều lúc các chị nhà mình em tư vấn nhưng mà chưa có gọi là cặn kẽ nhất đâu. Tại vì các chị mình chỉ comment chiều cao và cân nặng thôi. Mà cái size của mình là còn phụ thuộc vào số đo ba vòng nữa, nên là các chị nhà mình cứ để lại trên mã sản phẩm kèm thoại. Rồi cái mẫu này Hoài đang còn 2 phút cuối thôi chị yêu nha. 2 phút cuối cho set của Hoài đang mặc này, em đọc lại một lần nữa nhá. Mã áo của em Hoài đang mặc sẽ là AC3 với mức giá sẽ là 79.000. Chân váy của Hoài đang mặc sẽ là AC4 với mức giá sẽ là áo sẽ là 76.000 các chị nhá. AC3 với mức giá là 76.000. Chân váy cho em Hoài sẽ là AC4 với mức giá là 129.000. Áo còn size cho mình từ 50 cho tới 65 cân là mặc được vừa mã áo này. Chân váy cho em Hoài từ size cho em Hoài đó là từ 38-40 cân cho tới 65 cân mình vẫn mặc vừa được chân váy luôn. Rồi chân váy này có quần bên trong chị ơi, để Hoài kiểm tra thêm một lần nhá. Em biết là nó có ở lớp lót bên trong đấy, nhưng mà không, kiểu như là phải kiểm tra thật là kỹ. Chân váy có quần bên trong chị yêu nha, nên là mình không có sợ ngắn đâu ạ. Cái mẫu này là kiểu như dạng là quần giả váy đấy các chị mình ơi. Em này là kiểu dạng quần giả váy nhá, mặc rất là thoải mái cho em Hoài, nên là không có sợ bị ngắn đâu các chị mình ơi. Mình mặc rất là thoải mái cho em Hoài đấy ạ. Rồi ok, chị Châu Bích Dung em chốt AC3 hai màu luôn. AC3 hai màu không phải là cái mã này đâu chị ơi, mình có bị lộn mã không ạ? AC3 là cái mẫu áo của em Hoài đang mặc thì em này chỉ có duy nhất một màu thôi các chị yêu ơi. Còn cái mẫu này mới là áo hai màu, mình đang muốn chốt mẫu áo dây này thì mình comment cho em là mã áo dây kèm thoại nha. Áo dây kèm thoại cho em Hoài ạ.
áo cái chân váy của em đang mặc là AC4 với mức giá là 129.000, áo em đang mặc là AC3 với mức giá là 79.000, từ 50 cho tới 63 cân mình sẽ có size 65 cân đổ lại là mặc được này. Còn cái mẫu này cho em Hoài sẽ là mã áo dây các chị nhá, coi chừng mình lộn mã đấy ạ. Mẫu này thì Hoài có hai màu, đó là màu xanh đen và màu trắng, mình comment cho em là áo dây kèm số điện thoại để được chốt đơn hàng thành công. Em đang nghĩ là các chị mình comment lộn mã rồi đấy. Thôi bây giờ để Hoài bỏ cái áo dây này ra phía sau đi và em sẽ chốt mẫu này thêm tầm 1 phút 30 giây nữa là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu đấy ạ. Nên là mình thích mẫu của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nha. Lên mã sản phẩm nhớ kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment này. Chân váy có quần bên trong cực kỳ thoải mái luôn. Em này là kiểu dạng quần giả vầy đấy các chị mình, mặc rất là dễ chịu nha. Chốt em nguyên set đang mặc với ạ. Ok chị Như Thanh Phan luôn, Hoài chốt cho mình nguyên set của Hoài đang mặc này. Tính ra nguyên set của em Hoài đang mặc chỉ có 205.000 thôi các chị ơi. 205.000 là một cái mức giá Hoài nó là siêu ưu đãi luôn, mà nãy giờ đơn hàng đang lên rất là nhiều và Hoài chưa thấy cái dấu hiệu là ngừng chốt đơn của mẫu set của em đang mặc đâu ạ. Là mình thích set của em Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn các chị yêu nha, để có ngay mức giá giảm đi ạ. Em không chắc là hôm sau sẽ có lại những cái mã sản phẩm cho các chị mình chốt đâu, tại vì là em này đa phần là sản phẩm lẻ size rất là nhiều, là mình thích mẫu nào mình chốt luôn. À chị Lê Thanh ơi, áo dây trên Hoài sẽ là 169.000. Mình comment cho em là mã áo dây kèm số điện thoại nhá, 169.000, giá gốc là 255 ạ. Đây Hoài giơ lại cái mã áo dây mình xem nhá. Mã áo dây cho em Hoài giá gốc sẽ là 255 và giảm trực tiếp trong like còn 169.000. Mẫu này là một trong những sản phẩm gọi là best seller và đang mới nhất của nhà em ở trong thời điểm bộ sập mới nhất của nhà MAC nha. Nên là chị nào mà quan tâm mã áo dây thì chốt mã áo dây kèm số điện thoại cho em Hoài để được chốt đơn hàng thành công ạ. Rồi các chị yêu ơi, bây giờ Hoài chỉ còn 1 phút thôi nhá. 1 phút cuối cùng để chốt cái set Hoài đang mặc và em chuẩn bị qua mẫu đi ạ. Nên là chị nào mà đang quan tâm set của em đang mặc này, nhanh tay comment và lên mã cho em Hoài. Quay sau chị xem. Ok chị yêu luôn, em sẽ quay sau, nhưng mà cái mẫu này thì Hoài đang mặc hơi rộng một xíu các chị ơi, để em tháo cái kẹp ra một xíu nhá. Đây là form phía sau các chị ơi. Cái mẫu này là gọi là quần giả váy giúp Hoài nhá, nhưng mà em này mặc thì rất là xinh và cực kỳ dễ mặc cho các chị mình. Đây là form phía sau. Em đang mặc hơi rộng eo một xíu nhẹ các chị, Hoài là cần kẹp eo này, tại vì là cái mẫu này thì em mặc nó hơi bị rộng eo ấy, nên các chị nhà mình mặc vừa form sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha. Mình cứ mặc chuẩn form cho em Hoài là sẽ đẹp các chị yêu ha. Rồi nhanh tay chốt mã sản phẩm của em đang mặc này. Rồi AC4 cho chị Maria Dung ạ. Rồi chị nào còn quan tâm set của em đang mặc thì nhanh tay chốt đơn và em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị yêu ơi. Hoài đang thấy đơn hàng lên nhiều, thật sự là không muốn qua mẫu luôn, nhưng mà bây giờ thời lượng livestream thì có hạn và mình còn rất là nhiều mã phía sau và chắc là Hoài sẽ chỉ nàng với các chị 30 giây cuối cùng thôi. Là chị nào đang thích set này thì nhanh tay chốt ngay này. Bây giờ Hoài sẽ đọc lại cái mã một lần nữa và chắc em sẽ mời Như qua mẫu nha. Mã áo của Hoài đang mặc sẽ là AC3 với mức giá sẽ là 76.000 và em này còn cho các chị size từ 50 cho tới 65 cân. Còn chân váy của em Hoài đang mặc là dạng quần giả váy này. Chốt mã sản phẩm cho mình sẽ là AC4 với mức giá sẽ là 129.000 và em này đang có đầy đủ form size các chị mình từ 38 cho tới 65 cân luôn. Nguyên set Hoài đang mặc sẽ là 205.000. Comment đúng cú pháp giúp em sẽ là AC3 cộng AC4 ạ. Nguyên cảnh như thế này các chị mình chốt mức giá 205.000 cho em Hoài thôi nhá. Rồi bây giờ các chị mình đã sẵn sàng qua mẫu mới chưa ạ? Chắc là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới luôn để các chị nhà mình chốt đơn nhá. Chị nào quan tâm mẫu này thì mình cứ lên đơn cho em bằng cú pháp đúng cho em Hoài là được các chị. Nhà MAC sẽ có các bạn nhà mình tư vấn size cho mình sau nhá. Dạ rồi, em Như xin phép là qua tiếp một cái sản phẩm. Vừa rồi là sản phẩm 76k là em thấy các chị đang lên đơn gọi là bùm bùm luôn. Thì ngày hôm nay này, em lên tiếp với chị một cái sản phẩm mà em nói là cả một cái set đồ này. Các chị đừng nên bỏ lỡ, tại vì em thấy là cái set này rất là xinh. Với cái chiếc quần mà kiểu như cái form quần mà chính tất đó các chị, mình mặc kiểu như là nó mình thấp thấp người mà mặc cũng được, mà các chị cao cao mà mặc cũng xinh ha. Nếu mà các chị cao cao thì nó hơi kiểu nhóm quần baggy một xíu, còn cái này thì nó sẽ kiểu phủ phong quần chính tắc và phong quần ống suông như thế này nè. Mà cái chất liệu của mình nó là sẽ là chất như là chất linen đó các chị, nó rất là mềm nha. Các chị mà thích cái tông màu là tím tím mà nhẹ nhẹ thế này nè, nó rất là mộng mơ thì mình chốt luôn cho em, tại vì cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Để em xem thử cái mẫu này là sản phẩm này là giá bao nhiêu nè. Rồi lên cho em là mã AC5 là với chiếc áo này 139.000, còn AC6 là chiếc quần của em nha. AC6 chiếc quần của em chỉ có là bao nhiêu mọi người? 106k. Một cái quần 106k như thế này mà mọi người không thể nào mà bỏ lỡ được giúp em Như nha. Màu tím này cưng quá mọi người nha. Ủa sao đâu mất tiêu rồi. Rồi đây cả nhà. Nó bị mạng nó hơi lát một xíu nha. Để em vào em đọc comment là nó đứng cứng ngắc luôn, mọi người không biết là đọc được hay không đây. Rồi em thấy mọi người rồi. Mà áo hai dây đen à, là cái này đúng không chị? Cái này đúng không chị ơi? Chị Hải Yến ơi, áo hai dây đen là cái mẫu này đúng không chị? 169k giúp em nha. Nếu mà chị lấy đến mẫu này thì cứ lên cho em là áo dây 169 kèm số điện thoại là được nha. Cái này em có hai màu, trắng trắng với lại màu xanh đen
nha. Cái màu đó là màu xanh đen á mọi người nha, chứ không phải là màu đen thường đâu mọi người, tại vì trong live nhiều khi mọi người thấy là tụi nó là màu đen, nó là màu xanh đen. Rồi bây giờ lên cho em cái sản phẩm này luôn nha mọi người nha. Lên 6 mới là... à chưa chị Vân Nguyễn ơi, sau cái này thì chắc là em sẽ lên 69. Em vẫn còn một sản phẩm 69k nữa, chị đợi em xíu nha. Tại vì càng về sau thì em sẽ lên cái giá nó càng sốc, cho nên mình đợi em xíu. Em vừa lên giá 79 rồi, à 76 rồi, một lát nữa em sẽ lên tiếp 79. Và quan trọng bây giờ thì mọi người, chiếc quần như thế này em nói thật, mọi người có đi mua vải hay mọi người mua bất kỳ đâu cũng không thể nào có chiếc quần này với giá là 106.000. 106.000 cái quần này mọi người có thể mặc cho em là đi làm nè, nếu mà đi chơi cũng được nha. Những chị nào mình cao, bây giờ mình cao mình mặc cái quần này nó còn đẹp hơn em nữa. Đó, những cái form quần chính chất rất là dễ mặc luôn. Hay thậm chí em thấy là các chị có thể mua cho chị mình mà mua cho mẹ mình mặc cũng đẹp nữa. Mẹ mình mặc những cái form quần như này rất là dễ mặc, tại vì em thấy là dù bình thường ở nhà mẹ em cũng hay mặc những cái form quần như thế này nè. Đó, hay là những chị mà dân văn phòng công sở cũng hay mặc như thế này. Rất là dễ chịu và thoải mái, kiểu như là cực kỳ hách dáng nữa. Mình đi làm mình phối sơ mi, mình phối với áo phông bình thường thôi, nhìn nó cũng sang, nó cũng đẹp nữa các chị ha. Còn cái áo này thì em thấy quá tuyệt vời, AC5 139.000 nha. Nhưng mà cái tông màu đen này em chỉ còn size M thôi nha cả nhà nha. Cái chất này kiểu như là chất thun mà thun lưới cả nhà ha. Đây, nó sẽ có những cái đường gân 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 lên mặt lên, nó sẽ tạo điểm nhấn. Nếu mà chị nào thích an toàn mình có thể lấy tông màu đen. Nhưng mà tông màu đen này em chỉ còn size M thôi. Còn màu trắng này em đang mặc em vẫn còn đủ size là S, M và L. Còn chiếc quần em đang mặc trên người này là em còn lẻ size nha mọi người nha. S, M, L nhưng mà số lượng thì không có nhiều. Ví dụ size S em còn 2-3 chiếc thì thôi chứ không có nhiều đâu. Cho nên chị nào lấy cái quần này hãy nhanh tay giùm em luôn. AC6 mã quần cho em 106.000. Còn áo là 139.000. Ủa tính ra là cái quần này quá là ưu đãi luôn á các chị. Rồi cái quần này em xin phép chốt nhanh nha mọi người nha. Áo dây màu trắng. Áo dây màu trắng hả chị, đợi em xíu. Quần này có mấy màu? Quần này em như sẽ có là 3-4 màu. Để em xem phải đúng nó không ta. Không phải. Cái này có 3 màu này đúng không chị? Không phải hả? Vậy là chị có một tông màu này chứ mấy. Rồi em chỉ có đúng một cái tông màu tím nha, màu tím kiểu như là màu tím mà tím mận mận á mọi người nha. Đúng một tông màu này thôi, duy nhất một tông màu thôi nha các chị nha. Rồi em như có một tông màu tím em đang mặc thôi nha chị bé ngốc ơi. Áo là 139.000 thôi chị Linh Anh Hoàng ơi. Cái áo này em đang sale á mọi người. Giá gốc là gần 300.000, hiện tại đang sale là hơn là chắc là 60-70% luôn cho mọi người luôn rồi đó. Là còn 139.000 giúp em nha. Phơm quần chín tấc này chị yêu nào mình lấy thì mình lên đơn nhanh giùm em là AC6 liền, có 106.000 nè mọi người. Bây giờ các chị nó còn cái quần nó còn rẻ hơn cái áo nữa mọi người, mình nhanh tay lên giúp em, chậm tay là hết nha. Còn chị yêu nào mình chậm tay là hết thật sự, tại vì cái quần này hiện tại là em đang còn rất là lẻ size, không nó còn đủ size nhưng mà rất là ít. Size S là em chỉ có chốt được tầm cho các chị là vài chiếc thôi nha, không được 10 chiếc luôn á mọi người. Quần có tông màu tím này thôi mọi người, tại vì tông màu trắng, tông màu đen thì hôm nay em lên rất là nhiều màu. Nhưng mà tông màu tím với chiếc mẫu quần này hình như là bữa giờ em chưa lên. Mà cái tông màu tím thì các chị mặc lên không có bị kiểu như là bị chững hay là bị kén da đâu nha. Cái màu tím này nó y chang như cái gì ta, tự nhiên em quên tên mất. Nó như là màu tím mà tím đào á mọi người. Tím hồng hồng, kiểu là tím hồng 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 đào được kiểu vậy á. Nó rất là ngọt chứ nó không có bị kiểu như mình nhìn vô mình thấy nó đậm quá. Nếu mà màu tím là tím rịm tìm sim á, tím rịm tìm sim thì nhìn vô ôi, nhìn nó bị già lắm. Còn riêng cái màu này các chị mặc vào nó rất là sang nha. Nó rất là sang cho nên mình yên tâm, có 106.000 ở cả nhà. Bây giờ nó còn ít quá cho nên nhà mát mới sale cho em người cái quần gần 400-500.000, bây giờ sale quá rẻ rồi. Số lượng là em còn là 3 size S, M, L thôi nha. Quần không có màu đen rồi mọi người. Áo em đang mặc size gì vào quần? Em mặc size S hết đó chị Emily nha. Emily Nguyễn em mặc size S hết nha cả nhà nha. Áo dây màu trắng. Áo dây màu trắng là cái này hả chị? Chị là cái mẫu này đúng không cả nhà? Tại em sợ nó nhầm mã chứ không dễ trơn á. Sorry mọi người. Rồi, áo dây màu trắng này là 169.000 giúp em nha. 255 và sale cho mọi người còn 169 và chị áp dụng trong livestream nha. Cái mẫu này lại cũng là một cái phần quà tặng lúc nãy em chơi game luôn á mọi người. Một phần quà tặng áo crop tối mặc lên xinh lắm, siêu hách dáng. Rồi, mọi người lấy thì lên cho em là áo dây 169 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Còn áo này là 139.000 giúp em Như nha. Màu hồng, kiểu như là màu tím hồng hồng á mọi người nha. Đó, màu tím màu hồng hồng vậy đó chứ không phải là thiên về hồng, cũng không phải là thiên về tím lắm nha mọi người. Cho nên em ơi nói màu tím này không phải, màu này không phải là màu tím mà để cho mọi người ấy đó. Mọi người sợ kén da đâu, kén dáng đâu.
cái màu này nó hơi là màu hồng tím á, nó thiên thiên và giữa giữa hồng 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 tím tím xíu, chứ không phải là màu hồng bánh bèo, cũng không phải là màu tím liệm tìm sim nha. 106.000 lên cho em là mã gì đây mọi người ơi? AC6 là giúp em một tông màu duy nhất nha. Rồi 106.000, em thấy các chị đang lên đơn đây mọi người ơi, áo đen này nha mọi người, màu hồng mận. Đúng rồi á chị Văn Nguyễn, chính xác luôn, là màu hồng mận, một gọi là tím hồng mận luôn. Tím hồng mận luôn á mọi người. Áo đen là 139.000 luôn á chị Kelly Như ơi. Áo đen em đang cầm đúng không chị? Là 139.000, là nó áo em đang mặc là hai tông màu là trắng và đen á. Nhưng mà cái tông màu đen này em chỉ còn size M thôi nha. Là chị nào mà khoảng tầm là 48 cho đến 54 cân là lấy size lấy màu đen cho em. Còn mà SML là 3 size là còn đủ là màu trắng, còn màu đen thì còn size M thôi. Chiều nào mà mặc size M thích màu đen thì chốt lại giùm em. Rồi, đợi em xíu nha. AC5 rồi em chốt đơn, em thấy đơn của mình nè. Rồi AC6 106 người giùm em nha. Ok chị Thúy Phan nè, chị cho em xin số điện thoại luôn nha chị Thúy Phan ơi. Bổ sung giùm em luôn. Dạ áo em có đầy đủ size nha. Chị Trần thấy áo màu trắng em còn đủ size là SML, còn cái màu đen thì em còn size size M thôi. Còn quần em mặc là em còn SML nhưng mà size S với size M em còn ít hơn á các chị. Chị yêu nào mặc cái quần này mà mặc size S với size M mình tranh thủ mình chốt giùm em nha. Size L em vẫn còn nhưng mà nó nhỉnh hơn vài chiếc so với hai cái size kia. Cái màu này là màu tím hồng mận đào. Ủa, cái màu gì lạ cười vậy? Màu mà hồng đào, màu tím hồng đào đó mọi người nha. Nó màu tím hồng đào kiểu vậy đó. Nó hồng hồng tím tím vậy đó mọi người. Rất là cưng. Rồi cái form này mọi người phối cho em một cái áo dây bình thường, lúc nãy áo lụa bình thường thôi nó cũng xinh nữa. Form quần này rất là cưng ha. Cái này thì em đang mặc nó hơi rộng một xíu cho nên em có kẹp đằng sau nha, mọi người thông cảm giùm em như nha. Cái eo của em bây giờ nó đang đói á, thành ra nó coi khoảng tầm là 63 à mọi người. Đó. Rồi cái này chắc là em rộng khoảng tầm 2 phân á cái nhà ha. Nếu mà chị nào có rộng thì có thể là mình về mình bóp lại cho em xíu nha, còn không mình mặc vừa đẹp luôn. Rồi, em chốt thêm cái chị nè, em thấy cái chị có nhiều chị chưa có lên số điện thoại mọi người ơi. Không có số điện thoại là nó không có lên đơn được á mọi người. Lên đàm sắc nó phối bèo hả? Là cái nào ta? Để em xíu nha. Một lát nữa em vẫn còn lên mẫu á, để em coi thử. Nếu mà không có thì like sau để mọi người soạn mẫu rồi chốt với mọi người. 40kg mặc vừa size S, mặc vừa áo size S. Được á chị Emily ơi, tại vì áo thì size S thì mình nó tựa là cái chất này là gọi là chất thun á mọi người. Thì có thể là nó sẽ ôm theo người của mình được. Còn riêng quần á, ví dụ như những chị nào mà 40 cân mà eo của mình mà khoảng tầm là 60 độ về thì nó sẽ hơi rộng eo á, thì các chị có thể bóp giùm em. Còn riêng về áo, về cái size của áo và cái chất liệu thun như thế này nè, thì các chị mặc size S thì 40 cân mình có thể mặc thoải mái. Giúp em nha, yên tâm giúp em riêng, tại vì cái chất này là chất thun, nó có độ co giãn cho mình luôn. Rồi ok chị Vân Nguyễn, rồi từ từ em chuẩn bị qua mẫu luôn đây. Rồi em thấy được, gọi là tại vì nhờ cái comment tương tác trước á em không có đọc được á, mọi người thông cảm giùm em nha. Nó bị ẩn comment quá các chị ơi. Rồi 2 phút nữa em Như chuẩn bị qua mẫu, chị yêu nào chốt thì chốt lại giùm em nè. Cái áo này của em Như là sẽ có hai màu với các chị, 139 cho giùm em nha. Áo này cái chất của mình là chất thun á mọi người. Và cái chất này nó sẽ may cảm giác nó những cái đường gân 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 lên á, nó sẽ che rất là tốt những cái khuyết điểm cho mình luôn. Nếu mà chị nào thích là lấy cho em hai màu luôn, có 139 nha. Còn riêng cái quần phải lấy nha cả nhà. Cái vải này em thấy là mà các chị may mua cũng không bao giờ có cái giá 106.000. Mua một cái áo thun bình thường thôi là hồi nãy là lên cho các chị là bây giờ các chị mua ở ngoài cũng vậy ha, là cũng ít nhất là 160-170 một cái áo thun đúng không? Mà ngày hôm nay lên cái quần như thế này SML đầy đủ 3 size mà có 106.000 mọi người. 106.000 mà không chốt nữa là thật sự nhà mát không biết bán cái gì luôn nha. Rồi lên đơn sớm giùm em Như. AC6 là cái mã quần này, một tông màu hồng tím nhẹ như thế mọi người nha. Màu hồng tím nhẹ nhàng rất là cưng. Em thấy cái màu này mặc lên nha, kiểu như là ví dụ như các chị mặc mà nó dễ cảm giác, rất là thu hút luôn. Cái màu này nó rất là dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Không quá đậm nhưng cũng không quá trầm, đủ ánh nhìn cho mọi người mặc lên nó rất là đủ đẹp luôn á nha. 106 và hiện tại em còn đầy đủ 3 size cho mình. Chị yêu nào mà chưa lên nhanh lên nhẹ là cho em còn 2 phút nữa qua luôn á mọi người. À không biết là em ông biết là cái canh size chưa, tại vì em thấy là size em còn đúng 3 chiếc thôi nè. Size em còn đúng 3 chiếc cho mẫu quần này thôi nha mọi người nha. Em thấy mọi người chốt size quá trời. Rồi ok. Rồi 1 phút nữa em Như qua mẫu, chị Mộng Kha đợi em xíu nha. Tại vì các chị biết sao không? Hàng sale thì em tranh thủ là em like để em chốt cho nó gọi là nó hết luôn mọi người. Tại vì hàng nó lẻ còn có mấy chiếc á. Mỗi size nó còn lẻ cho nên là em like. Em đứng mỗi mẫu là em đứng khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi.
Đó, đích thai của em là 5 đến 10 phút thôi chứ không thể nào mà đứng tới 15 phút được, tại vì em còn một vài mẫu ở sau nữa mọi người ha. Rồi, em kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người thế nào để em tặng quà tiếp cho mọi người nha. Không biết là đủ cái lượt chia sẻ của mình là 550 lượt chưa nữa. Hiện tại là mới cấp 3, 433 lượt ở mọi người. Là mọi người lên cho em khoảng tầm 117 lượt chia sẻ nữa giúp em nha. 117 lượt chia sẻ nữa là em tiếp tục tặng quà cho mọi người. Hiện tại là gần 500 chị đang xem like của em á. Mình chia sẻ mỗi chị thêm một lần chia sẻ nữa là được nha. Mà chia sẻ là 3 đến 5 lần. Chế độ công khai giùm em, ít nhất là 3 đến 5 lần. Xong mình vào đi mình comment giúp em là cuối tuần cùng mát, tan thêm cho em 3 người bạn vào. Một lát nữa là mình đủ cái lượt chia sẻ 550 lượt em tặng quà. Còn bây giờ là các chị yêu nào mình chốt cái mọc này nữa thì mình lên đơn cho em luôn nè. AC5 là mã áo với giá 139.000. Màu đen em còn size M, còn trắng em còn đầy đủ size S, M và L. Còn buồn của em là mã AC6 giúp em là còn đủ size S, M, L giúp em nha. Nhưng mà S thì em còn tầm 3 chiếc, M thì em còn tầm 5 chiếc nha mọi người nha. Còn size L thì em sẽ chốt nhỉnh hơn. Thành ra chị nào size L thì mình tranh thủ mình chốt liền cho em để nó có size cho mình luôn nha. Quần này mặc lên cái vải đẹp lắm mọi người. Rồi em Như chuẩn bị qua mẫu nha. Các chị nào mình muốn hỏi cái gì mình comment bên dưới nha mọi người nha. Rồi ok nè mọi người. AC6 giúp em hoặc là AC5. Em Như xin phép qua mẫu luôn. Bây giờ em sẽ tiếp tục qua mẫu mời các chị mình nhé. Như yêu cầu các chị là mình là lên cái mã sản phẩm đó là 69k đúng không các chị yêu ơi. Bây giờ Hoài sẽ lên luôn cái mã sản phẩm gọi là siêu hot ở trong livestream nhé. Mẫu set của Hoài đang mặc này, lên ngay mã sản phẩm cho em sẽ là AC7 các chị nhé. AC7 là mẫu áo của Hoài đang mặc và em này đang có đầy đủ size đấy ạ. Mức giá thành của em áo này sẽ là 245.000 là giá gốc và đang được giảm trực tiếp chỉ còn cho em đó là 69.000 các chị yêu ơi. Một mẫu áo gọi là form cổ cho em sẽ là form cổ trụ này, nhưng mà cái mẫu này cổ không có quá bự nha. Cổ vừa phải sẽ không làm cho cái phần cổ của mình bị bắt hay là bị ngắn đi, mà mặc vừa phải như thế sẽ rất là đẹp đấy ạ. Phần sắt nách chị em Hoài và kết hợp cho mình đó là phần sọc ngang sẽ rất là sang cho mẫu này. Thì họa tiết của mình sẽ là trắng đen phối nhau, thì em này mình có tới tận 3 màu đấy ạ. Một cái thiết kế gọi là rất là nhiều tông màu để các chị nhà mình lựa chọn luôn. Đây hiện tại cái mã sản phẩm AC7 Hoài đang có tới 3 tông màu để các chị mình lựa chọn nha. Màu Hoài đang mặc là màu trắng đen này. Màu tiếp theo sẽ là màu xám và màu đỏ các chị nhá. Đen, xám và đỏ cho em Hoài với mức giá là 69.000 mẫu áo ạ. AC8 là mẫu chân váy của em đang mặc với mức giá là 495.000 là 500.000 và đang được giảm trực tiếp cho em Hoài chỉ còn là 249.000. Tính năng nguyên cảnh của Hoài đang mặc chỉ có mức giá là 318.000 đó chị yêu nhá. Và chân váy Hoài cũng đang có đầy đủ size ạ. Các chị xem giúp em này, chân váy chất liệu cô tông và có lớp lót ở mẫu này cho em Hoài thì em này không có lớp lót bên trong các chị mình nha. Nhưng mà mẫu này thì không có sợ mỏng đâu các chị mình. Và em chân váy này thì nhà em sẽ làm cho mình đó là cái form dập ly hoàn toàn cho em Hoài luôn. Bên chân váy thì mình sẽ có tới tận 2 màu các chị mình ơi. Chân váy thì Hoài có 2 màu để các chị mình lựa chọn nhá. Đó là tông màu trắng và tông màu xanh lá mạ này, rất là đẹp luôn. Em này gọi là xanh bơ các chị, rất là sang cho em Hoài. Và thiết kế của em này sẽ là dài quá gối giúp em Hoài nhá. Tổng nguyên set ngày hôm nay sẽ là 318.000 các chị. Chiều thích áo AC3, AC7 chốt ngay AC7, thích chân váy AC8 chốt luôn chân váy AC8 này. Hoặc là mình có thể là mua rời các chị mình nhá, mua nguyên set hoặc là mua rời cho nhà em vẫn được đấy ạ. Hoài thế thì áo này em đang mặc thì phải là chốt ngay rồi, tại vì mức giá thành quá là mềm luôn. Cái áo này chỉ có mức giá trên hoàn là 69.000 thôi, còn cái mẫu chân váy thì là 249.000. Nếu như các chị nhà mình muốn mua trước thì em nghĩ là mình nên mua mã áo trước đi, tại vì mã áo hiện tại là sẽ bán rất là hot đấy ạ. Đây Hoài sẽ dơ lại bảng áo các chị xem nhá. Chắc là bây giờ mình sẽ cho cái chân váy này trước, sau em sẽ bán mã áo trước nha. Chị nào đang thích áo là phải chốt ngay mã sản phẩm giúp em. Cái áo này không có khó mặc hay là không có kén dáng người mặc đâu các chị. Tại vì nhiều lúc Hoài nghĩ là các chị thấy là cái phần sắt nách các mình sợ là kiểu như là khó mặc ấy. Nhưng mà sắt nách thì Hoài thấy là cũng không khó mặc đâu các chị mình ơi. Hoài đang thấy lên AC8 rất nhiều, AC7 lên cũng rất là nhiều này. Đó chị Phương Quỳnh kêu là đi đu mẫu từ lý trích qua đây luôn. Các chị mình ơi, chị em là em đi tùm lum hết các chị mình. Nhưng mà đợt này là Hoài cũng rất là hạn chế luôn. Có nghĩa là Hoài không có nhận đi nhiều nơi đâu các chị mình. Tại vì thời điểm hiện tại là em chỉ có đóng đô một bên thôi các chị mình ạ. Là các chị mình thấy em ở đâu thì mình cũng kiểu như sao nhỉ, gọi là ủng hộ tất cả các shop có em Hoài các chị mình nha. Đúng rồi, hôm nay free ship
nhưng mà chỉ với receipt hóa đơn trên tổng cộng đó là 300k thôi chị yêu nhá. Hóa đơn trên 300k thì hôm nay mình sẽ được free ship chị yêu nha. Hóa đơn dưới 300k thì hôm nay Hoài sẽ không free ship cho các chị mình được đâu ạ. Trời ơi, 53 cân mặc váy AC8 thì mặc size gì? Chị ơi, 53 cân mặc váy AC8 trên Hoài size M thì chị yêu, mẫu chiếc váy Hoài đang mặc này, đây 249 ngàn, có cho em Hoài hai màu nhá, màu trắng và màu xanh lá, tại vì thật sự là cái tay của Hoài không thể nào cầm xuể được. Và bây giờ đơn hàng lên rất là nhiều nên chắc là Hoài sẽ chốt mã áo trước, sau đó thì mình sẽ chốt mã chân váy các chị yêu ha. Rồi chị nào thích mã áo thì mình chốt mã áo này. À cái chân váy để đây cũng thấy đấy các chị yêu. Em thấy là cái máy để đây vẫn thấy cái mã chân váy đấy. Thế chị nào muốn chốt chân váy mình cứ chốt chân váy thêm Hoài nha. Chân váy Hoài sẽ để hai màu cho mình đó là màu trắng và màu xanh. Còn cái mã áo của Hoài đang mặc thì sẽ là ba màu đỏ, màu xám và màu Hoài đang mặc là màu trắng đen phối này. Quá đẹp luôn các chị ơi, đơn hàng đang nổ lên liên tục ạ. À. AC7 69.000. Các chị nhà mình đi đâu mua được cái mẫu áo này 69.000 ạ. Hoài nghĩ là chỉ có đến với Mark thôi, và cái sản phẩm này gọi là sản phẩm Hoài tri ân đến các chị mình trong line nha. Bình thường sẽ không bao giờ có mức giá giảm này đâu, nên là hôm nay mình đang cảm giác là sản phẩm này vừa túi tiền với mình này thì phải nhanh, thật là nhanh tay nha. Áo co giãn mẫu này rất là co giãn rất là nhiều các chị ơi, đây Hoài sẽ kéo các chị xem. Áo này co giãn cực kỳ nhiều nha. Đây tại vì là nếu như kéo trên người Hoài thì không có tiện lắm và tay của Hoài đang cầm hơi nhiều, nhưng mà Hoài sẽ kéo các chị xem. Áo co giãn rất là nhiều và cực kỳ thoải mái luôn. Chất cô tông cho em là thun gân các chị nhá. Cô tông dạng kiểu như là phối thun gân rất là đẹp cho em Hoài luôn. Thì mẫu chân váy cho em Hoài sẽ là cô tông mà các chị xem giúp em. Hoài đang mặc cái chân váy đây không có sợ mỏng đâu các chị ạ. Mình chất vải cho em Hoài sẽ là vừa phải nhá. Mình không có sợ mỏng quá đâu, tại vì đối với cái mã chân váy Hoài mặc màu trắng là cái mẫu sợ mỏng nhất rồi đấy. Các chị nhà mình hay là kỵ màu trắng, có nghĩa là sợ là mặc nội y bên trong nó sẽ lộ hay như thế nào, thì Hoài đảm bảo các chị mình luôn là mẫu này rất là ok. Nhưng mà khi mà mình mặc màu trắng thì mình cũng nên tinh tế cho Hoài một xíu, đó là mình nên lựa chọn những cái form gọi là cái đồ trong bên trong màu hơi tệp màu da một xíu các chị nha, chứ mình cũng đừng nên là lựa màu nổi quá. Dù là sản phẩm có đẹp tới mấy, có dày tới mấy thì em nghĩ cũng không thể nào che được những cái sản phẩm gọi là màu quá nổi đâu, là mình cũng tinh tế khi chọn sản phẩm giúp em Hoài một xíu ha. Form cổ này các chị mình xem giúp em này, sát nách áo cổ là áo cổ trụ, và sát nách này thì nó không có bị kiểu như bị thô hay là bị phô lên cái phần vai của mình, tại vì đồ với cái vai của Hoài là một cái bờ vai rất là ngang và rất là to rồi, tại vì các chị xem bắp tay của em có nhá, nhưng mà Hoài mặc những mẫu này Hoài vẫn rất là tự tin. Nên các chị yêu nào mà ví dụ như cứ tự tin là đẹp cho các chị nhà mình nên nhanh tay chốt đơn ngay trên Hoài này. AC7 trắng đen cho chị Hải Nguyễn, ok chị Liễu Bích luôn, ok chị Tiến Nguyễn Hoài chốt đơn này, chị Hằng Nga Hoài chốt AC8 nhá. Rồi các chị nhà mình ơi nhanh tay chốt đơn ạ. Rồi ok chị Thanh Nhàn Hoài chốt AC6 và chị Hằng Nga Hoài chốt AB8 cho các chị AC8 trước. Các chị mình lên đúng cú pháp giúp em nhá. AC7 là mẫu áo của Hải đang mặc, AC8 là mẫu chân váy của Hải đang mặc. Em này thì các chị nhà mình có thể mix match rất là nhiều cách, có nghĩa là mình không cần mua nguyên set cho em Hải cũng được. Nguyên set thì sẽ là 318.000 và đang có đầy đủ size nha. Còn nếu như mình chốt áo không sẽ là 69.000, chân váy không sẽ là 249.000. Mình mua áo không này, mình phối cho em Hải với quần jean. Em nói cái áo này mà phối quần jean thì phải gọi là siêu đẹp luôn và siêu sang, siêu hách dáng cho chị mình đây ạ. Mình chỉ cần xương xưa là mặc cái áo của Hải đang mặc phối với áo jean thôi là đẹp, các quần jean thôi là đẹp các chị nhá. Hoặc là mình phối cho em Hải với quần tây, quần jean hay là quần đùi cho em Hải cũng đều rất là đẹp. Mình phối chân váy dáng A cũng được, không phải nhất thiết cho em Hải là phối với cái những cái mẫu như Hải đang mặc là một cái chân váy khá là nữ tính các chị. Nhưng em thấy cái áo kiểu dáng sát nách này mình phối quần jean là có thể là đẹp nhất các chị nhá. Phối cho Hải với quần jean đi sẽ siêu đẹp đấy ạ. Và tính ra 69.000 thì các chị mình hôm nay mình mua luôn 3 màu đấy các chị ơi. 69.000 mình mua luôn 3 màu đi ạ. Về mặc thay đổi tính ra thì cũng không có bao nhiêu hết các chị, mình nhá, mới có 200 không đến 201.000 ba chiếc luôn các chị ơi, nên là hôm nay mình mua luôn 3 màu để mặc thay đổi chị ơi. Là mình thích set này thì mình chốt ngay cho em Hoài này. Rồi AC7 màu tìm cho chị Trang Nghiêm. Đây Hoài sẽ dơ màu các chị xem nhá. Đây là cái tông màu cho em Hoài là tông màu đỏ sọc trắng các chị ơi, đỏ sọc trắng. Em này sẽ là xám sọc đỏ nhá, không phải màu tím đâu các chị. Không, ủa sao lên live thấy nó thành màu tím ta? Cái màu này không phải màu tím đâu. À, nói chung là ở ngoài sẽ là màu kiểu xám xám tím tím thôi các chị nhá, chứ không phải là tím hẳn đâu. Là mình cứ chốt cho em Hoài là sẽ là tông màu xám hơi tím nhẹ nhá. Thực ra là có hơi ánh tím là do kiểu như là do cái do là cái màu đỏ nó bị tệp vào các chị mình, nhưng mà thực ra em này không phải là màu tím đâu nha. Nói chung các chị mình ra ngoài nó sẽ là hơi xám nhẹ giúp em Hoài. Và mức giá hiện tại đang rất là mềm. Rồi ok chị yêu Thu Hiền Hoài chốt cho mình AC7 màu đen này. AC7 cho chị bé ngốc luôn. Cái sản phẩm Hoài đang lên cho các chị mình là cũng là một trong những sản phẩm gọi là cuối, về cuối line rồi đấy ạ. Nên là mức giá thành rất là mềm, và xíu nữa như còn lên một cái set mới nữa là mình tranh thủ thích set nào là chốt luôn cho em Hoài bằng cách đó là lên cú pháp này. Mã sản phẩm, dấu cách, số thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công. Hoài sẽ kiểm tra được chia sẻ các chị thêm một lần này. Nếu như lời chia sẻ của các chị mình ok thì có thể là Hoài sẽ tiếp tục chơi mini game với các chị mình được đấy ạ. Rồi mới có 443 lượt chia sẻ thôi các chị ơi, tiếp tục chia sẻ giúp em Hoài nha. Lượt chia sẻ càng cao thì khả năng trúng quà của mình càng nhiều đấy ạ. Rồi các chị nhà mình ơi,
chờ em một xíu chị Vân Nguyễn ơi, hiện tại là Hoài vẫn đang chốt đơn rất là nhiều và các chị nhà mình lưu ý giúp em Hoài là Hoài sẽ cố gắng là lên mẫu rất là nhanh, nhưng mà Hoài sẽ qua mẫu tùy theo tương tác của khách hàng nha. Có nghĩa là khách hàng vẫn đang chốt đơn thì Hoài chưa có qua mẫu được đâu chị yêu ơi. Là chị nào mà đang thích set của em đang là mặc thì nhanh tay chốt ngay, em chỉ chốt tầm 3 đến 4 phút cuối cho mẫu này thôi. Sau đó thì Hoài sẽ để Như qua luôn mẫu cuối và sau đó thì em và Như sẽ tiếp tục review lại tất cả các mã sản phẩm ở trong live cho các chị mình. Là mình thích mẫu nào là mình cứ chốt đơn nhá. Lên đầm sắc nách viền bèo hạ eo đi ạ. À, chị Linh Nguyễn ơi, hôm nay Hoài không có lên đầm mẫu đó rồi chị yêu ơi. Tại vì là hiện tại thì Hoài còn một cái set cuối live nữa thôi, là em đã dành thời gian để review lại tất cả các mẫu sản phẩm có trong live rồi. Nên hiện tại là chị nào đang ở trong livestream này thích mẫu này là mình phải chốt ngay cho em nhá. Bây giờ mình đang ở phút thứ bao nhiêu? Em Hoài đang ở phút thứ 10 rồi và đúng phút thứ 13 là Hoài sẽ qua mẫu nhá. 3 phút cuối cùng để mình chốt set này, tại vì thật sự là sẽ không bao giờ các chị mình gặp lại cái em set của em Hoài đang mặc ở trong live nữa đâu. Tại vì cái set này là một trong những gọi là cái set gọi là best seller và mức giá giảm đang rất là mềm. Là chị nào mà thích sở hữu ngay em này là phải thật là nhanh tay nhá. Giá chân váy Hoài có hai màu chị ơi, đó là màu xanh cổ ngách cái gọi là xanh lá mạ đấy, xanh bơ, và cái màu Hoài đang mặc là cái màu trắng nhá. Hai cái tông màu rất là dễ mặc và Hoài đang treo rõ lên để các chị mình xem rồi đấy ạ. Các chị mình ơi, comment mini game thì đừng quên là chia sẻ giúp em Hoài nha. Phải có chia sẻ thì Hoài mới có thể là tiếp tục mở ra chương trình mini game cho các chị nhà mình đấy ạ. Nên là các chị nhà mình này, comment thì nhớ chia sẻ giúp em Hoài thật nhiều. Rồi nhanh tay các chị ơi, mình còn thời gian rất là ít đấy ạ. Ok chị Anh Việt Nguyễn này, Hoài báo lại giá cho những chị mới vào sau nhá. Áo Hoài đang mặc là AC7 ạ. AC7 với mức giá sẽ là 69.000 là mức giá giảm duy nhất ở trong line. Hôm nay các chị nhà mình mua hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship này. Và mình mua hóa đơn từ 495.000 mình được free ship và giảm trực tiếp thêm 50.000 trên tổng hóa đơn. Không có hả? Ủa có, các chị nhà mình ok, cái này thì Hoài sẽ báo các bạn nhà mình sau nha. Nên là các chị nhà mình chờ em một xíu ạ. Rồi nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm kèm loại cho em Hoài ạ. Rồi lên ngay mã cho em phần trên là AC7 kèm loại cho em Hoài. Rồi các chị yêu ơi, mình thích mẫu nào là mình phải tranh thủ chốt đơn ngay cho em. Cái size số nhà em hiện tại vẫn còn đủ cho set này mà mình mặc đi chơi được này, đi làm được, đi tiệc được cho em Hoài nhá. Và mình có thể mix match rất là nhiều cái phong cách. Tại vì hiện tại Hoài đang mặc thì hơi nữ tính một xíu, nhưng mà mình có thể là phối theo kiểu phong cách sport một xíu cũng được này, hoặc là phong cách kiểu như lịch sự để mình mặc đi làm cho em Hoài kiểu như đứng ra một xíu. Thì mình có thể dùng cái áo này phối với quần tây, hoặc là dùng cái chân váy của em phối với áo sơ mi sẽ rất là sang đấy các chị mình nhá. Chân váy chỉ có 249.000 thôi chị yêu ơi. Rồi cuối tuần của mát thì phải chia sẻ livestream thật nhiều nha chị Mỹ Loan ơi. Tại vì hiện tại là nếu như lượt chia sẻ của mình không đủ thì Hoài sẽ không có chơi chương trình mini game tiếp theo cho các chị nhà mình được đâu nhá. Chị chip Hoài chốt AC7 này. Hôm nay em chỉ free ship đơn hàng trên 300k thôi chị ơi. Hóa đơn trên 300k thì mình sẽ được free ship nhá. Ví dụ như nguyên cảnh của Hoài đang mặc mình chốt nguyên cảnh của em đang mặc thì chắc chắn mình sẽ được free ship đấy ạ. Tại vì nguyên cảnh của em Hoài đang mặc chỉ có mức giá là 318.000 thì đã quá 300.000 mà mình sẽ được free ship nguyên cảnh của Hoài đang mặc nhá. Nên chị nào thích set của em đang mặc thì lên mã cho em Hoài này, đó là AC7 kèm cho em AC8 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình ha. Rồi các chị nhà mình nhanh tay chốt đơn và Hoài đang chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. Nên là mình thích mẫu nào là phải chốt thật nhanh. Em sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị nhà mình một lần nữa. Thật sự là rất là muốn tặng món quà tiếp theo cho các chị nhà mình, nhưng mà phải tùy thuộc vào lượt tương tác của các chị em mình nữa nha. Tại vì sếp kêu là phải được 550 lượt chia sẻ thì Hoài mới tặng quà cho mình được đấy ạ. Nên các chị mình cố gắng là chia sẻ livestream giúp em thật nhiều ạ. Nếu như mà lượt chia sẻ của mình không đủ thì chắc là xíu nữa Hoài sẽ tặng quà cho mình sau nhá. Ok chị Bích Ngọc, Hoài chốt AC7 luôn này. Các chị nhà mình phải thật là nhanh tay đi, tại vì Hoài chỉ còn 2 phút đếm ngược chứ thì mình thôi. 2 phút cuối đếm ngược và sau đó Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu mới với các chị, mình phải chốt đơn thật nhanh. Cái chân váy này đẹp lắm các chị. Chân váy xếp lim may rất là tốn vải nhá. Tính ra cái em này lên áo cho em là thun gân, chân váy sẽ là cô tông các chị yêu ha. Chân váy cái mẫu này may cực kỳ tốn vải luôn. Nhưng mức giá giảm cho em Hoài chỉ có cho em đó là 249.000 mã chân váy này. Là mình thích mã chân váy là mình phải chốt thật là nhanh tay cho em Hoài. Còn mã áo của em Hoài đang mặc thì mức giá quá là mềm rồi, chỉ có 69.000 thôi chị yêu ơi. Là các chị nhà mình mà không chốt hôm nay thì chắc là khả năng hôm sau sẽ không bao giờ gặp lại cái em này đâu ạ. Các chị nhà mình có thể là chốt luôn 3 màu để mình mặc thay đổi nhá. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ đọc lại tông màu và mã cho các chị mình và sau đấy em sẽ tiếp tục qua mẫu nha. AC7 là mẫu áo của Hoài đang mặc, mình sẽ có 3 màu, đó là màu xám này, màu xám này, màu đỏ và màu Hoài đang mặc là màu đen phối trắng các chị mình nhá. Với mức giá trên là 69.000. Mẫu chân váy của em Hoài đang mặc đang là 249.000, là mã chân váy em đang có màu cho mình đó là màu trắng và màu xanh cồm đấy các chị, gọi là xanh bơ rất là đẹp luôn. Thì chị nào quan tâm mẫu này nhanh tay chốt mã là AC7 cộng AC8 để chốt nguyên set với mức giá đó là 318.000 nha. Thích mẫu nào là lên đơn ngay mẫu đó các chị ha. Lượt xem các chị đang rất là cao luôn và bây giờ chắc là Hoài sẽ mời Như qua mẫu trước, thì sau đó nếu như các chị nhà mình cần thì em sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm và em sẽ giới thiệu lại set của em đang mặc sau các chị ha. Rồi bây giờ mình đã sẵn sàng qua mẫu mới cho các chị ơi.
Chưa. Không biết là các chị nào trả lời chưa. Trời ơi, cái xét nha mọi người. Đố mọi người em cao mấy nhiêu á. Xuất sắc. Hách dáng dễ sợ. Rồi mọi người ơi, vào liền cho em cái xét này nha cả nhà. Vào liền nè. Chị nào chưa vào là vào liền cho em. Tại vì cái xét này đẹp quá. Cái quần quá thần thánh. Nhưng mà số lượng thì còn ít lắm luôn á các chị. Cái quần này hiện tại của em á, là số lượng là nó còn bị lẻ sai. Các chị ơi đừng bỏ lỡ cái quần này nha. Còn với cái áo thì em khỏi phải nói, em phối nguyên một cái set như thế này. Ra đường mà hổng mai gọi là hổng chói chang là hổng chịu nha. Ra đường là ai cũng phải nhìn luôn. Đúng không mọi người, mình mặc đẹp là ai cũng phải nhìn luôn. Mà nguyên cái cây như thế này là xuất sắc. Em phải nói là điểm là 100 trên 100 luôn á mọi người. Rồi bây giờ này các chị lên cho em liền nha. Đây cái mic Nana nó kéo cái cổ hơi xuống xuống nha. Không, để em cầm luôn. Để em cầm cái mic em nói này nè. Nó bẻ ngược cái cổ áo em lại. Rồi ok. Rồi mọi người nha. Riêng cái set này của em với cái áo của em á, là cái chất này là chất thun rồi. Cái tông màu này để em xem. Một tông màu áo duy nhất. Riêng cái áo này em chỉ có một tông màu thôi. Còn chiếc quần em có tới 3 tông màu trắng, màu hồng với một tông màu xanh rêu nữa. Cái tông màu xanh nó gọi là tông gì chút mà em hỏi mọi người. Chứ cái màu đó nó hơi lạ lạ nha. Rồi lên cho em liền cho em là mã gì đây. AC9 nha các chị. Áo 139.000. Một tông màu duy nhất nha. Ở trên phần cổ mình sẽ có một cái đường nút cài như thế này, rất là xinh xắn. Và cái chiếc áo này nó sẽ có dạ quang á mọi người nha. Với những cái chữ này nó sẽ có gọi là dạ quang. Khi mà mọi người đi mà ánh đèn tối tối nó chiếu chiếu và nó sẽ phản quang lại rất là đẹp luôn. 139.000 AC9. Còn chiếc quần này của em là gì đây? AC10. Ui cái quần 299.000 thôi. Cái quần gần 500.000, 495.000 giá gốc mà ngày hôm nay sale cho mọi người 299.000. Ôi mọi người ơi, cái chất này của em á, nó là kiểu là nó là chất mà kiểu như là hàng mà cái vải của nó y chang như cái chất lụa mềm luôn á mọi người. Rất là đẹp nha. Màu trắng nè, em mặc màu trắng em phối chung với cái tông màu xanh là mà nó không có bị nổi, là kiểu như là không bị lộ, là mọi người biết là cái vải nó không bị mỏng rồi. Cho nên các chị yên tâm. Tại vì khi cái tâm lý của các chị em nhà mình mua mà hàng mà quần màu trắng, đồ màu trắng là chỉ sợ bị mỏng, là chỉ sợ bị lộ khuyết điểm nè. Đó, lộ những cái khuyết khuyết vùng bụng, vùng eo hay gì đó, đúng không? Còn riêng cái mẫu này hiện tại này, tại sao em mặc màu trắng? Tại vì nếu em mặc cái tông màu đen hay là cái tông màu kiểu tông màu hồng, tông màu xanh hay là tông màu hồng cũng được. Nhưng mà hai tông màu này thì các chị sẽ thấy là nó sẽ dễ mặc hơn. Còn với tông màu trắng các chị nghĩ là nó sẽ thấy được khuyết điểm nhiều hơn. Thì em mặc để các chị thấy là em phối chung với một cái tông màu xanh lá. Một cái tông màu xanh này nó không thể nào chói chang hơn được. Để mà các chị thấy là cái quần của em nó cũng không bị mỏng. Tại vì khi mà livestream 3 nhánh đèn nó chiếu thẳng vào trong người em, nếu mà có khuyết điểm là nếu mà bị lộ là các chị sẽ thấy liền. Còn đây các chị thấy là không hề bị lộ. Quá xuất sắc, cái chất vải rất là dày dặn, mọi người yên tâm cho em. 299.000. Rồi lên cho em liền nha. Cái này em báo size cho mình luôn nè mọi người. Màu trắng em còn size M với size XL. Hai size. Màu hồng thì em cũng còn size M với size XL. Ui cái quần này thì bình thường lại hết size XL mà hôm nay lại có size XL. Còn cái màu xanh, cái này là gọi là màu xanh đúng không mọi người? Màu xanh này xanh gì ta? Đây là màu xanh nha mọi người nha. Rồi, màu xanh này em còn hai size là L, có nghĩa là em sẽ còn size L cho với lại XL. Chị nào mặc size M, size L, size XL thì chốt lệ cho em. Rồi mình có thể cho em canh size luôn nha. Mình cho em xin cái size. Ngày hôm nay chị nào 60-65 cân chốt liền. Em nói thật sự với các chị, ngày hôm nay chị nào mà size lớn mình không lấy cái này là tiếc. Tại vì trên thị trường các chị mua cái vải, cái quần này nè, siêu hách dáng này không bao giờ dưới cái giá mà 400 ngàn hết đó. Mà size lớn rồi thì em nói là giá nó rất là cao. Mà ngày hôm nay nhà mát lên cho các chị cái quần này có 299.000 thôi. Mình lấy cho em luôn cả set này đi. Áo này em có 100 áo này thì em có một tông màu thì thôi nha. Rồi nhanh tay chốt đơn dùm cho em nè. Em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều nè. Rồi mã sản phẩm là AC9 và AC10 giúp em. Rồi chắc là chuẩn bị là em kiểm tra cái lượt chia sẻ của mình. Nếu mà đủ 550 lượt chia sẻ, em Như sẽ tặng tiếp phần quà cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Tặng tiếp cái phần quà cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi hiện tại là 460 lượt rồi mọi người ơi, cố gắng chia sẻ lên cho em là đủ 550 lượt để một lát nữa em tặng luôn cái phần quà ngày hôm nay nha. Em vẫn còn một cái phần quà trong chương trình live ngày hôm nay luôn. Rồi cuối tuần cùng mát thì mình comment cho em là cuối tuần cùng mát, tăng thêm cho em 3 người bạn vào, chia sẻ cho em ít nhất là từ 3 đến 5 lần chế độ công khai giùm em. Rồi mình vào đây mình tương tác thật là nhiều, mình comment thật là nhiều thì cái tỷ lệ mà trúng game của mình rất là cao nha. Còn bây giờ nè, AC9 là cái áo của em, còn AC10 này chị nào xoay có thể là bóp lại giùm em. Hiện tại em vẫn đang mặc size M.
Em đang kẹo đằng sau tại vì nó hết size S rồi mọi người. Và mọi người nhìn nè, cái lưng quần nhà mát may rất là cao, thành ra mình mặc rất là hách dáng. Có nhiều chị hỏi em là em ơi chị cao 1m55 mặc được không nè, rồi 1m52 mặc được không, thì em xin thưa với các chị luôn là cái quần AC10 này của em các chị nên lấy mặc rất là hấp dáng. Nếu mà cái quần này là quần ôm hay là quần ống loe hay là quần những cái quần mà kiểu như là nó ôm xít vào, các chị mặc lên nó sẽ không đẹp. Nhưng mà riêng về cái quần ống suông như thế này nè, riêng về cái quần ống suông như thế này là các chị mặc auto là hách dáng, auto là che khuyết điểm, không thể nào lộ bất kỳ khuyết điểm nào. Cái quần hách dáng này mình mặc đi chơi cũng được nha, mình mặc đi làm cũng được, hay thậm chí các chị mặc đi tiệc, các chị phối cho em áo kiểu rồi lên, rồi mang thêm cho em riêng cái quần này, mang cho em thêm cái đôi cao gót lên khoảng tầm 3 đến 5 phân thôi, đó là đủ đẹp rồi mọi người nha. Nếu mà chị nào dưới mét sáu khoảng tầm 50-55 thì lên cho em là 5 đến 7 phân là được nha. Rồi mã AC10 299.000, chị nào không chốt là tiếc nha. Rồi áo này thì em còn size S và size M giúp em. Áo thì em còn 2 size S và M thôi nha cả nhà nha. Chị nào mà mặc size S, size M thì lấy mã áo giùm em nha. Rồi để em xem thử nè. Nó bị ẩn comment nhiều mọi người thông cảm giùm em nha. Em thấy mọi người đang lấy mã áo rất là nhiều này, AC9 nè. AC9 nè mọi người cưng quá ha. Cái phần này một lát nữa thì em bỏ cái form áo đây thì nó là kiểu như là áo thun ôm luôn á mọi người nha. Form của chị tới đâu nó đi tới đó luôn. Phong các chị tới đó đi tới đó, mà cái tông màu này hình như là cái tông màu nó rực rỡ, nó sáng chói nhất trong cái live stream ngày hôm nay của em. Còn bây giờ chị nào chốt nữa thì tranh thủ giùm em. Cái mẫu này hình như là cái mẫu cuối của ngày hôm nay rồi. Một lát nữa em sẽ review hết tất cả các sản phẩm của ngày hôm nay cho các chị nhà mình luôn, cho những chị nào mình vào sau mình chưa có chốt được á. Rồi, chị Trương Mỹ Linh ơi, chị cho em xin số điện thoại luôn nha. Hiện tại là em sẽ có màu trắng nè, màu hồng và tông màu xanh. Màu trắng với màu hồng thì em còn size M với size XL. Còn tông màu xanh thì em còn size L với size XL. Các chị yêu nhà mình lấy cái màu nào mình cho em như xin cái màu, cái mã, cái size luôn nha mọi người nha. AC10 299.000. Mọi người nhận hàng về kiểm tra hàng, mọi người xem thử là cái quần 299.000 nó có chất lượng hay không. Đường nào mọi người sẽ quay lại. Nhưng mà bây giờ này em báo luôn là cái màu trắng này, cái size M em còn 2 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhá. Màu trắng còn 2 chiếc cuối cùng size M thôi mọi người. Màu trắng này mặc lên không có bị lộ đâu, yên tâm giùm em. Em đang phối cái lông màu xanh mà mọi người thấy là nó không hề bị mỏng là các chị biết rồi đó. Em như cao có 1m58 mà mặc cái quần lên y chang 1m7. Ở ngoài nhìn y chang 1m7 luôn mọi người, rất là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ là khoảng tầm là 1 phút 30 giây nữa là em sẽ review lại sản phẩm nha. Chị yêu nào mình chưa chốt được mình tranh thủ giùm em. Quần em có size L, ngày hôm nay chị nào mà size L là phải chốt giùm em, là phải chốt giùm em. Cái quần có 299.000, bình thường á là 495.000 là các chị nó ôi nó đã gọi là cái giá đã mềm so với cái hàng mà thiết kế rồi đó các chị, mà hôm nay em còn sale tới 299.000, mình bỏ lỡ thì nó tiếc quá. Bữa sau mình quay lại thì có thể là hàng mát sẽ vẫn may thêm, nhưng mà nó không có cái giá này nha mọi người nha. Hàng sale, hàng lẻ size thì là sẽ lên giá ưu đãi, cho nên nếu còn size, nếu còn gọi là cái màu của mình ưa thích thì mình nên lấy cho em ha. Rồi màu trắng, màu hồng, màu xanh chị yêu nào chốt chút lẹ giùm em. Rồi bây giờ chắc là em chuẩn bị em sẽ mời chị Hoài vào để mà review lại tất cả các sản phẩm cho các chị yêu nhà mình luôn nhá. Rồi em kiểm tra lượt chia sẻ là một lần, nếu mà đủ 550 lượt thì em nhờ tặng quà, còn nếu không đủ thì chắc là em phải dành cái phần quà tặng này cho cái live stream tiếp theo nha mọi người nha. Rồi chị vào review lại luôn ha. Ok, bây giờ thì chắc là Hoài sẽ đồng hành cùng bạn Như để review lại tất cả các mã sản phẩm đã có trong live với các chị nhà mình. Thì hôm nay hiện tại là Hoài và Như đã lên tổng cộng giúp các chị mình rất là nhiều sản phẩm rồi. Bây giờ các chị mình ơi, mình sẽ bắt đầu là review lại tất cả các mã sản phẩm này. Trong lúc mà Hoài và Như review thì thứ nhất là mình có thể chốt đơn luôn bằng cách đó là lên cú pháp mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài để được chốt đơn hàng thành công. Hoặc không nữa thì mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox trực tiếp cho nhà em để có ngay mức giá giảm nha. Với lại là thật ra những cái sản phẩm này nếu như mà mình yêu cầu xem kỹ sản phẩm nào thì Hoài và Như sẽ giới thiệu cho mình kỹ đấy ạ. Rồi bây giờ là em sẽ giới thiệu lại như mọi người nha. AC trắng là cái quần size M em chỉ còn 2 chiếc thôi. Mọi người lấy cái mã AC10 này của em á, em còn 2 màu, màu xanh với màu hồng nữa nha mọi người nha. Rồi em review lại ha. Ok, đây là mã sản phẩm đầu tiên cho các chị mình nhá. Mã sản phẩm đầu tiên cho các chị mình sẽ là AB1 các chị mình nhá. Đây em sẽ cầm dùng chị hai cái đi. Ok, AB1 là mã sản phẩm áo dây này các chị mình ha. Em này đang có mức giá giảm của em này sẽ là 255 giảm tiếp còn 169.000 ạ. Mẫu áo dây này lên chất liệu cho mình là lụa và em này sẽ có tới tận 4 màu để các chị mình lựa chọn luôn. Đây màu hồng da này, màu đen này, màu cam và màu xanh minh cho em Hoài. Với mức giá chỉ có 169.000 thôi và em này đang có đầy đủ size để các chị mình lựa chọn đấy ạ. Chị thích AB1 chốt ngay AB1 kèm số thoại cho em Hoài nhá. Hoặc là mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em các chị yêu ha. Rồi AB1 giúp cho em Như nha cả nhà nha. Chị yêu nào mình lấy thì mình tranh thủ mình lên đơn sớm giùm em luôn.
Rồi tiếp theo sẽ là mã chân váy nha mọi người nha. Rồi ok. Cái quần chứ. Tiếp theo mình sẽ lên một cái mã quần rất là hot của nhà em luôn. Chắc là quần này thì Hoài nghĩ là nhiều chị khách hàng của nhà Mark đã có trong tủ rồi. Em thì lên mã sản phẩm cho Hoài sẽ là AB2 các chị nhá. AB2 với mức giá gốc là 395.000 và đang được giảm trực tiếp còn 249.000 đấy ạ. Em này thì mình cũng đang có đầy đủ size luôn và hiện tại Hoài đang có 3 tông màu này. Màu B, màu hồng và màu đen với chất liệu trên Hoài là kaki nhá. Bọn em mặc rất là thích đấy các chị mình ơi. Một trong những mã sản phẩm gọi là mix match sản phẩm rất là ok luôn và phối được rất là nhiều sản phẩm đấy ạ. Rồi cái quần short này thì em thấy là cái chị lưng ấy, cái lưng quần của mình rất là cao. Thành ra các chị mặc lên nó rất là hách dáng. Cái này thì em thấy là cái chất liệu này mình mặc lên rất là mát, kiểu như là kaki các chị ha. Mặc lên cực kỳ mát và dễ phối đồ. Cái quần nó bèo bèo như thế này nó cũng sẽ che bớt đi khuyết điểm trong cái chân của mình, nó rất là thon và cực kỳ gọn nha. Ba tông màu này rất là dễ phối đồ và cực kỳ tôn da tôn dáng chứ không mà bị kén đó mọi người. Chị nào nào lấy lẹ giùm em, tại vì bây giờ em chỉ review lại cho những chị nào mình chưa có xem được từ đầu like tới giờ. Mình có thể xem lại cái mã sản phẩm cũng như là giá để mình chốt đơn nha mọi người nha. Mà mức giá rất là mềm các chị nhá, chỉ có 249.000 mã chân váy này thôi, nên là chị yêu nào mà thích quần trước, các chị mình thích quần này là mình phải chốt ngay. Tại vì thực ra cái form này nó gần giống như chân váy đấy các chị yêu, nên là Hoài và Như thì hay bị lộn kiểu như là quần thành chân váy ấy. Là chị nào mà thích mẫu đó là mình cứ chốt đơn nha. Đây tiếp theo Hoài lên một cái mã sản phẩm tiếp theo các chị mình này. Cái em này hình như là cái mã sản phẩm này sẽ là AB5 các chị mình nhá. Vậy là mình đang thiếu một cái set ở giữa ta. Cái mẫu này sẽ là AB5 các chị mình ơi. AB5 là mẫu này cho em Hoài. À cái này. Đây cái này là AB3. Rồi ok các chị mình nhớ. Mẫu sản phẩm cho em Hoài này AB3 cho em Hoài. Em này có size đầy đủ cho mình là S, M, L và sẽ XL luôn. Thì đặc biệt là cái em này là có tới size lớn lận các chị mình. Một chiếc áo lụa cổ đổ cho em Hoài rất là đẹp nha. Mẫu này lên mã sản phẩm AB3 này 425.000 và đang giảm tiếp chỉ còn 129.000 thôi. Rất là đẹp nhưng mà thực ra cái em này rất nhiều chị là sợ mỏng ấy. Thì Hoài báo trước là thật ra thì vải nó cũng hơi mỏng xíu nhá. Nhưng mà mình có thể mặc phối bra bên trong hoặc là phối cho em những cái mẫu áo mà gọi là áo trong cùng màu thì nó sẽ không sợ bị lộ hay là kiểu như là bị xấu đâu các chị ơi. Là lâu lâu mình kiểu như mặc nửa kín nửa hở xíu sẽ rất là sang. Tại vì cái phần này là cổ đổ thì chị rồi. Thì sẽ không bị hở đâu. Tại vì những cái vải này em thấy là có đường vân trên cái vải luôn rất là đẹp nha. Cái chị giật cái áo kiểu nó sẽ giống như là tơ lụa tơ đó mọi người. Mềm mại uyển chuyển nha mọi người nha, rất là bay bổng luôn. Cái phần cổ đổ này các chị mặc lên siêu hách dáng, vòng một của mình nó lên nó tôn vòng một rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em là AB3 giúp em nha. Có tới size XL luôn. Thành ra chị nào 64 65 cân đổ về là mình vẫn chốt đơn thoải mái, cái áo này rất là sang nha. Rồi và hiện tại thì Hoài nghĩ là nhiều chị cũng đang rất là quan tâm những mẫu này và Hoài muốn tư vấn kỹ hơn một xíu ấy, thì cái mẫu này này, thứ nhất là mình có thể mặc theo kiểu công sở này hoặc là mình phối cho em với chân váy bút chì mít mắt rất là đẹp luôn các chị mình ơi, các chị xem giúp em. Và trên cái đường vân của em này thì gọi là, thực ra thì Hoài thấy hơi khó diễn tả cái mẫu này nhưng mà nó sẽ có được cái đường vân ở trên cái chất liệu lụa này thì rất là đẹp cho em Hoài luôn. Đây em sẽ để gần các chị xem nhá. Đây để gần các chị xem cái đường vân lụa này rất là đẹp luôn các chị nhà mình, và mức giá cho em chỉ có là bao nhiêu ạ? 129.000. Trời, nghe cái giá là quá bất ngờ luôn. Hoài đang nghĩ là mẫu cái áo lụa này thì bán ở ngoài cũng phải tầm là 300-400 ngàn, là một cái mức giá gọi là rất là mềm rồi, nhưng hiện tại Hoài chỉ chốt mức giá này với mức giá là 129.000 và chỉ chốt duy nhất trong line thôi nha. Đặc biệt em này có tới size XL. Rồi bây giờ chắc mình sẽ qua mẫu này luôn các chị nhá. AB3 kèm loại một màu duy nhất cho em là màu trắng ạ. Bây giờ là mọi người phải tranh thủ chốt, tại vì sau like nhiều khi là nó hết hàng hoặc là hết size mọi người, cho nên còn like thì mọi người tranh thủ chốt đơn để được cái size số cũng như là còn hàng nha. Đúng rồi, đây là cái mẫu quần Hoài thấy các chị ở mình rất là ưa chuộng nhưng mà Hoài sẽ báo trước nha. Mẫu này cho em Hoài là AB4 với mức giá cho em chỉ có 149.000 à. Nhưng mà cái mẫu này hiện tại màu be Hoài chỉ còn duy nhất cho mình là size XL thôi. Còn màu hồng thì Hoài còn tới size S, size L, size XL luôn các chị mình nhá, nhưng mà hết size M. Đấy là cái điều đặc trưng của em này. Nhưng mà cái AB4 này thì thật sự là mỗi lần Hoài dơ lên là chốt đơn rất là nhiều. Nên là chị nào mà thích cái mẫu form quần này, gọi là cái form quần soft và có phối cho em đường dập ly rất là đẹp, kèm cho mình hai túi thật với chất liệu là cô tông, thì quần này sẽ có hai màu hồng và be. Nhưng mà thực ra màu be này thì Hoài cũng không dám chốt nhiều đâu các chị. Mình tập trung và mình chốt màu hồng giúp Hoài nhé. Rồi nếu mà các chị thích màu be thì một lát nữa em cũng sẽ lên những cái sản phẩm nó có màu be nữa. Còn màu hồng này, nói chung là một cái chiếc quần nó rất là dễ phối đồ. Tại sao nó hot mọi người? Tại vì lên ai mình mặc cũng được. Và mình có thể ngày hôm nay các chị không biết phối cái gì, cứ lấy những cái chiếc quần short như thế này, lưng siêu cao, mặc lên siêu hết dáng và cực kỳ trẻ trung và cá tính luôn nha mọi người nha. Chị yêu nào mình lấy sơ mi, áo thun đồ gì cũng được chị ha. Nói chung là Hoài thấy là phối với áo thun này, áo sơ mi đều rất là đẹp. Và sản phẩm đối với quần sóc của nhà Mark và những sản phẩm gọi là được khách hàng rất là ưa chuộng, tại vì mít mắt sản phẩm rất là ok, mà giúp mức giá thành gọi là 149.000. Thì hôm nay các chị mình phải thật là nhanh tay nha. Rồi chị nào mà cần tư vấn này, chắc là bây giờ sẽ nhờ Như đọc một vài comment đi. Tại vì em Hoài thì đang nhìn mất cái bảng size của sản phẩm rồi, là sẽ nhờ Như đọc thử xem một vài comment. Và các chị nhà mình đang cần yêu cầu lên mã nào thì mình cứ comment nha. Hoài sẽ dơ kỹ lại mã đó để các chị xem và dễ dàng chốt đơn hơn đấy ạ.
Bây giờ em thấy là mọi người đang lên đơn. Mọi người vẫn đang lên đơn á mọi người ha. Còn chị nào mình like cái gì nhớ bổ sung giùm em số điện thoại nha. Em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều. Cứ mã mã này kèm màu kèm size kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn nha. Rồi ok, hoặc là mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà Mark trước cái live stream, có nghĩa là khi hoàn tất live stream này là chụp màn hình gửi nhanh nha. Tại vì sau live stream nhà em sẽ không chốt đơn đâu ạ. Rồi mã sản phẩm tiếp theo cho mình em này sẽ là AB5 với mức giá sẽ là 425.000 và giảm trực tiếp trong live stream này chỉ còn 199.000 thôi. Hoài rất là kết kéo này, gọi là kéo Hoài rất là thích tại vì phối bèo rất là sang này. Chất liệu cho mình sẽ là kiểu dạng cô tông mềm các chị mình nha. Đầm áo này thì một lớp nhưng mà phía trước cho em sẽ phối bèo và kèm cho mình cái dây thắt nơ ở phía trước rất là sang luôn. Và mức giá thành hiện tại của em này thì quá là mềm các chị mình ơi. Nhanh tay chốt mã cho em là AB5 với mức giá là 199.000 nhé. Cái áo này lúc nãy mà em Như mặc là các chị chốt rất là nhiều, phối với cái gì nó cũng đẹp, nó kiểu như là rất là tiểu thư. Đúng nha rồi. Nhưng mà không có bị bánh bèo, rất là sang. Và em thấy cái kiểu này là ai ai cũng mặc luôn mọi người ơi. Cái áo quá sức là dễ mặc, dễ lau, gọi là đi làm mình mặc cũng được, mà đi chơi là thậm chí đi tiệc mình mặc nó cũng sang nữa các chị ha. Mà 199.000 thì em nghĩ là cái giá quá mềm và cực kỳ ưu đãi. Riêng về cái mẫu này các chị nhanh tay chốt giùm em 199, và hiện tại là em sẽ có size cho mình luôn, có size XL nữa chị ha. À, cái em này thì như là chỉ có 3 size XL thôi. Mà tầm tại vì là nó là áo sơ mi form dáng rộng nên là 65 cân mình vẫn mặc vừa nha. Lên mã AB5 kèm thoại cho em Hoài. Rồi cái mẫu này là một cái mã sản phẩm gọi là chị nào cũng nên có trong tủ, nên là chị nào mà thích mẫu này thì nhanh tay chốt cho em Hoài, đó là AB5 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công này. Các chị mình nhanh tay chốt với mức giá 199.000 tại vì em này đang sale tới là 60% đấy chị yêu. Đúng rồi, ngày hôm nay không những là bình thường là sale 20-30% thôi mà trong line này sale tới 60-70% lần các chị ha. Rồi, cái quần shop siêu quá đẹp luôn. Em mã sản phẩm cho em sẽ là AB6 nha. AB6 giúp em nha mọi người nha. Rồi, AB6 kèm giùm em số điện thoại luôn nha cả nhà ha. Rồi hiện tại bây giờ là AB6 là có 4 size F, M, L, với L giúp em. Giá gốc là 295.000 là để gọi là hình. Đúng rồi, rất là mềm rồi. Mà bây giờ sale còn có 139, cũng là một cái best seller ngày hôm nay. Rất là bất ngờ luôn các chị mình ơi. Hoài đang rất là bất ngờ với cái mẫu quần này tại vì thực ra là mẫu quần này là như mặc. Hoài không có cập nhật cái mức giá thành, có nghĩa Hoài đã đọc sơ qua rồi nhưng mà Hoài không có nhớ quá cái giá thành, nhưng mà thật sự là khi mà Như đọc lên cái mức giá 139.000 là Hoài rất là ấn tượng luôn. Tại vì khi mà sờ vào chất liệu rất là đẹp các chị nha. Và hai tông màu giúp em Hoài này, đây là cái tông màu gọi là hơi nâu nâu hồng đất. Đúng rồi, hồng đất rất là đẹp. Và tông màu tiếp theo cho em Hoài là cái tông màu xanh ngọc, rất là sang luôn các chị yêu ơi. Và mẫu này chỉ có 139.000 thôi nha. Các chị mình nhanh tay chốt đơn cho em là AB6 đúng không? AB6 kèm ngoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công ạ. AB6 các chị ha. 4 size S, M, L, XL mà có 139.000 thôi mọi người nha. Hoài thấy đây là nhà Mark rất là ok đấy. Tại vì là có tới size XL. Tại vì bình thường nhà em để ý là chỉ có size XML thôi, nhưng mà sẽ có những sản phẩm có size XL để các chị mình lựa chọn nha. Riêng cái mã AB6 đó các chị phải chốt nhanh, hình như lát một lát hồi nãy là các chị đã chốt rất là nhiều rồi. Chị nào vào sau mình tranh thủ mình chốt giùm em. Bây giờ em qua tiếp cho mình một cái em đầm mà rất là hầm hổ ha. Cực kỳ xuất sắc luôn. Mã AB7 giùm em còn 2 size F và M với giá gốc là tới 625.000, mà bây giờ chỉ còn bao nhiêu mọi người ơi? 249.000. Đấy, một mức giá rất là mềm và Hoài rất là ấn tượng với cái đầm này. Tại vì thực ra cái màu này gọi là màu tím xanh xanh rất là đẹp. Các chị mình không phải là tím quá đậm nhá, gọi là tím pha rất là đẹp luôn. Và Hoài tiếp cho em Hoài là da beo thì rất là sang nữa này, không có bị lỗi mốt đâu các chị mình nhá. Phong đầm cho Hoài sẽ là phong đầm sơ mi và kết hợp cho mình là cái phần dây thắt eo ở dưới để mình có thể là tạo kiểu này. Nói chung là đối với cái phần dây này Hoài nghĩ là mình mix match được rất là nhiều phong cách luôn, không phải nhất thiết phải chỉ là thắt eo thôi, nhưng mà mình có thể mix những cái sản phẩm khác, hoặc là mình mix với những cái kiểu như gọi là sao nhỉ, dùng beo khác để thắt, hoặc là thắt theo những cái kiểu mà mình thích này. Có rất là nhiều cách thắt nha. Đây là Hoài sẽ tháo ra để mình xem cái phần dây thắt này các chị mình. Em này thì sẽ là bao gồm một cái dây nó may sẵn là như thế này, nhưng mà Hoài nghĩ là mình sẽ có rất là nhiều cái cách mix match cho cái sợi dây này, chứ không nhất thiết là phải mang thêm một kiểu nha. Nhanh tay chốt mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AB7 giúp em Như nha. AB7 249.000 và chỉ còn 2 size F và M, thành ra chị nào mình có size mình tranh thủ mình chốt giúp em. Cái vải này em cảm thấy mình sờ và rất là mịn và rất là mướt nha. Nó có cái độ bóng ấy, cái độ gọi là cái bộ bong bong bóng nhẹ mọi người, giống như là cái vải mà lụi lụi satin đó mọi người ha. Và cái điểm đặc trưng của em này là có độn cầu vai các chị ơi. Cái cầu vai nó sẽ có độn cầu vai nha, có nghĩa là may thêm lớp lót độn cầu vai để cảm giác cầu vai nó sẽ đứng hơn. Và em này 55 cân đổ lại mình sẽ mặc vừa. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục vào mẫu tiếp theo nhá. Rồi em chuẩn bị qua tiếp cho mình một cái sản phẩm nó cũng rất là hot hit đây. Chiếc áo thần thánh của em nha mọi người, AB8 giúp em với giá gốc là 325.000, ngày hôm nay siêu sốc cho mọi người là còn 149.000 thôi.
ba tông màu kem, màu đen với lại tông màu trắng giúp em. Với cái mã sản phẩm này AB8 em có đủ size S, M và L, thành ra chị nào lúc nãy mà chưa có chốt được là chưa có xem được hết thì bây giờ mình tranh thủ mình chốt liền giúp em nha. Tại vì em nghĩ là 149.000 là một cái giá cực kỳ hấp dẫn và ưu đãi cho mọi người rồi. Ba cái tông màu này thì cũng dễ phối đồ nữa chị ha. Và cái form sắt nách mà cái họa tiết kiểu dạng mây dùng như này Hoài thấy rất là xinh này. Đằng sau sẽ kết hợp cho mình khuét hơi nhẹ và kết hợp cho mình dây có gợn, nghĩa là có cúc dài nữa các chị nhá. Hoài nghĩ là cái form này á mình mặc cho em với chân mày cũng xinh, mặc với quần cũng xinh, mặc cho em Hoài với kiểu như là mẫu quần tây nào cũng rất là ok. Và ba cái tông màu này gọi là ba cái tông màu căn bản nhất và rất là dễ mặc đấy ạ. Trắng, đen và be các chị mình nhá. Chốt ngay với mức giá cho em là bao nhiêu này? 149.000. Rồi, một mức giá rất là mềm. AB8 giúp em như nha. Ok. AB8 kèm của Hoài và đang có đầy đủ size các chị mình nhá. So, ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục mẫu tiếp theo ạ. Dạ rồi, chiều nào nãy giờ mình có nghe sản phẩm á, mình chưa có nghe được hay gì đó thì mình có thể comment bên dưới giúp em nha mọi người ha. Rồi tiếp theo là chiếc quần thần thánh, lúc nãy em cũng phối chung với mã áo luôn, là mã AB9 này, có tới 4 size và chỉ cách duy nhất một tông màu đen này thôi mọi người. AB9 139.000. Tiếp theo là một cái mẫu quần với chất liệu cotton rất là mềm các chị mình ơi, và mức giá cho em là gọi là siêu mềm hơn cả chất vải nữa, là 139.000 cho em Hoài thôi. Form quần lưng cao và kết hợp cho mình đó là dây kéo gọn với dây kéo khóa và cúc ở phía trước nhá. Có phần cho em Hoài đó là kết hợp dập ly cho mình ở phía trước để tạo điểm nhấn này. Một màu duy nhất cho Hoài là màu đen, siêu dễ mặc và mức giá cho em Hoài chỉ có là 139.000 thôi. Nhanh tay comment mã cho em Hoài này. AB9 giúp em như 4 size rồi nha mọi người nha. SML với L, ngày hôm nay hóa trời nhờ gọi là mã có size L đúng không? Thành ra là các chị phải tranh thủ. Chị ngày nào mà hôm nay mà size L là xem được cái livestream này là em thật sự phải chốt cho em chứ đừng bỏ lỡ. Rất là nhiều mẫu từ quần short tới cái quần lưng cao tới quần dài váy rồi nữa mọi người ha. Rồi, AB9 139.000. Siêu hot hit nha, lưng rất là cao, mình mặc rất là hot dáng á các chị em nhà mình ơi. Rồi mình sẽ qua tiếp một em đầm quá trời đẹp rất luôn rất là người. Xinh nhưng mà đầm này thì Hoài sợ là đang gần hết size rồi. Tại vì thực ra nó chỉ còn size cho em Hoài đó là size L và size L thôi. Nhưng mà mỗi size bây giờ chắc chỉ chốt được tầm 2 chị là nhiều nhất thôi các chị mình ạ. Là mình cố gắng chốt ngay mã sản phẩm cho em Hoài nhá. Rồi mã sản phẩm sẽ là AC1 giúp em nha. Chỉ còn là 2 size L với L thôi nha mọi người nha. Giá gốc là 525 mà ngày hôm nay sale chỉ còn 199.000 thôi. Đúng rồi, 199.000 nhưng mà em lại đang lẻ size là chỉ còn size L và size XL thôi nha. Màu đỏ này các chị, đỏ cam và tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu da nét rất là đẹp luôn. Màu be rất là sang đấy ạ. Và mức giá cho em chỉ có 199.000 và lưu ý giúp Hoài là đầm này mình sẽ chỉ chốt đơn chị nào từ 55 cho tới 65 cân mặc đẹp. Và em này thì Hoài sẽ chỉ chốt duy nhất mỗi size một chị nữa thôi các chị mình nhá. Có nghĩa là mỗi đầm chỉ có 2 chiếc nữa thôi đấy ạ. Là mình tranh thủ mình chốt cho em Hoài là một chiếc size L cho màu đỏ này, một chiếc size XL cho màu đỏ thôi, và màu be cũng tương tự thôi, là em đã hết hàng đứt hoàn toàn rồi. Và chắc chắn là sản phẩm này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên line nữa đâu ạ. Nên là chị nào mà quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt nhá. Vạt kết hợp rất là đẹp và chất liệu cho em sẽ là cotton, bên trong có kèm lớp lót giúp em nhá. Form đầm thì quá là xinh luôn các chị nhà mình. Phần dây có cho mình tăng đơ này, và Hoài đặc biệt là thích nhất điểm nhấn của em đầm này đó là phần vạt chéo ở phía dưới tà, và em này sẽ kết hợp cho em Hoài là bo chéo phần eo luôn, tạo điểm nhấn cho đầm. Thì cái đầm này thật sự là mức giá 500 mấy Hoài thấy đã rất là mềm rồi, nhưng mà hiện tại mức giá 199.000 là các chị phải nhanh tay thì mới sở hữu được nhá. Dạ rồi, 199.000 thì em chắc là chỉ còn vài chiếc cuối cùng thôi. Chị nào nhanh tay thì có hàng nha. Tại vì những cái mẫu sale này các chị phải nhanh tay, nếu mà hết thì cũng rất là tiếc các mọi người ha. Rồi tiếp theo sẽ là mã AC2, cái này thì cũng còn rất là lẻ size đây. Với hai tông màu sáng và tông màu da, em chỉ còn là với tông màu sáng em còn size S, còn tông màu da thì em chỉ còn là size F với size M nha mọi người. Giá gốc là tới 685, gần 700.000 một cái đầm như thế này. Mà ngày hôm nay size 10 chỉ còn là bao nhiêu? 219.000 một em. Rất là ưu đãi rồi. Và mình có hai tông màu cho em Hoài đó là cái tông màu be và tông màu xám đấy, nhưng mà đầm này lẻ size các chị nhá. Và hình như là đầm này lẻ size đúng không ạ? Okay. Màu xám thì em chỉ còn là size S nè, còn cái tông màu da của em thì em chỉ còn là 2 size và M, S với M. Nhưng mà mọi người ơi, cái số lượng nó cũng còn đang rất là ít, thành ra chị yêu nào mình chốt thì mình lên đơn lẻ giúp em. Cái mẫu này lúc mà mình mặc lên nó rất là tôn cái vòng một luôn mọi người ơi. Có thể mặc lên vai cũng được, mà có thể mặc trễ vai xuống cũng xinh nha mọi người ha. Rồi, với chất liệu cho em kiểu dạng lụa cát các chị mình, vào bên trong có kèm lớp lót cho em Hoài nha. Form đầm may rất là tốn vải nhưng mà thực ra giá thành thì quá là mềm luôn. Và chị yêu nào thích mẫu này lên ngay mã AC2 kèm thoại nhé, đúng không? À đúng rồi, AC2 giá là 219.000 giúp em nha mọi người nha. Còn size S với lại size M mọi người cứ để lại cho em đơn, rồi các bạn sẽ tư vấn đơn hàng của mình sau nha. Tiếp theo sẽ là AC3, cái mã gọi là ngày hôm nay rồi, 76k đúng không? Lúc nãy em thấy các chị đang đặt rất rất là nhiều rồi, thành ra bây giờ chị nào mình vào sau là mình phải tranh thủ mình cứ lên đơn, nếu mà còn hàng thì mình săn nha mọi người. Gọi là thà
cái gì mà bỏ sót đó mọi người. Thà đặt hàng còn hơn bỏ sót, kiểu như vậy nữa. Rồi thích hay chơi thơ lắm mà cứ quên đi quên lại hoài vậy đó. À, đúng rồi, cái mã sản phẩm này AC3 này thì Hoài báo trước là em này có size cho mình đó là từ 50 cho tới 65 cân. 50 tới 65 cân mình sẽ chốt được và chỉ có một màu duy nhất cho em Hoài là màu be thôi. Em này lên chất liệu cho mình là cotton gân và cái mẫu này gọi là sản phẩm deal rất là giảm giá mạnh trực tiếp ở trong livestream cho các chị mình luôn. Và hôm nay mình mua hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship nha các chị yêu nha. Là mình cố gắng là thích mẫu nào là mình chốt đơn ngay cho em Hoài này. Cái giá thành của sản phẩm này là 255 và em đang giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn 76k áo thun này thôi đấy ạ. Nên là chị nào quan tâm mã AC3 chốt ngay AC3 kèm loại giúp em. Hồi nãy là Hoài sẽ lên xen kẽ cho mình thêm với một cái mẫu chân váy này là AC4 này các chị mình ơi. Đây kết hợp cho mình thêm một cái mã chân váy đó là AC4 nhá. Mẫu chân cái này là quần giả váy các chị ơi. Quần giả váy AC4. Cái này là cái chị bình thường á, là giá gốc của tụi mình là tới 455.000 lần. Nhưng mà ngày hôm nay cái chân váy gọi là cái quần giả váy này sale cho mọi người chỉ còn là 129.000. Và cái họa tiết caro mà kiểu như nó sẽ cảm giác nó là lệch trên dưới á mọi người. Rất là điểm cười, tạo điểm nhấn cho mình á. Mặc rất là cưng ha. Chị yêu nào mình ưng cái mẫu này là mình phải lên cho em liền áo là AC3 với 76k. Còn chân váy gọi là quần giả váy của mình là AC4 với giá là 129.000 thôi nha. Với cái này là mình có size không ta? Rồi có nha, AC4 là còn size S, M và L luôn chị ha. Đúng rồi. Và tính ra cái nguyên cành của em đang cầm đây chỉ có 205.000 các chị ơi. Một cái mức giá gọi là rất là mềm cho các chị mình nhá. Nhanh tay chốt ngay cho em Hoài đó là AC3 cộng AC4 kèm thoại. Tổng nguyên sẽ là 208.000. Độ 205.000 đối với mẫu áo cho em Hoài sẽ là từ 50 tới 65 cân mặc đẹp. Chân váy cho em là từ 40 cho tới 65 cân là mình có size đầy đủ luôn. Cái em này là quần giả váy các chị nhá. Chất liệu cho em là cotton còn áo sẽ là thun gân ạ. Hiện tại mà chị nào quan tâm set này là phải chụp màn hình thật là nhanh. Tại vì lúc nãy Hoài like là cái đơn hàng mình nổ rất là nhiều cho cái mã sản phẩm này rồi. Nên hiện tại là chị nào quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt đơn ngay chị em nhé. Rồi, tiếp theo em sẽ qua tiếp cho mình một cái sản phẩm nữa. Đây cũng là một cái sản phẩm là cực kỳ hot hit cho các chị yêu nhà mình luôn. Với cái chiếc áo của em là AC6 giúp em. AC5 giúp em nha mọi người nha. AC5 với hai tông màu là trắng và đen. Nhưng mà riêng cái tông màu đen thì em chỉ còn size M thôi. Còn tông màu trắng thì em vẫn còn 3 size là S, M, L giúp em như nha. Cái chất này các chị thấy là cái loại là cái gân nó lên rất là đẹp. Rất là gọi là nổi bật đúng không? Tạo thêm cái thu hút ánh nhìn mà khi mà mình mặc lên á. Các chị cảm giác là cái cổ nó hơi rộng nhưng mà không có. Tại vì may rất là cao cho nên mọi người yên tâm. Lúc nãy là cái này em như đã có mặc rồi. Và giá sản phẩm này là chỉ có 139.000 thôi nha mọi người nha. Một mức giá rất là mềm đấy. Tại vì thực ra cái mẫu cái may gân này rất là tốn vải đấy các chị mình. Và cực kỳ kỳ công luôn nhá. Mà mức giá cho em Hoài chỉ có 139.000 thôi. Là chị nào mà thích mẫu này nhanh tay chốt ngay cho em. Đó là AC5 kèm số lại nhá. 139.000 đấy chị yêu. Hai tông màu giúp em là màu trắng và màu đen. Trắng còn đầy đủ size nhưng đen chỉ còn duy nhất là size M thôi ạ. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mọi người cái mã quần kiểu như là em này em có phối chung với cái tông màu trắng luôn á mọi người ha. Một tông màu tím mà hồng tím này thôi. Rồi cái tông màu này là mã AC6 giùm em. Hiện tại là em chỉ còn size S, M, CL nhưng mà nó còn lẻ size mọi người nha. Gọi là số lượng nó còn ít, mỗi size nó còn rất là ít. 106.000 thật sự hỏng tin luôn mọi người nha. Mà cái phong quần này gọi là phong quần close các chị mình, có nghĩa là phong quần ống rộng và form cho em sẽ là form chín tấc. Mà các chị nhà mình để ý giúp em thì đối với cái form này á Hoài thấy á là rất là dễ mặc và mình lên form cho em siêu chuẩn luôn nha. Mình có thể phối với cái áo em đang mặc cũng được nha các chị mình, hoặc là phối với những mã sản phẩm khác Hoài nghĩ cũng rất ok. Nhưng mà mức giá thì quá là mềm luôn, 106.000 đấy chị yêu nha. Mà đang có đầy đủ size hả? Đúng rồi, cái này là còn S, M và L cho các chị yêu nhà mình luôn. AC6, cái màu hồng này kiểu là màu hồng hồng tím tím rất là ngọt luôn nha mọi người nha. Và cái form của cái ống quần nó rất là rộng, khi các chị mặc lên cảm giác nó che hết các điểm cho mình luôn. Với chân mình rất là thoang luôn mọi người ha. Cái này các chị mà kiểu nha bình thường mà ví dụ như cái form quần em đang mặc thì các chị là sợ là mình chân ngắn quá mình mặc có được không ta, thì mình có thể lấy cái form quần kiểu close này mình mặc cũng xinh nha. AC6 liền giúp em, có 106.000 lúc nãy các chị đặt rất là nhiều. Bây giờ chị nào vào sau là phải đặt liền chứ không cần phải chờ đợi gì nhiều nữa mọi người nha. Rồi, ok, bây giờ thì Hoài sẽ lên ngay cái set của Hoài đang mặc. Chắc là nãy giờ nhiều chị hỏi nhưng mà thật sự là không có thời gian để mình đọc quá được nhiều comment của các chị mình ấy. Là chị nào mà thích mẫu nào mình cứ chụp màn hình qua inbox cho nhà em nhá. Rồi mẫu này cho em Hoài này. Em áo của em Hoài đang mặc sẽ là AC7 các chị nha. AC7 là mẫu áo của Hoài đang mặc với mức giá là 69.000. Mẫu mức giá rất là mềm và em này đang có đầy đủ size nha. Chất cho em Hoài sẽ là thun gân, form sắt nách và form cổ cho em Hoài sẽ là 2 xăng các chị mình. Em này thì mình có cho em Hoài là màu đen em đang mặc này, màu đỏ và màu xám cho em Hoài nhá. 69.000 thôi ạ. Nhanh tay chốt mã AC7 kèm thoại. Còn cái mã chân váy của Hoài đang mặc, mã sản phẩm giúp Hoài sẽ là AC8 nhá. AC8 Hoài đang có cho mình hai màu đó là màu trắng và màu xanh các chị mình ơi. Xanh này gọi là xanh bơ rất là đẹp, đúng rồi, rất là ngọt ngào. Và mẫu này chân váy Hoài cũng đang có đầy đủ size. Và mức giá giảm của chân váy này sẽ là 249.000. Và chân váy mình cũng đang có đầy đủ size luôn nhá.
Rồi, tiếp theo sẽ là cái sản phẩm cuối cùng mà em Như đang mặc trên người luôn là AC9 với mã áo là còn 2 size F và M. Cái giá em áo này là chỉ có 139.000 thôi. Cái phần áo này thì em thấy là chất thun á mọi người. Thì mọi người rất là dễ mặc ha. Chất thun này thì các chị mặc kiểu như là phone, các chị tới đâu nó đi tới đó, khoảng tầm 55 con độ về mình có thể chốt đôi nhiều em cái set quần set áo này. Còn chiếc quần của em AC10 này, cái chiếc quần siêu thần thánh mọi người ơi. 495.000 mà sale chỉ còn là 299.000. Và em quần này em sẽ có size cho mình như thế này. Màu xanh màu hồng với lại tông màu trắng của em thì em sẽ còn hai size là size L, size M với size XL. Còn với cái tông màu xanh của em thì em sẽ còn là size L với lại size XL nha. Có nghĩa là chị yêu nào mình ưng ý là mình phải tranh thủ mình chốt lên liền. Tại vì cái chiếc quần này cái chất của nó em thấy rất là dày dặn nhưng mà mặc lên không có hề bị nóng nha mọi người nha. Đi làm văn phòng công sở, đi chơi, đi tiệc gì mình mặc lên những cái quần này siêu hấp dáng luôn mọi người. 299.000 mã AC10 giúp em Như. Chị Huế Nguyễn ơi, mẫu sản phẩm của mình sẽ là AC7 và AC8 nhé. C các chị mình ơi, không phải AT đâu ạ. Các chị mình comment đúng giúp em Hoài nhé. AC các chị mình nhắc chữ cờ ấy ạ. Comment cho em AC7 của AC8 để chung nguyên set nhé. Đó là cái set của Hoài đang mặc đấy. Tại vì set của em đang mặc mức giá rất là mềm, tính ra có 308.000 cái nguyên cành như Hoài, 318.000 là nguyên cành Hoài đang mặc à. Và cái mẫu của Như thì cũng một là mức giá rất là mềm luôn. Hiện tại thì Hoài chỉ còn cho mình tầm 5 phút cuối để chốt ở trong live thôi và các chị mình sẽ chốt nhanh cho em Hoài nha. Tầm và em sẽ tư vấn thêm một xíu nữa và chắc là Hoài và Như sẽ kết thúc cả livestream này luôn, nên là mình thích mẫu nào là mình chốt luôn cho em Hoài bằng cách đó là lên mã sản phẩm dấu cách số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công này. Chỗ nãy giờ là không có kịp đọc nhưng mà đơn hàng lên rất là ok luôn và lên rất là nhiều này. Chị nào cần tư vấn size số hoặc cần xem lại mẫu nào thì em Hoài sẽ còn cho mình tầm 2 phút đấy ạ. Mình có thể là comment lại hoặc là có thể là comment ngay trên livestream này giúp em là mình muốn xem lại mẫu nào, tư vấn mẫu nào thì em Hoài và Như sẽ giới thiệu kỹ lại cho các chị mình hơn nhá. Còn hôm nữa thì chắc là Hoài và Như sẽ kết thúc cái chương trình livestream tại đây luôn các chị mình ạ. Dạ rồi, bây giờ là không biết là các chị có đang lên đơn hay không, tại vì nó hiện tại nó đang bị ẩn comment đó mọi người ha. Rồi, quần màu bơ mã giá tiền bao nhiêu, quần màu bơ? Quần màu bơ không có à, màu bơ. Cái chân váy màu bơ đúng rồi. À cái mẫu này không phải là quần đâu các chị ơi, cái này là chân váy nha. Chân váy màu bơ là mã AC8 các chị ơi. AC8 là mẫu Hoài đang mặc này với mức giá chị em chỉ có 249.000 thôi. Còn áo Hoài đang mặc sẽ là AC7 với mức giá sẽ là 69.000 một áo chị nhá. Nguyên cành Hoài đang mặc sẽ là 318.000 nguyên cành. Nếu như mình mua áo lẻ thì chỉ có 69.000 thôi. Còn mua chân váy lẻ thì sẽ là 249.000 ạ. Mình có thể là lựa chân váy màu trắng hoặc là màu xanh bơ giống Hoài đang cầm. Lưu ý giúp Hoài cái này là chân váy không phải quần đâu chị nha. Tại vì nó tạo độ xếp lý các chị tưởng nó là quần ống rộng nhưng mà cái này là chân váy. Bây giờ là em với chị họ đã review hết tất cả các sản phẩm từ đầu live tới giờ rồi thì chắc là các chị nếu mà các chị nào mình đặt hàng được thì mình tranh thủ mình đặt hàng, còn không thì sau khi mà em kết thúc livestream khoảng tầm 2-3 phút các chị vào xem lại rồi mình chụp màn hình gửi inbox liền để mình được nhận với cái giá tiền ưu đãi. Còn bây giờ chắc là em Như với chị họ sẽ chúc các chị ngủ ngon nè. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream buổi tối ngày hôm nay, mong là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha mọi người ha. Hẹn mọi người vào một cái livestream tiếp theo. Còn bây giờ thì các chị mình nhớ là bật follow và theo dõi trang page của nhà em để cập nhật những livestream mới nhất của nhà em nhé. Nhà em sẽ có thông báo trên live ở trên trang page những cái livestream mới nhất để lên những cái sản phẩm hot hit và những cái mức giá giảm siêu mềm cho các chị mình nhé. Bây giờ thì Hoài và Như xin chúc tất cả các chị mình ngủ thật là ngon và hẹn gặp các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà Mark ạ.